Hướng Vãn Đồng đang đi tới liền ngừng chân. Nàng hôm nay chỉ chuẩn bị tiếp nhận tộc nhân, sau đó lại chậm chậm khôi phục tình cảm, nhưng không nghĩ tới năng lực thích ứng của lão tộc trưởng mạnh như vậy. Hướng U Mộng đi ở phía trước, nói tiếp. Ngươi đã quản lý không được cái nhà này, ta đến phụ trách. Lãnh đạo của ngươi, để hướng ra nghênh đón cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng thái độ ngươi bây giờ, biểu thị ngươi bắt không nổi cơ hội này, đổi ta đến, ta sẽ dẫn hướng ra bắt lấy, nắm chặt, quấn chặt. Ngày mùng 1 tháng 5, sau khi trải qua một phen chuẩn bị, Khương Phàm lại mở phong thần đài, từ huyết ma tộc cùng huyền vũ đế tộc lấy được hai tòa hoàng nê đài, giao cho vạn độc huyết long cùng Tu La. Vì hai cái hoàng nê đài mới, rất nhiều người bên trong đế thành đều chủ động tìm tới Khương Phàm. Nhưng đều bị Khương Phàm từ chối nhã nhặn, rất nhanh đã xác định chủ nhân. Vạn độc huyết long, chính là linh thể hóa rồng, tiềm lực cực lớn, mà tính phá hư cực mạnh. Không hy vọng xa vời hư hóa. Chỉ cần có thể đạt tới thần linh đỉnh phong cũng đủ để phát ra tác dụng quan trọng tại thời khắc đặc thù. Tu La, Khương Phàm hy vọng có thể mượn cơ hội này, cho hắn mang theo đồ đằng, khởi nguyên, thời kỳ hồng hoang, sớm kích phát đế mạch. Không hy vọng xa vời có thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến sát thiên, chỉ là hy vọng hắn có thể phát triển nhanh hơn. Theo phong thần đài toàn diện khởi động, vòng xoáy khủng bố lần nữa vặn vẹo không gian và thời gian, xuyên suốt vạn cổ, từ trong vũ trụ mịt mờ dẫn động đồ đằng yên lặng. Kiều Vô Hối, bọn người Khương Diễm cũng đều khống chế hoàng nê đài của mình, vần ở xung quanh, cảm ngộ vạn cổ thời không ảo diệu, cũng kích phát đồ đằng của mình trợ trận cho vạn độc huyết long cùng Tu La. Vòng xoáy xé rách thiên địa, vạn cổ thời không huyết dài. Một đạo cường quang yêu dị từ thời đại hồng hoang dâng lên, trực tiếp vượt qua viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ các thời đại hùng vĩ, không hề dừng lại một chút nào thẳng đến vạn độc huyết long mà tới. Điều này nói rõ đạo đồ đằng này sinh ra từ thời kỳ hồng hoang, cũng là yên lặng tại thời kỳ hồng hoang, tương đương với bên trong thời gian trăm vạn năm không còn xuất hiện qua. Vạn độc huyết long quay quanh hoàng nê đài, gào thét thời không, đáp lại đồ đằng thần bí kia. Đạo cường quang thứ hai từ thời đại hồng hoang dâng lên, sáng chói chói mắt, như là chiếu thấu vạn cổ, phía sau viễn cổ, thái cổ, thượng cổ ba thời đại, phân biệt lấp lóe mê quang, giống như đáp lại đạo cường quang kia. Cường quang bạo động, vượt qua lịch sử trời cao, thẳng đến thời đại này mà tới. Thân thể non nớt của Tu La đứng trên hoàng nê đài, triển khai hai tay, cảm nhận được thời không khí tức cùng thần bí ba động đập vào mặt, trong lòng hắn bành trướng, nhiệt huyết sao động. Rất có thể chính là khởi nguyên đồ đằng. Bởi vì khởi nguyên linh văn sinh ra tại thời kỳ hồng hoang, dẫn dắt qua nhân tộc, sau này dài đến trăm vạn năm trong lịch sử, vẻn vẹn xuất hiện qua ba lần, vừa vặn đối ứng ba đạo mê quang giờ phút này đang lấp lóe. Chương 3106 mở thiên mộ. Bây giờ hắn còn không có thức tỉnh linh văn, sớm đạt được đồ đằng, được đặt cách phong thần, lưu danh hồng mông phong bia, tương lai trưởng thành tất nhiên vô cùng tấn mãnh, càng có thể có khả năng cao trùng kích đế cảnh. Đây chính là kỳ vọng lớn nhất kiếp trước. Đồ đằng gì? Bọn người Kiều Vô Hối đều khẩn trương mong đợi vạn độc huyết long đồ đằng. Lấy cảnh giới thần linh của vạn độc huyết long, cùng linh thể đặc biệt, hẳn là có thể mang theo một cái đồ đằng vô cùng cường đại. Đồ đằng độc loại. Vậy sẽ là dạng uy lực gì? Tu La sẽ là khởi nguyên đồ đằng sao? Đồ đằng lại là do cái gì tạo nên, có phải là di cốt đại đế nhân tộc chí tôn cầu nguyện hay không? Ở vào trong vòng xoáy to lớn, đặt mình vào dưới vạn cổ thời không, loại chờ đợi lo lắng này để thời gian giống như trải qua vô cùng chậm chạp. Nhưng tất cả mọi người kích tình đều không có mảy may yếu bớt, chờ mong. Chờ mong, vô kỳ hạn đợi. Rốt cuộc cũng. Ngày thứ ba. Tu La tiếp dẫn đồ đằng dẫn đầu đến, giống như tinh hà lao nhanh, phá tan đầy trời vòng xoáy, oanh đến bên trên hoàng nê đài chỗ Tu La. Toàn thân Tu La căng cứng, đau đớn đến giống như muốn bị hủy diệt, nhưng ngay sau đó nóng bỏng để hắn phấn khởi, để hắn sao động, để hắn đang ở bên trong sôi trào mê quang ngẩng đầu lên trời gào lớn, thân ảnh non nớt vậy mà lộ ra vô cùng uy mãnh. Đồ đằng. Giọng Khương Phàm thanh liệt vang vọng đất trời, quanh quẩn vòng xoáy vạn cổ. Khởi nguyên. Bọn người Kiều Vô Hối mong đợi đầy cõi lòng toàn bộ gieo hò, quả nhiên là khởi nguyên. Khương Phàm rất kích động, không chỉ là thân phận đồ đằng, càng là bởi vì đồ đằng giáng lâm một khắc này, hắn vậy mà phát giác được một loại pháp tắc nào đó ba động giữa thiên địa. Không lâu sau đó, đồ đằng vạn độc huyết long mong đợi vào tới hoàng nê đài, trong chốc lát ba động quỷ dị vậy mà để đại đạo mục nát, thiên địa lập suy, thời không rối loạn. Tựa như là một siêu cấp kẻ phá hoại bên trong ngàn vạn đại đạo,
mặc kệ ai đụng phải, cũng có thể bị nó làm cho hỗn loạn. Đồ đằng. Khương Phàm lần nữa cao giọng tuyên cáo. Kịch độc. Tốt. Bọn người Kiều Vô Hối phấn chấn reo hò, mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng thời khắc này cảm nhận cùng cái tên đáng sợ, khẳng định vô cùng cường đại. Không phải là độc, mà là kịch độc. Tóm lại rất lợi hại là được. Phong thần đại điển kết thúc, vạn độc huyết long cùng Tu La lập tức chiều sâu bế quan, cảm ngộ đồ đằng, lĩnh ngộ truyền thừa. Kiều Vô Hối, bọn người Khương Diễm cũng đều tiếp tục bế quan. Mặc dù Khương Phàm đã vô tình hay cố ý đề cập tới, tránh cho để thần linh tiếp xúc cuộc chiến sát thiên, nhưng bọn hắn tuyệt đối không chịu bỏ qua như vậy, cũng đều đang mong đợi có thể có chỗ đột phá, dù hy vọng xa vời đến cực kỳ bé nhỏ, bọn hắn cũng tuyệt đối không chịu cứ thế từ bỏ, làm quần chúng không có chút ý nghĩa nào. Khương Phàm không có gấp lùng bắt Man Hoang Đế Tổ, mà muốn chờ thiên hậu đột phá, tiến hành một trận săn bắn có nắm chắc tất thắng. Nhân ma kia hung tàn lại điên cuồng, nhất định phải thận trọng xử lý. Khương Phàm đi lòng vòng khắp nơi bên trong xí thiên giới cùng hư không đế thành, hiểu rõ tình huống cùng nhu cầu các tộc, tự mình làm một ít điều phối. Về phần hướng ra nơi đó, dù có chút ý kiến về hướng U Mộc, lại thực hiện ước định, không có tiến hành can thiệp. Ta cùng Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế làm ước định. Mời bọn họ tháng 9 đến nơi đây gặp mặt. Mục đích chính là thẳng thắn nói một chút về cuộc chiến sát thiên. Mục đích thứ hai, chính là hy vọng bọn họ có thể cùng nhau chứng kiến một sự kiện, đoạn tuyệt một ít tưởng niệm của bọn hắn. Khương Phàm lại tới bên trên tổ Nguyên Sơn, trực diện Yêu Đồng. Yêu Đồng vẫn là bộ dáng tự tại tản mạn, thản nhiên ngồi dưới tàng cây, cười nhìn Khương Phàm đi tới. Cuộc chiến thiên khải, không có quá tận hứng, mấy đế quân quá làm cho người ta thất vọng. Tuy nhiên, một đám đế quân an giật 30.000 năm, đụng phải một đám tên điên điên rồ 2.000 năm, bị bại không oan, chỉ là đối với quần chúng như ta mà nói, không có tận hứng. Nếu như thời đại này giao cho bọn hắn, chờ người giết trời tới, bọn hắn xác thực không chịu nổi một kích. Coi như cuộc chiến thiên khải là món ăn khai vị đi, chân chính món chính tại cuộc chiến sát thiên. Ta đang mong đợi. Yêu Đồng cười nói, đối với Khương Phàm duỗi ra cái ngón cái, ra hiệu hảo hảo cố gắng. Ta rất coi trọng ngươi. Ngươi chờ mong ta là ta biểu hiện đặc sắc một chút, đừng quá dê chết. Nhưng ta chờ mong đối với bản thân ta là, bọn hắn tới, cũng đừng đi nữa. Rất tốt, phải có loại kích tình này, nhất định phải giữ vững lại. Yêu Đồng thanh thoát khích lệ, có kích tình, đánh mới kích thích, mặc dù kết quả đã định, nhưng vở kịch lớn nhìn chính là quá trình, đặc sắc đều trong quá trình. Khương Phàm biết Yêu Đồng không tin hắn có thể thắng. Nhưng hắn vẫn kiên trì tín niệm của mình, càn khôn chưa định, làm sao biết chung cuộc. Ta muốn Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế chân chính chứng kiến chính là. Ta mạnh hơn đế cảnh, hóa thân thành thiên, chân chính tiếp quản thế giới này. Đáy mắt Yêu Đồng bắn ra tia sáng rực, đầy mắt chờ mong. Ta chờ giờ khắc này, thành thiên, mới có thể có vốn liếng giao thủ, nếu không chỉ có bị tàn sát. Dựa theo ta hiểu, muốn thành thiên. Cần dung hợp toàn bộ chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo. Mà phương thức dung hợp, chính là cướp đoạt phương thức chính là chém giết mục tiêu. Nhưng ta không muốn giết hại người thân bằng hữu ta, cho nên muốn nếm thử phương thức khác. Nói nghe một chút. Mở thiên mộ, xin mời thanh thiên. Lấy thanh thiên làm nguyên, dẫn vạn đạo nhập thể. Chương 3107 biết ý nghĩa sao? Khương Phàm nhìn chằm chằm Yêu Đồng, phía dưới chính là thiên mộ, mai táng lấy thanh thiên. Suy nghĩ của hắn chính là thôn phệ thanh thiên, cưỡng ép dẫn dắt vô hạn sơn hà, thiên địa huyền hoàng, tự tại vũ trụ, vạn cổ thiên thu, cùng chúng sinh đại táng, luân hồi đại táng, chu thiên thần ma đại táng, dưới tình huống không làm thương hại đến như ảnh mấy người, dung nhập trong thân thể mình. Ngươi muốn, thôn phệ thiên mộ. Trên mặt Yêu Đồng toát ra nụ cười nghiền ngẫm. Ta muốn thỉnh giáo ý kiến của ngươi. Khương Phàm nhìn Yêu Đồng. Tiểu gia hỏa này quanh năm ngồi ở chỗ này. Tựa như là người thủ mộ, khẳng định biết tình huống phía dưới, cũng biết khả năng kế hoạch này có thể nào đi thông. Thanh thiên chết rồi, phía dưới là di hài, là phế tích, nhưng phía trên xác thực có lưu vết tích lục đạo lục táng, cũng tồn tại trực tiếp liên hệ cùng pháp tắc hệ thống thế giới này. Yêu Đồng nhìn như tùy ý, kỳ thực chăm chú giải thích. Người đã nói, thanh thiên mặc dù chết rồi, nhưng còn đang duy trì lấy thế giới vận chuyển, cho nên phía trên không chỉ có vết tích, còn là vết tích vô cùng cường đại. Nó không có ý thức, nhưng chính là vết tích trên người nắm trong tay thế giới vận chuyển, cho nên vết tích rất mạnh. Cho nên, Khương Phàm chờ mong đầy cõi lòng,
nếu quả như thật có thể thực hiện, hắn không cần làm chuyện giết ngược kia, nếu quả như thật có thể thực hiện, là hắn có thể thông qua trên di tích phế tích, cảm ngộ đại đạo tốt hơn, khống chế đại đạo, trước khi người giết trời chạy đến, trở nên càng mạnh. Yêu đồng nhìn qua Khương Phàm, chậm chạp không nói. Ta bây giờ đã xưng đế, ngươi, ngăn không được ta, trò hay vừa mới bắt đầu, ngươi, cũng không muốn ta chết, ngươi nói, tư duy cường giả, bọn hắn đợi mấy vạn năm. Khương Phàm đe dọa nhìn yêu đồng. Ngươi có lĩnh hội qua ý tứ ba chữ, người giết trời, hay không? Yêu đồng trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi ngược lại câu. Sát thiên, giết là thiên thời đại này. Ngươi nuốt thanh thiên, tiếp quản lục đạo lục táng, khống chế trật tự thế giới, chẳng khác nào mở ra kỷ nguyên mới, ngươi cũng sẽ biến thành thiên mới. Một khi ngươi thành công, vận mệnh liền triệt để định. Bọn hắn, không thể không giết ngươi, không có bất kỳ chỗ trống lượn vòng. Chẳng lẽ, thời đại vô thiên, bọn hắn có bỏ qua cho ai? Khương Phàm mẫn cảm bắt lấy ý tứ trong lời yêu đồng nói. Yêu đồng cùng Khương Phàm nhìn nhau một lát, nhẹ giọng cười nói. Nếu như ngươi không làm thiên, có thể lựa chọn thần phục, ta thấy lấy tình huống của ngươi, bọn hắn sẽ xem xét tiếp nhận ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ, đều chính là chiến trường của ngươi, ngươi đi theo cước bộ của bọn hắn, chinh chiến tinh vực này đến tinh vực khác. Nhưng nếu như ngươi làm thiên, thuộc về nơi này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Phàm ngắm nhìn yêu đồng thật sâu, lấy ra thật lớn lượng tin tức từ trong giọng nói ngắn gọn tinh luyện. Người giết trời, có thuộc cấp. Tùy tùng người giết trời, đế quân đến từ thời đại này. Người giết trời, tung hoành vũ trụ, chinh chiến tinh vực. Trong vũ trụ, còn có càng nhiều thế giới. Đầu Khương Phàm ong ong vang lớn, toàn thân nổi lên hàn ý dị dạng. Trước đó nói chuyện cùng yêu đồng, đã mở ra thế giới quan hoàn toàn mới. Lần này nói chuyện cùng yêu đồng, lần nữa cảm nhận được rung động. Yêu đồng nhìn Khương Phàm cười một tiếng. Ta đây, rất chờ mong người hóa thân thành thiên, liều chết đánh cược một lần, lại phối hợp thiên đế, khẳng định vô cùng đặc sắc. Nhưng ta đây lại không hy vọng ngươi cứ như vậy chết đi, không nhìn thấy thế giới càng đặc sắc hơn. Đôi mắt Khương Phàm lưu chuyển, trầm giọng nói. Ta muốn hóa thân thành thiên, ta phải bảo vệ thế giới này. Về phần tinh vực ngươi nói, ta không có hứng thú. Ta thủ vững lý niệm vĩnh viễn không thay đổi, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn. Yêu đồng ha ha cười. Ta cho ngươi lựa chọn, chính ngươi làm quyết định, ta tôn trọng, cũng duy trì. Khương Phàm nói. Ta có thể thôn vệ thanh thiên hay không? Có thể không làm thương hại mấy người như ảnh bọn hắn hay không? Ta có thể đạt được toàn bộ truyền thừa hay không? Yêu đồng nói. Đây đúng là biện pháp, nhưng ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Ta còn chưa đủ mạnh. Nếu thanh thiên có ý thức, còn dễ xử lý, tán thành ngươi liền có thể tiếp nhận ngươi. Nhưng không có ý thức, cũng chỉ giảng quy tắc. Ngươi bây giờ vẻn vẹn đạt được ba đại táng cùng một vĩnh hằng, như thế nào khống chế nó? Ý của ngươi là, ta cần trước dung hợp càng nhiều. Cái gọi là quy tắc, không phải là lục đạo cùng lục táng tranh hùng, ai có thể thắng ai, ai có thể nuốt người nào không? Cho nên lục táng cùng lục đạo, ngươi ít nhất phải tập hợp đủ một cái. Hóa thân, hư thiên, lại thôn phệ bộ phận lục đạo truyền thừa, như thế này mới tương đương chứng minh ngươi thắng. Sau đó, ngươi lấy tư thái người thắng, tiếp xúc di tích thanh thiên mới có thể tiếp nhận ngươi, cũng hiệp trợ ngươi. Dẫn dắt truyền thừa khác. Khương Phàm nhìn chằm chằm yêu đồng, đạt được đáp án mình muốn. Cảm ơn ngươi thẳng thắn, mặc kệ ngươi đang mong đợi cái gì, ta đều sẽ để cho ngươi vô cùng hài lòng. Yêu đồng cười khẽ. Ta rất chờ mong. Khương Phàm nhìn qua vạn đạo thần thụ còn đang kiên trì. Chờ giới chủ xuất quan, nói cho hắn biết, cách cục thiên hạ đã định, nếu như hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể rời khỏi Thương Huyền, tái tạo đại lục thứ 10. Ta tuân thủ ước định của ta, bảo đảm hắn làm đại lục chủ nhân. Còn có, linh tộc tuổi thọ dài, tiềm lực lớn, nhưng tốc độ phát triển tương đối chậm chạp, đây là số mệnh, để hắn không nên gấp trong mấy năm này. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Tháng 9, ta sẽ lại tới nơi này. Cáo từ. Khương Phàm lui lại hai bước, rời khỏi Tổ Nguyên Sơn. Ha ha. Yêu đồng lắc đầu mà cười, quan sát phế tích thanh thiên phía dưới, nhẹ giọng nói nhỏ. Ngươi biết thiên rốt cuộc đại biểu cho cái gì sao? Ngươi biết bọn tại sao hắn lại muốn sát thiên sao? Chương 3108 ta thật đáng tiếc. Khương Phàm rời khỏi Tổ Nguyên Sơn, yên lặng suy nghĩ. Huyền Đàm khống chế,
Vô hạn sơn hà, bạch hổ thiếu hoàng khống chế, chúng sinh đại táng, cùng vĩnh dạ khống chế, chư thiên thần ma đại táng, đều bị trấn áp tại đế thành. Đông hoàng như ảnh nắm trong tay, tự tại vũ trụ cùng, vạn cổ xuân thu, khương thương khống chế, thiên địa huyền hoàng, cùng cổ tác nhân, bất tử bất diệt. Tính như vậy, vĩnh hằng lục đạo đã gom góp, chư thiên lục táng còn thiếu luân hồi đại táng. Nhưng Khương Phàm đương nhiên muốn trước tập hợp đủ chư thiên lục táng, sau đó thông qua thanh thiên di tích, dẫn dắt đông hoàng như ảnh, khương thương cùng cổ tác nhân truyền thừa. Triệu Thanh Duẫn. Khương Phàm mặc niệm hai câu, rời khỏi lãnh địa thế giới mới, tìm tới Dương Biệt, mở ra cánh cửa địa ngục, đi phong đô quỷ thành. Thuận tiện mang tới liệp thần thương, dùng làm uy hiếp. Đế cảnh giáng lâm, u minh địa ngục minh mông vô ngần nhận lấy mãnh liệt xúc động, dẫn phát trình độ ba động khác biệt. Số lượng lớn cường giả quỷ tộc đều có chỗ phát giác. Phần thiên đế quân. Phong đô quỷ hoàng ngưng tụ quỷ ảnh, ở ngoài phong đô thành, bên dưới vòng trời mờ tối, đón nhận Khương Phàm. Bây giờ Khương Phàm đã không còn là phần thiên thần hoàng, mà là đế quân chí cao vô thượng. Một trận chiến thiên khải, không chỉ có bảo vệ địa vị chủ nhân thương huyền của Khương Phàm tuyệt đối, càng trùng kích đến toàn bộ hệ thống thống trị thế giới. Theo huyết ma đế quân, huyền vũ đế quân, Bắc Thái đế quân, Tam đế tử vong, Bạch Hổ đế quân, Thái Sơ đế quân lưu vong thâm không, Hắc Ma đế quân cùng Long đế lựa chọn từ bỏ, cách cục thiên hạ hoàn toàn thay đổi. Nhìn lại ngàn năm lịch sử, các đế quân bắt đầu chỉ là muốn ngăn cản Thương Huyền sinh ra kẻ thống trị, không nghĩ tới cuối cùng tạo nên một kẻ thống trị cấp thế giới, còn bọn hắn cũng tống táng. Khương Phàm nói, ta đã đồng ý thay ngươi làm hai chuyện, ngươi nghĩ được chưa? Phong Đô Quỷ Hoàng nói, có lòng. Xương đế còn có thể nhớ ký ước định thời kỳ thần linh. Nhưng ta còn chưa nghĩ ra. Khương Phàm mang theo liệp thần thương, không che giấu chút nào đế uy cường đại của mình. Ngươi có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Không nôn nóng. Không nôn nóng, ngươi giấu ở trong hắc ám này nhìn trộm nhân gian 500 ngàn năm, chẳng lẽ không biết sắp phát sinh cái gì? Ta xương đế, nhưng ta có khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết. Ngươi lại không nghĩ liền sẽ không kịp. Hoặc là... bây giờ nói cho ta biết ngươi muốn ta làm cái gì, ta tận hết khả năng thay ngươi làm tốt. Hoặc là, bây giờ đưa Triệu Thanh Duẫn cho ta, để cho ta mau chóng dung hợp lục đạo lục táng, hóa thân thành thiên, sống lâu mấy năm. Sống đến ngày ngươi nghĩ ra để cho ta làm cái gì đó. Phong Đô Quỷ Hoàng trầm mặc một lát, mới nói. Lục đạo cùng lục táng, ngươi chỉ thiếu luân hồi đại táng. Ngươi đều biết thì có thể đã hiểu ta quyết tâm nhất định phải mang đi Triệu Thanh Duẫn. Ta cảm niệm trước kia ngươi trợ giúp, không muốn sau khi xưng đế liền trở mặt, cho nên. Xin ngươi, giao Triệu Thanh Duẫn cho ta. Khương Phàm đe dọa nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng, hôm nay bất luận như thế nào đều phải mang Triệu Thanh Duẫn về Thương Huyền, mang về hư không đế thành. Ta giữ lại nàng là muốn lợi dụng Thái Âm Thần Diễm cùng Luân Hồi Đại Táng tái tạo quy tắc cửu U thâm không, thay U Minh địa ngục đóng lại cửa lớn. Phong Đô Quỷ Hoàng một mực canh cánh trong lòng đối với tình huống cường giả nhân gian giới tùy ý ra vào U Minh địa ngục. Nguyên do tạo thành loại cục diện này chính là Luân Hồi Quỷ Hoàng vẫn diệt, cùng 9 tòa cánh cửa địa ngục phân tán, để U Minh địa ngục mở rộng cửa đối với nhân gian giới. Hắn vô số lần muốn đoàn tụ toàn bộ cánh cửa địa ngục, triệt để phong bế U Minh địa ngục, để thế giới tử vong này khôi phục, an bình, nên có. Nhưng, lúc trước sau khi Luân Hồi Quỷ Hoàng vẫn diệt, 9 tòa cánh cửa địa ngục phân tán tất cả quỷ giới, mỗi lần hắn siêu tập cánh cửa địa ngục, U Đô Quỷ Hoàng bọn hắn đều lo lắng hắn thừa cơ làm lớn, triệt để khống chế U Minh, không thể giao phó. Hắn vô số lần muốn tái tạo quy tắc luân hồi, nhưng trước sau 500 ngàn năm, gặp phải Thái Âm Cực Diễm chỉ có 2 lần, cũng đều bởi vì nguyên nhân như thế, không thể cùng hắn đạt thành hợp tác. Ta muốn Triệu Thanh Duẫn, ta muốn luân hồi đại táng, ngươi một mực nói không cho. Khương Phàm mặc kệ Phong Đô Quỷ Hoàng đang cần gì, hôm nay nhất định phải mang đi Triệu Thanh Duẫn. Cửu U Thâm Không đã là tầng bảo hộ U Minh địa ngục, cũng là con đường vong linh ra vào U Minh cùng chuyển thế trùng sinh. Nơi đó đã từng có Luân Hồi Quỷ Hoàng khống chế 9 cánh cửa địa ngục trấn thủ. Nơi đó đã từng có Thái Âm Thần Viêm ngăn cản khí tức chí dương, ánh sáng liệt dương từ nhân gian, duy trì thâm không an bình, biến độ dẫn u quang. Nhưng Luân Hồi Quỷ Hoàng vẫn lạc. Cánh cửa địa ngục phân tán, Thái Âm Thần Viêm yên lặng, Cửu U Thâm Không chỉ còn trên danh nghĩa, khiến luân hồi đại đạo bị hao tổn, vong hồn chuyển thế càng ngày càng ít, số lượng lớn hóa thân thành quỷ. Ta tới đây không phải nghe ngươi tố khổ, ta muốn Triệu Thanh Duẫn, ta phải bảo vệ thế giới của ta.
Sắc mặt Khương Phàm âm trầm, trước đó mỗi lần tới, Phong Đô Quỷ Hoàng, tích chữ như vàng, hôm nay vậy mà, chậm rãi mà nói, cái này nói rõ vẫn không chịu buông tay. Phong Đô Quỷ Hoàng trầm mặc hồi lâu, nói. Triệu Thanh Duẫn, không ở ta nơi này. Khương Phàm lập tức gầm thét. Cái gì, ngươi nàng thả đi rồi. Phong Đô Quỷ Hoàng bất phi sở động, hoàn toàn lạnh nhạt trầm tĩnh như trước đây. Ta rất cần Thái Âm Thần Viêm, cũng cần mượn dùng Luân Hồi Đại Táng, nhưng dã tâm Triệu Thanh Duẫn quá nặng, trong lòng tất cả đều là chấp niệm báo thù, cho nên ta cho tới nay đều muốn dùng mà không dám dùng. Luân Hồi Thâm Không, không thể nào giao cho nữ tử như vậy khống chế. Khương Phàm càng nhăn chặt lông mày. Sau đó thì sao? Chương 3109 thế mà hủy diệt. Khi ngươi lên trời xưng đế, rồi sau khi bình định thiên hạ cục diện, ta quyết định giao Triệu Thanh Duẫn cho ngươi. Bởi vì so với chữa trị luân hồi, ngươi bày ra tiềm lực, càng đáng để mong chờ. Khi Phong Đô Quỷ Hoàng nói chuyện, chậm rãi lắc đầu. Nhưng, ngươi tới chậm. Đừng nói cho ta, nàng chạy. Nàng bị mang đi. Ai? Man Hoang Đế Tổ trăm vạn năm chưa chết kia, Man Ma, còn có nhân tộc chí tôn mà ta đề cập tới kia, U Linh Đại Đế. Thể hiện tức giận của Khương Phàm cứng ở trên mặt. Ngươi nói cái gì, U Linh Đại Đế? Phong Đô Quỷ Hoàng nói. Đúng vậy, hắn vẫn còn, hắn cũng xuất hiện, cùng Man Hoang Đế Tổ liên thủ giáng lâm Phong Đô Quỷ Thành, mang Triệu Thanh Duẫn đi. Bọn hắn muốn Triệu Thanh Duẫn làm gì? Ta vừa mới nói, tái tạo trật tự luân hồi. Chuyện khi nào? 20 ngày trước. Ngươi vì sao không ngăn cản? Không phải ngươi khống chế tử vong pháp tắc à? Không phải ngươi danh xưng chủ nhân U Minh sao? Tôn nghiêm ngươi đâu? Ta ngăn trở. Không có ngăn lại. Ta chết đi. Cái gì? Khương Phàm kinh sợ lui hai bước, khó có thể tin được mà nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng trước mặt. Thật đáng tiếc, ta không có ngăn lại. Thật đáng tiếc, Triệu Thanh Duẫn bị mang đi. Thật đáng tiếc, tử thần bọn họ, chết hết. Thật đáng tiếc, Phong Đô gặp phải đồ thành. Thật đáng tiếc, ta chỉ còn sợi linh hồn này. Hồn ảnh Phong Đô Quỷ Hoàng kịch liệt ba động, dần dần nhạt. Vặn vẹo. Khương Phàm hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn ra đại thành nguy nga xa xa chìm nổi phía trên tử vong thâm uyên, nơi đó minh hỏa lấp lóe, quỷ ảnh trùng điệp, thoạt nhìn không có dị dạng. Thật đáng tiếc, ta bị khống chế, chậm trễ thời gian của ngươi. Bóng dáng Phong Đô Quỷ Hoàng đang vặn vẹo tiêu tán, hóa thành một sợi bóng đen, tiêu tán ở thiên địa. Khương Phàm ý thức có chút hoảng hốt, trong tầm mắt sốt cuộc cũng xuất hiện chân chính bộ dáng của Phong Đô Quỷ Thành. Quỷ thành sụp đổ, đầy dẫy phế tích, cung điện tàn phá, thạch lộ sụp đổ, tường thành rải rác, hắc ám thâm uyên chìm nổi phía trên, nơi đó hắc ám, tĩnh mịch, thê lương. Khương Phàm mãnh liệt lắc đầu, liên tục rút lui, muốn phân rõ ràng chân thực cùng hư ảo. Đây coi là cái gì? U Linh Đại Đế. Phong Đô Quỷ Hoàng đã từng nói, U Linh Đại Đế là chí tôn trong lịch sử mà nhân tộc không nguyện ý thừa nhận, từng mưu toan ảnh hưởng ý thức sinh linh khắp thiên hạ, cấu tạo thế giới phán đoán thuộc về mình. Hắn vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta. Toàn thân Khương Phàm nổi lạnh, định thần dò xét bóng tối vô tận, nhưng nào có bóng người gì, nào có năng lượng gì, trong hoang dã hắc ám thê lương, chỉ có chính hắn. Phong Đô Quỷ Hoàng chết rồi. Phong Đô Quỷ Thành, sập. Tên điên Man Hoang Đế Tổ kia. Khương Phàm lập tức xông về hướng tử vong thâm uyên xa xa, xem xét tình huống thật sự, nhưng rất nhanh đứng trên nửa đường, ánh mắt hắn lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến lời, Phong Đô Quỷ Hoàng, nói. Triệu Thanh Duẫn, Thái Âm Thần Viêm, Luân Hồi Đại Táng. Còn có cánh cửa địa ngục. Cánh cửa địa ngục, phân tán tại các nơi quỷ giới. Còn có. Dương Biện. Khương Phàm bạo hống. Toàn thân sôi trào liệt diễm, phóng lên tận trời, thẳng đến khung trời hắc ám. Cửu U Thâm Không. Tại thời điểm Khương Phàm bị, Phong Đô Quỷ Hoàng, cố ý ngăn chặn, một cỗ hắc ám đại mạc vô hình đã hướng về phía Dương Biện bao phủ tới. Hư vô lan tràn, chôn vùi theo sát, không một tiếng động, không có chút ba động nào. Dương Biện ngồi tại phía trước cánh cửa địa ngục, tùy ý nhìn Cửu U Thâm Không hắc ám. Mỗi lần tới đến nơi đây liền không nhịn được nhớ tới tràng cảnh thiên hậu khô tọa cửu u 1000 năm. Ngàn năm cô độc, ngàn năm kêu gọi, ngàn năm phần cốt đốt máu. Cái kia là có ý chí lực cường đại cỡ nào mới có thể trèo chống nàng kiên trì nổi. Mà lúc đó thiên hậu cũng không biết triệu hoán như thế nào, đến tột cùng có thể đổi về nam tử của nàng hay không. Dương Biện sở dĩ nhớ tới những chuyện này, không chỉ là rung động ý chí cùng kiên trì của thiên hậu, cũng là nhớ đến người yêu trước kia của hắn.
Lôi Tú cũng bất lực chờ đợi, cũng đau khổ hoài niệm, chỉ là Lôi Tú. Không có thể chờ đợi đến người yêu của nàng. Lôi Tú. Dương Biện nhẹ giọng nỉ non, hôm nay đặc biệt tưởng niệm, cũng đặc biệt khó chịu. Hắn đã thành thần, mà Lôi Tú lại hương tiêu ngọc phấn. Hắn tiếp quản cánh cửa địa ngục, nhưng lại không biết Lôi Tú luân hồi tới nơi nào. Dương Biện càng lún càng sâu, dần dần mê thất bên trong thế giới ý thức của mình. Một tòa cuối cùng. Man Hoang Đế Tổ lặng yên tới gần, hắc ám im ắng như đại mạc chập trùng, che mất cánh cửa địa ngục cùng Dương Biện. Dương Biện bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng đã chậm. Khi Khương Phàm tức giận gào thét vang vọng đất trời, đuổi giết Cửu U Thâm Không, Dương Biện cùng cánh cửa địa ngục của hắn đã không có ở đây. Cửu U Thâm Không hắc ám tĩnh mịch, không có bất kỳ vết tích gì. Dương Biện! Dương Biện! Khương Phàm lo lắng la to, nhưng thâm không vô biên, yên tĩnh thê lương, không có bất kỳ đáp lại. Man Hoang Đế Tổ, U Linh Đại Đế, các ngươi dám can đảm tổn thương hắn mảy may, ta dù cách xa chân trời góc biển tất đưa các ngươi vào chỗ chết. Khương Phàm luân động liệp thần thương, mở ra hắc ám vô tận, đuổi giết nhân gian giới. Nhưng, không có cánh cửa địa ngục chỉ dẫn cùng xuyên suốt, muốn trở lại nhân gian giới không chỉ cần thời gian, còn khó có thể xác định cụ thể lao ra vị trí. Dù Khương Phàm là đế quân, cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian, cũng chỉ có thể cảm giác đại khái vị trí. Thương Huyền Đại Lục, hư không đế thành, xí thiên giới, đột nhiên trở nên an tĩnh. Từ khi Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Đông Hoàng Như Ảnh mấy người, lại đến Đan Hoàng, Kiều Vô Hối, Ngô Chính Nguyên, mặc kệ là bế quan, hay là lịch luyện, đều lần lượt xuất quan, kết thúc chiến đấu, sau đó tìm nơi nghỉ ngơi. Bọn hắn đều cảm nhận được mỏi mệt mãnh liệt. Cái gì cũng không nguyện ý làm liền muốn nghỉ ngơi một chút, dù là chỉ là từng cái. Cứ như vậy, đế thành náo nhiệt an tĩnh, xí thiên giới sinh cơ bừng bừng cũng an tĩnh. Chương 3110 đế thành ngủ say. A, à, yêu đồng đứng dậy, hiếu kỳ nhìn quanh dãy núi. Xảy ra chuyện gì? Toàn nằm xuống rồi. Thần kỳ như vậy sao? Ha ha, có ý tứ ha. Yêu đồng bay lên không, đã cách nhiều năm, lần đầu tiên rời khỏi tổ nguyên sơn. Hiếu kỳ kiểm tra đám yêu thú xung quanh mê man. Chú ý, gặp nguy hiểm. Tu La từ đỉnh núi đứng lên, cao giọng thét lên ra lệnh. Bọn nhỏ khắp nơi dãy núi cũng đều lần lượt đứng dậy, tò mò nhìn yêu thú lần lượt ngã xuống, nhưng kỳ quái là bọn hắn vậy mà không có việc gì. Sâu trong đế thành, thôn thiên ma hoàng thức tỉnh từ bên trong minh tưởng, vỉnh tai nghe ngóng, lại định thần cảm giác một lát. Hắn có chút không hiểu thấu, làm sao đột nhiên an tĩnh, là ảo giác sao? Thôn Thiên Ma Hoàng vội vàng đứng lên, đi ra cung điện bế quan, nhìn đế thành đột nhiên an tĩnh. Số lượng lớn nam nữ nằm ở trên đường, treo ở trên tường, rất nhiều cường giả cùng yêu thú trên diễn võ trường quyết đấu cũng đều ngã xuống tại chỗ. Nếu như không phải một ít yêu thú cùng người phát ra tiếng ngáy như sấm, hắn còn tưởng rằng chết hết. Cái này, Thôn Thiên Ma Hoàng sửng sốt, dùng sức quơ đầu hư vô, còn tưởng rằng mình bế quan quá độ xuất hiện ảo giác. Lúc này, xa xa cung điện rộng mở, Khương Thương đi ra, cũng kỳ quái nhìn đế thành an tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Khương Thương cách rất xa hỏi. Ngươi thấy ta giống như biết nguyên nhân. Thôn Thiên Ma Hoàng bay lên không, chạy tới nơi Hồng Hoang Thiên Long bế quan gần đó. Thân thể Hồng Hoang Thiên Long dài đến 500 mét giống như tòa núi nhỏ gục ở chỗ này, chở hồng mông phong bia, nằm ngáy o o. Đại tạc, tỉnh! Thôn Thiên Ma Hoàng oanh ra một quyền. Đập ầm ầm bên trên con mắt Hồng Hoang Thiên Long. Nương theo tiếng oanh minh như sắt thép, giống như trọng chùy đánh vào cửa sắt, quanh quẩn không dứt, nhưng Hồng Hoang Thiên Long không phản ứng chút nào. Tỉnh! Thôn Thiên Ma Hoàng cưỡng ép thôn phệ ánh sáng hồng mông, ý đồ thông qua kích thích hồng mông phong bia bừng tỉnh Hồng Hoang Thiên Long, nhưng cũng không có phản ứng. Này sao lại thế này đây? Thôn Thiên Ma Hoàng ý thức được không ổn, vội vàng xông ra cửa điện, chạy tới nơi Tịch Nhan bế quan. Tịch Nhan cùng Tịch Giao đều ở trong gian phòng, nhưng có quắp tại nơi đó, cũng ngủ say sưa. Thôn Thiên Ma Hoàng nắm chặt tay của các nàng, kiểm tra tình huống, kết quả thân thể không có bất kỳ chuyện gì, chỉ là ngủ thiếp đi. Khương Thương cảnh giác dò xét đế thành, ý thức đi tới, khí tức tất cả cường giả đều trở nên vô cùng bình ổn, bao gồm cả Thiên Hậu. Đây cũng không phải là chúng độc, cũng không thể nào có thuốc độc có thể không một tiếng động xâm nhập cả tòa đế thành. Đúng vào lúc này, một tiếng thanh âm phiêu miểu quanh quẩn ở trong thiên địa, rõ ràng truyền vào đế thành. Hư không đế quân, hân hạnh. Khương Thương,
Thôn Thiên Ma Hoàng lập tức phóng lên không, tìm kiếm đầu nguồn thanh âm khắp nơi, nhưng bất luận bọn hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không phát hiện ra ai, càng không phát giác được năng lượng. Nhưng tiếng nói tiếp tục vang lên, rõ ràng lọt vào tai. Ta muốn dùng mạng toàn bộ sinh linh đế thành cùng xí thiên giới đổi lấy ý thức ngươi vẫn diệt. Ta lấy danh nghĩa chí tôn nhân tộc cam đoan, sau đó nhất định có thể tuân thủ ước định. Ngươi là người phương nào? Linh hồn hư không đế quân truyền ra cánh cửa hư không? Thời kỳ hồng hoang, chí tôn nhân tộc thứ 10, U Linh Đại Đế. Mang cửu U thâm không, 1 tỷ dạ nha, hướng ngươi vấn an. Thanh âm quanh quẩn, mang theo uy nghiêm dị dạng, nhó nhó ý thức Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng, cũng oanh minh giống như lôi đình tại bên trong linh hồn hư không đế quân. Thời kỳ hồng hoang, linh hồn hư không đế quân tiếp nhận áp bách cực lớn. U Linh Đại Đế, 1 tỷ dạ nha. Thôn Thiên Ma Hoàng cùng Khương Thương đều lộ vẻ mặt kinh sợ, đây đều là cái gì và cái gì? Phần Thiên Đế quân hẳn đã nhắc qua với ngươi, Man Hoàng Đế tổ qua đi 100 vạn năm bây giờ tái thế. Thật đáng tiếc, thức tỉnh không chỉ là hắn. Thế gian vạn vật diễn biến, không thể rời bỏ nhân quả, thoát không ra vận mệnh. Các ngươi tỉnh lại Thượng Thương cổ thành ngủ say, đào ra trí bảo phong tồn, cũng lộ ra điều xấu. Chúng ta chính là cơ duyên đối ứng điều xấu. Thanh âm khi thì phiêu miểu, khi thì trầm thấp, khi thì hùng vĩ, mãnh liệt kích thích ý thức hư không đế quân, cũng làm cho Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng khiếp sợ. Ta không có ý muốn trở mặt cùng Thương Huyền, chỉ là được người nhờ vả, chủ trì một trận quyết chiến công bằng. Xin ngươi chịu chết, phóng thích cánh cửa hư không, bảo đảm không sinh ra quấy nhiễu cho trận quyết chiến này. Ta cam đoan, sẽ không tổn thương bất kỳ một người nào bên trong xí thiên giới cùng đế thành, nếu không. Bọn hắn đều sẽ chết đi khi đang say giấc nồng. Lại mời con trai Phần Thiên Đế quân, Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng rời khỏi đế thành, tiếp tục chiến đấu trước đó chưa xong tại Huyết Ma Đại Lục. Ta cam đoan, lần này quyết chiến sẽ không còn có bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu. U Linh Đại Đế bản ý là ẩn nấp cửu U, bố cục thiên hạ, ngồi đợi cuộc chiến sát thiên kết thúc, sau đó tại thời đại vô thần không đế, kiến tạo phán đoán thế giới thuộc về mình. Nhưng, Man Hoàng Đế Tổ tìm được hắn, làm một trận giao dịch. Man Hoàng Đế Tổ, Thôn Thiên Ma Hoàng đã hiểu tình huống, đây là quái vật Man Hoàng Đế Tổ kia không cam tâm thất bại, tìm người trợ giúp trấn chàng tử, lại muốn tới khiêu chiến. Cái gì chiến đấu chưa xong, rõ ràng là chính hắn chạy. Khương Thương nổi giận tại chỗ, ngạo nghễ bước ra đế thành. Cái gì U Linh Đại Đế, mặt cũng không dám lộ, cũng dám uy hiếp chúng ta. Cút ra đây, trước hết để cho tiểu gia ta nhìn. Hư không đế quân, ngươi hẳn phải biết, ý thức có thể vượt qua thời không. Nếu như ngươi muốn dẫn đế thành rời khỏi, ta có thể bảo chứng trước tiên để toàn bộ sinh linh bên trong đế thành chết trước mặt của ngươi, bao gồm cả vị cô nương ngươi xem trọng kia. Chương 3111 đại chiến lại nổi lên. Khi U Linh Đại Đế nói chuyện, Đông Hoàng như ảnh ngủ say phía trước cánh cửa hư không toát ra vẻ mặt đau đớn, giống như bị vây ở trong cơn ác mộng nào đó, đang trải qua một loại chiến đấu nào đó, thừa nhận một loại tàn phá nào đó, sau đó. Nàng kích hoạt lên Linh Văn, hai tay mở ra đường hầm hư không, giống như muốn làm một chuyện loại nào đó xa nhau. Khương Thương gầm thét. Thứ giả thần giả quỷ, tiểu gia ta đang nói chuyện cùng ngươi. Người nơi này thân kinh bách chiến, nguy hiểm gì không có trải qua, còn đến phiên ngươi uy hiếp. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm tổn thương bất cứ người nào nơi này, thiên hạ này mặc dù lớn, tuyệt đối không cho ngươi chỗ dung thân. U Linh Đại Đế nói. Hai tử, tuổi ngươi vẫn còn rất trẻ, ta đã khống chế 9 tòa cánh cửa địa ngục, khống chế thái âm thần viêm, thiên hạ này đối với ta mà nói, tuyệt đối có đất dung thân, cửu U thâm không. Hư không đế quân. Ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng 1 phút đồng hồ, một cái mạng, từ Đông Hoàng tộc bắt đầu, xin mời thận trọng. Ngươi giết chết thử một người cho ta một chút, ta còn không phục, từ đâu xuất hiện, há miệng ngậm miệng liền muốn đổ thành. Khương Thương gầm thét thiên địa, hai cánh cuồng kích, nhấc lên mênh mông khung trời nổi sóng chập trùng, ánh mắt của hắn lăng lệ, tìm kiếm thân ảnh đại đế thần bí. Thanh âm không còn xuất hiện, rõ ràng bắt đầu tính thời gian. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn người bên trong xung quanh đế thành ngủ say, hư vô chiến khu kịch liệt ba động. Mặc dù không tin tên quỷ bí kia thật có thể giết chết tất cả mọi người, nhưng, dù giết chết một số người đã đủ uy hiếp được bọn hắn. Nhất là Đông Hoàng tộc, họ không chỉ là ân nhân Khương Phàm, càng là ân nhân toàn bộ Thương Huyền. Không có Đông Hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không có Khương Phàm hôm nay, lại càng không có Thương Huyền bây giờ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Đông Hoàng như ảnh hãm sâu vào ác mộng, khó mà tự kiềm chế, toàn thân phun trào năng lượng không gian càng ngày càng bành trướng, bộ phận hư vô kịch liệt phồng lên, nàng như đang làm xong chuẩn bị tự bạo bên trong chiến trường ác mộng. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Như Yên mấy người, tất cả không võ Đông Hoàng tộc đều kích hoạt lên linh văn ở trong giấc mộng, giống như lâm vào mộng cảnh cùng nhau, nghênh đón chiến tranh thảm liệt. Đáng chết, đi ra, ngươi đi ra cho ta. Khương Thương lo lắng gầm thét, gào thét thiên địa, nhưng hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào. Hô hấp thôn thiên ma hoàng dồn dập, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp. Không, không không, Khương Phàm, a. Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên phát ra tiếng la tuyệt vọng trong cơn ác mộng, từ linh hồn đến huyết nhục, năng lượng không gian sôi trào trong nháy mắt. Không gian cuồn cuộn, thiên địa gợn sóng, mênh mông đế thành đều nhận trùng kích kịch liệt. Khương Thương, thôn thiên ma hoàng hãi nhiên biến sắc, nhìn lại trong sâu nhất đế thành. Đang thời khắc mấu chốt này, bên trong cánh cửa hư không phát ra một tiếng ung dung thở dài. Ta có thể lại nhìn Thương Huyền một chút, có thể nhìn thấy thời đại này bình định, đã không tiếc. Thanh âm hư không đế quân phiêu miểu trầm thấp theo không gian gợn sóng, truyền ra bên ngoài thiên địa. Hư không đế quân, không nên vọng động. Chúng ta, thôn thiên ma hoàng theo bản năng hô to, lại nói không ra biện pháp giải quyết. U linh đại đế, ta sẽ chịu chết, xin mời tuân thủ ước định. Hư không đế quân xuyên thấu qua hư không chiều cường, cuối cùng nhìn thiên địa mênh mông, tự hành xóa đi sợi hồn niệm phong tồn kia. Đi tốt, lần này. Thương Huyền sẽ không chết nhiều thêm một người. U linh đại đế cảm giác vô cùng mẫn cảm đối với ý thức cùng linh hồn, có thể xác định hư không đế quân xác thực biến mất. Chết rồi, hư không đế quân. Khương Thương cùng thôn thiên ma hoàng đều có loại cảm giác hoảng hốt không chân thực, nói chết thì chết. Hư không đế quân mặc dù chỉ là sợi linh hồn, nhưng... cứ thế mà chết đi, ngủ say 30.000 năm, trở về nhìn, chết rồi. Man hoàng đế tổ muốn tới. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục chiến đấu chưa xong trước đó. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta tuân thủ ước định, không động vào bất luận kẻ nào bên trong xí thiên giới cùng đế thành. Nhưng nếu như các ngươi bại, chúng ta sẽ mang đi cánh cửa hư không. Thanh âm U Linh Đại Đế quanh quẩn thiên địa, rõ ràng quanh quẩn bên tai Khương Thương cùng thôn thiên ma hoàng. Mà Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, liên tiếp đứng dậy, tế lên đồ đằng, khống chế cánh cửa hư không, rời khỏi đế thành. Bọn hắn đều đắm chìm trong mộng cảnh, thế giới nơi đó cần bọn hắn thôi động hư không cánh cửa, cho nên bọn hắn làm theo. Khương Thương muốn ngăn cản, nhưng ba vị thần linh không gian cường lực khống chế để cánh cửa hư không nhấc lên bão tuyết giống như chiều dâng to lớn, nhanh chóng biến mất giữa thiên địa. Khương Thương cuồng loạn gầm thét, nôn nóng tức giận trước nay chưa từng có. Ngắn ngủi vài phút mà thôi, biến cố tới quá đột ngột, quá cường liệt. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn đế thành bị uy hiếp, hư không đế quân chịu chết, mấy người Đông Hoàng Như Ảnh đều mang cánh cửa hư không đi. Mặc dù Khương Phàm trước khi đi không nói giao đế thành cho hắn trông coi, nhưng cũng là đến bắt chuyện qua. Kết quả. Khương Thương thể hiện từ dữ tợn trở nên vặn vẹo, hai tay gắt gao nắm chặt, gân xanh từ mu bàn tay lan tràn ra cánh tay, khóe miệng run run, lộ ra miệng đầy răng nanh. Thôn thiên ma hoàng cũng rất ít không có tức giận như vậy, hư vô chiến khu kịch liệt nhúc nhích, giống như muốn nuốt vào toàn bộ thiên địa. U linh đại đế phiêu miểu bên ngoài thiên địa, thông qua sóng ý thức kỳ diệu quan sát Khương Thương cùng thôn thiên ma hoàng trong đế thành trước mặt. Đây là hai mục tiêu hắn không có để lại ấn ký. Đối với thôn thiên ma hoàng tồn tại, kỳ thật hắn vẫn luôn biết, chỉ là tại lúc hắn rời khỏi, thôn thiên ma hoàng vẫn gửi ở trong linh hồn thân thể tịch nhan, lúc ấy không có để ý. Không nghĩ tới, sau khi hắn rời khỏi, hồn phách 3 vạn năm trước vậy mà trùng sinh. Chương 3112 hoàn toàn không ngờ tới. Về phần Khương Thương, hắn là thẳng đến cuộc chiến thiên khải mới biết. Trước đó rời khỏi xí thiên giới, thời điểm du tẩu thiên hạ là đi trước thần khắp chi hải, trọng điểm chiếu cố hải thần đảo cùng thiên kiếm thần tông, sau đó đi đại lục khác, du tẩu đế thành các nơi. Bởi vì phạm vi rất lớn, hơi có vẻ vội vàng. Cho nên thật không có phát hiện bên trong tinh linh đế thành lại còn cất giấu một cường giả như vậy. Tuy nhiên, Khương Thương này vậy mà có thể khống chế hai loại pháp tắc, còn cuối cùng bức lui man hoang đế tổ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với man hoang đế tổ kiêu ngạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã không thể tha thứ.
cho nên, Man Hoang Đế Tổ nhất định phải lần nữa quyết đấu. Càng cần hơn một cái hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, không người quấy nhiễu. Ầm ầm, cánh cửa địa ngục cưỡng ép xé mở sinh tử lưỡng giới, Man Hoang Đế Tổ bóp lấy Dương Biện nửa sống nửa chết, giáng lâm bên ngoài hư không đế thành, liếc mắt liền thấy được Khương Thương trên không trung. Quát con, nhớ ta không? Khóe miệng Khương Thương run run, răng nanh tùm, âm thanh trầm thấp như thú giống. Lão bất tử, người nghĩ mình có thể giết chết ta rồi. Rất tốt. Man Hoang Đế Tổ tiện tay bóp nát đầu Dương Biện, ném tới hoang dã, dùng sức vặn vẹo cổ, răng rắc giòn vang quanh quần thiên địa. Đó là Dương Biện, Khương Phàm đâu? Thôn Thiên Ma Hoàng kinh hãi. Địa ngục lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Khương Phàm gặp bất trắc rồi? Hư không đế quân đã chết, cánh cửa hư không bị cáo, Đông Hoàng tộc ngủ say. Trăm vạn dặm sơn hà thương huyền đều chính là chiến trường của ngươi. Thanh âm U Linh Đại Đế quanh quẩn trong thiên địa, phiêu miểu thần bí, chợt xa chợt gần. Làm tốt, ha ha, ha ha, ha ha ha. Man Hoang Đế Tổ lên tiếng cười to, hư vô chiều dâng bộc phát toàn diện, giống như hắc ám chi hải ầm ầm sóng dậy rít gào, bầu trời sôi trào, cưỡng ép xuyên suốt thế giới thật sự cùng thâm không vô tận. Cường đại đế uy cuồn cuộn dung chuyển thâm không hiện lên vết nứt không gian lít nha lít nhít. Hư không xé rách, vết nứt cuồng kích. Tình cảnh kinh khủng giống như hắc ám lôi đình đang bạo động, lại còn khủng bố hơn lôi đình rất rất nhiều. Ngươi chủ công, ta tìm cơ hội tập kích, bản hoàng ta thật lâu không có tức giận qua như vậy. Thôn Thiên Ma Hoàng rốt cuộc cũng khơi dậy chiến ý. Ngươi ở lại nơi này, ta đến. Không, ngươi cần ta phối hợp. Ngươi ngay cả bán đế cũng chưa tới, thêm đồ ăn cho tên điên kia sao? Tiểu gia hỏa ngươi cho ta chút tôn trọng. Phát huy tác dụng ngươi nên phát huy, cho ta, ổn định đế thành. Khương Thương không nói lời gì, chấn động khung trời, cuồng sông hơn trăm dặm, trực diện Man Hoang Đế Tổ. Khương Phàm cầm liệp thần thương đến địa ngục, thật sự đáng tiếc. Nếu không, ngươi cầm liệp thần thương, ta cùng một chỗ bắt lấy. Độc giác trên trán Man Hoang Đế Tổ lấp lóe huyết quang kinh khủng, chiến khu thẳng tắp ngọ nguậy sinh cơ bàng bạc. Cuồng cái dám, ngươi từ địa ngục tới, cùng hắn gặp mặt sao? Ngay cả mặt cũng không dám gặp, ngươi chạy đến nơi này trang bức với ta. Giết ngươi, sẽ giải quyết hắn. Từng tên. Ngươi hôm nay tốt nhất thật giết ta, nếu như vắt chân lên cổ chạy trốn giống như khi còn ở huyết ma đại lục, ta tất tuyên cáo khắp thiên hạ, Man Hoang Đế Tộc là thứ hèn nhát, Man Hoang Đế Tổ là tên rất sợ chết, để cho Man Hoang Đế Tộc ngươi trăm vạn năm hung danh biến thành trò cười. Toàn thân Khương Thương vặn vẹo, hình thể tăng vọt, hiện ra tinh linh chiến khu to lớn ngàn trượng. Huy động hai cánh, cuồng phong gào thét, khung trời cuồn cuộn. Ta thích bộ dáng không biết sống chết này siang ngươi. Man Hoang Đế Tổ thể hiện dữ tợn, đánh rách tả tơi không gian, ngang nhiên đuổi giết Khương Thương. Đế uy bộc phát, pháp tắc dung chuyển, lần này không có bất kỳ giữ lại, hôm nay muốn lấy tư thái toàn thịnh ngược Khương Thương cho đến chết. Khương Thương hét lớn, khuôn mặt anh Tuấn dữ tợn đáng sợ, chiến khu ngàn trượng sôi trào cường quang, mạch máu uốn lượn. Như là sông lớn lao nhanh, huyết nhục nhúc nhích, giống như núi non chập trùng, làn da cuồn cuộn, giống như khung trời gợn sóng, cường thế bộc phát, để tinh linh chiến khu như hóa thành thiên địa hình người, thanh âm ù ù chấn thiên động địa, như là trăm vạn dặm sơn hà đều nhận trùng kích. Hiệp 1, lùi cho ta. Man Hoang Đế Tổ tăng vọt hình thể, thiên ma chiến khu không thể phá vỡ, yên diệt pháp tắc trực tiếp từ trong thân thể bạo phát ra, như lôi đình đi nhanh, phủ kín thiên địa. Hắn không có vượt qua không gian, mà vỗ cánh điên cuồng xông tới, hư vô pháp tắc cuồn cuộn thiên địa, cùng chôn vùi chiều cường giao hòa, tinh chuẩn khống chế toàn bộ bọn nó, hội tụ thành một vùng lôi hải tăm tối giống như chiều cường, tràn ngập đất trời đánh tới Khương Thương. Toàn thân Khương Thương bộc phát năng lượng đến cực hạn, cũng hướng về phía Man Hoang Đế Tổ đánh ra trọng quyền mạnh mẽ. U Linh Đại Đế phiêu miểu ở trong thiên địa, lạnh lùng quan sát chiến trường. Hắn rất ngạc nhiên. Nhân linh chi thể mà hắn trước đó không có phát hiện đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì, vậy mà có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép xưng đế, lại có thể bước lui Man Hoang Đế Tổ tại huyết ma đại lục. Rốt cuộc là Man Hoang Đế Tổ yếu đi? Hay là Khương Thương thật quá mạnh? Đây mới là mục đích chủ yếu hôm nay hắn tới đây. Khương Thương cùng Man Hoang Đế Tổ cường thế đối kích, cuồng liệt ma hống rít gào, rung động thâm không cùng tự nhiên, dẫn phát mênh mông thiên địa lắc lư kịch liệt. Nhưng, ầm ầm, Khương Thương nổ. Trước một giây còn đang bạo kích, còn đang điên cuồng, còn đang gào thét,
còn đang tức giận hai mắt trừng trừng như muốn liều mạng với đối thủ, kết quả chân chính va chạm trong chốc lát, hắn trực tiếp dẫn nổ mình. Niết bàn. Chu tước truyền thừa, niết bàn thoát sinh thuật. Trước đó tại huyết ma đại lục, chủ yếu là muốn nhìn một chút thực lực chân chính man hoang đế tổ, không có đùa bỡn loại chiến thuật dã man này. Bây giờ liều mạng, quản ngươi cái gì tôn nghiêm đế cấp, trước nổ một cái lại nói. Chương 3113 niết bàn, là dùng như thế. Man hoang đế tổ là thật, 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 không ngờ tới, hắn cường thế bộc phát thế công, chiều cường chôn vùi tràn ngập đất trời, trong chốc lát đánh trúng mục tiêu vậy mà trực tiếp nổ. Càng quan trọng hơn là, sau khi hắn đánh ra một kích này, lập tức kích phát hư vô pháp tắc, lần nữa hướng phía trước vọt mạnh tới, muốn khi khai chiến mới bắt đầu, hung hăng bắt lấy quyền chủ động, tiếp tục áp chế, tiếp tục chèn ép. Kết quả, hắn bạo tạc trong chốc lát, đâm đầu va vào trung ương nhất bạo tạc triều dâng. Bạo tạc kinh khủng, thảm liệt niết bàn, như là toàn bộ giới tự nhiên đổ sụp xung quanh man hoang đế tổ, sơn hà sụp đổ, thiên địa rối loạn, khung trời rơi xuống. Vô tận năng lượng tự nhiên hoắc loạn như biển gầm bạo động. Thiên ma chiến khu cường hãn của man hoang đế tổ bị nổ huyết nhục mơ hồ tại chỗ, ngay cả hai cánh đều phá thành mảnh nhỏ, nội tạng rối loạn, huyết thủy chảy ngang, giống như muốn theo thiên địa này cùng một chỗ hủy diệt. Đây chính là đế quân, bạo tạc. Nhưng nơi này cũng không phải thiên địa có không gian vững chắc như thiên khải. Cho nên, trong chớp mắt liền sụp đổ mấy trăm hơn ngàn, ngay sau đó cuồng dã lan tràn, hoành hành thiên địa. Tàn phá không gian, phạm vi từ ngàn dặm đến 2.000 dặm, 3.000 dặm, 1 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm, đại địa lún xuống, phá thành mảnh nhỏ, dãy núi sụp đổ, bụi mù đầy trời, đường sông vỡ vụn, hà triều bốc hơi, ngay cả dung nham sâu trong địa tầng đều nhận trùng kích, theo cái đất sụp đổ phun ra ngoài, cho dù đại địa linh mạch chôn sâu ở giữa trong địa tầng đều như đại long gào thét, lắc lư kịch liệt. Hư không đế thành ở trung tâm vụ nổ lắc lư kịch liệt. Tinh thần trên diện rộng cuồn cuộn, giống như muốn rời khỏi thế giới này. Hỗn độn triều dâng mặt ngoài xí thiên giới cơ hồ trong chớp mắt bị đuổi tản ra hầu như không còn, theo đế uy trùng kích phun ra thiên địa, toàn bộ không gian xí thiên giới bay tứ tung ra ngoài, mặt ngoài bò đầy vết nứt, nổi lên răng rắc giòn vang, như muốn bị tươi sống vỡ nát. Khương thương bạo một phát, đủ để cho 10 vạn dặm sơn hà trung bộ thương huyền vạn năm khô kiệt, không có một ngọn cỏ. Giống giống. Đầu nguồn bạo tạc toàn thân, man hoang đế tổ bạo động hư vô cùng chôn vùi, kiệt lực chặn đánh bạo tạc trùng kích. Vị siêu cấp đế tổ điên cuồng cùng cường đại tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù hắn bị trọng thương, lại gánh vác đả kích chí mạng. Tiểu tử, ai bảo ngươi chơi loại đấu pháp này? Đầu ngươi có hố sao, người mẫu thân nó là đế quân à? Man hoang đế tổ không đợi bạo tạc hoàn toàn tản ra, liền xua tan yên diệt cùng hư vô, điên cuồng khiêng bạo tạc, đuổi giết Khương Thương. Mặc dù tức giận, mặc dù đau đớn, nhưng, hắn ngược lại bắt lấy cơ hội, đây là niết bàn thoát sinh thuật, là mình hóa thành năng lượng, cưỡng ép dẫn bạo, sau đó lại cưỡng ép tụ tập lại, tái tạo chân thân. Cho nên, man hoang đế tổ bây giờ cưỡng ép xuất kích, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể dám giết tới ở trước lúc Khương Thương đoàn tụ, là có thể tiêu diệt linh hồn hắn, triệt để kết thúc chiến đấu. Vốn định nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận, gia hỏa này không theo mưu kế, chẳng trách hắn. Khương Thương lần này phóng thích thật sự không giữ lại chút nào, đế khu triệt để về tự nhiên, gây nên bạo tạc kinh khủng triều dâng. Nhưng hắn cũng biết, loại bạo tạc này nhiều nhất trọng thương man hoang đế tổ, không thể nào giết hắn, mà đối với man hoang đế tổ loại tên điên này, rất có thể mạo hiểm giết ra, thẳng đến bản nguyên hắn mà tới. Cho nên, bản nguyên Khương Thương bao quanh thương khung pháp tắc, như một cơn lốc hoành hành giữa thiên địa bạo tạc, một bên nhanh chóng rút lui, một bên cưỡng ép tụ tập năng lượng tự nhiên. Dẫn động tự nhiên pháp tắc, tái tạo chân thân. Chạy trốn nơi đâu, không phải ngươi rất dũng cảm sao? Man hoang đế tổ vần quanh yên diệt hắc động, mạnh mẽ đâm tới trong bạo tạc cuồng chiều, hai cánh rách dưới nhanh chóng chấn động, tốc độ cao nhất truy kích Khương Thương. Bộ dáng hắn nhìn vô cùng thê thảm, chiến khu rách dưới, máu me đầm đìa, nhưng không lo được tu dưỡng khôi phục, nhất định phải triệt để tuyệt sát trước khi Khương Thương tái tạo. Một trận chiến, phân thắng thua, quyết sinh tử. Khương Thương cuối cùng không phải thân thể chân thực, tốc độ không kịp man hoang đế tổ, huống chi hắn lĩnh ngộ thương khung pháp tắc bao nhiêu tháng, mà man hoang đế tổ đã khống chế trăm vạn năm. Ngắn ngủi vài phút, man hoang đế tổ đuổi kịp Khương Thương. Tiểu tử, kết thúc. Lão bất tử, kết thúc.
Khương Thương vừa mới tụ tập ra hài cốt cùng bộ phận huyết nhục chiến khu đột nhiên cường quang vạn trượng, năng lượng cuồn cuộn, trong chớp mắt ầm vang dẫn bạo. Lại nổ. Sắc mặt Man Hoang Đế Tổ hơi biến đổi, quả quyết muốn rút lui, nhưng trước một khắc Khương Thương dẫn bạo mình, đầu tiên là thúc dục thương khung pháp tắc tiến hành quấy nhiễu mãnh liệt. Ầm ầm. Bạo tạc trước đó còn không có tản ra, lần thứ hai bạo tạc lần nữa nổ tung. Mặc dù lần này bạo tạc còn lâu mới có được khủng bố như lần đầu tiên, nhưng Man Hoang Đế Tổ cũng không có chữa trị, chính là trạng thái suy yếu rách dưới, cho nên đối với tiếp nhận tổn thương mà nói, rất khác lần đầu tiên. Ầm ầm. Phá toái mặt đất bị chỉnh thể sốc lên, hóa thành vô số cự thạch rơi xuống đầy trời, tiếp theo bị năng lượng vỡ nát thành cặn bã, đại địa lún xuống mấy ngàn thước, lộ ra dung nham dưới mặt đất, lộ ra mạch nước ngầm, cũng lộ ra đại địa linh mạch. Gió mạnh gào thét, cuồng vũ thiên địa, giống như ngàn vạn xúc tu thượng thương đang vô tình giày xéo thiên địa này, những nơi đi qua, tất cả đều là hủy diệt. Thương linh đại đế ở trong hư vô mờ mịt, cũng bị bạo tạc liên tiếp bước lui rất rất xa. Chỉ là liên tiếp biến cố hoàn toàn khác biệt với chiến đấu mà hắn mong đợi. Không có đặc sắc chém giết, không có bí thuật đối kháng, không có pháp tắc dây dưa, cũng không có trấn áp cùng phản kháng. Đi lên chính là Niết Bàn tự bạo. Tiếp lấy lại là Niết Bàn tự bạo. Chương 3114 đẫm máu cuồng chiến. Thương linh đại đế bỗng nhiên có chút hoảng hốt, thật sự là thời đại thay đổi sao? Tại thời đại Hồng Hoang, bất luận Phượng Hoàng hay là Chu Tước, Niết Bàn loại truyền thừa này đều dùng để bảo mệnh, là dưới tuyệt cảnh nghịch tập trùng sinh, nhưng Niết Bàn ở thời đại này vậy mà thành truyền thừa loại tiến công. Cái này không phải chiến đấu, đây quả thực là liều mạng, Niết Bàn, là dùng như thế sao? Đối với Phượng Hoàng huyết mạch mà nói, không có chiến đấu gì một lần tự bạo không giải quyết được. Đây là Khương Thương được dẫn dắt trên diễn võ trường đế thành. Đối với trận chiến đấu đầu tiên của nhân sinh, trận đầu thảm bại, trận đầu ngược chiến, ký ức hắn khắc sâu, khắc cốt ghi tâm, lần đầu tiên lĩnh hội tới chân lý chiến đấu, sau đó ở trên cơ sở này, tiến hành thăng hoa. Nếu có, vậy lại đến một chút. Sau khi Khương Thương lần thứ hai niết bàn, đại thụ lực lượng bản nguyên hao tổn, không hề dừng lại một chút nào, hướng phía phương hướng đế thành cuồng tiến lên. Không phải muốn chạy trốn, mà là trùng sinh. Đối với hắn mà nói, trùng sinh sau khi niết bàn là tụ tập uy lực tự nhiên. Cho nên, tự nhiên càng mạnh, đoàn tụ chiến khu càng mạnh. Mà năng lượng đế thành nơi đó, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Man Hoang Đế Tổ bị tạc rách tung tóe, lần này bị tổn thương còn nặng hơn mấy lần ở huyết ma đại lục. Mà còn vừa mới bắt đầu. Chiến khu cường hãn của hắn bỏ đầy vết nứt, nội tạng thì toàn bộ chấn vỡ. Sinh cơ nhận trùng kích cực lớn, đương nhiên cũng bao gồm cả linh hồn. Man Hoang Đế Tổ run rẩy toàn thân, là đau đớn, cũng là tức giận, nhưng hắn không còn mạo hiểm tiến lên, tiếp tục lui lại, không ngừng kéo dài khoảng cách, hết khả năng chữa trị thương thế. Gia hỏa này không biết hắn là đế quân sao? Đầu gia hỏa này không bình thường hả? Đây là đấu pháp chó má gì? Tại thời đại Hồng Hoang, Chu Tước cùng Phượng Hoàng mặc dù cường đại, nhưng đều là biểu tượng cao quý. Chiến đấu rất có quy củ, Niết Bàn càng là bảo mệnh. Mặc dù thời đại này ra người điên như Khương Phàm, nhưng cái tên này mẫu thân nó giống như còn điên hơn cả Khương Phàm. Cái này cũng không thể nói là điên. Đây là ngu xuẩn hả? Đây là ngu xuẩn cờ mờ nờ rờ. À, Man Hoang Đế Tổ cường thế tháo chạy 7.000 dặm, điên cuồng gào lớn trong hải dương đang kéo dài bạo tạc, phát tiết tức giận của mình. Đây không phải chiến đấu hắn muốn. Đây không phải báo thù hắn mong đợi. U Linh Đại Đế đều mời ra được, lại còn rơi vào chật vật như thế. Không thể tha thứ. Răng rắc. Man Hoang Đế Tổ vặn vẹo toàn thân, hình thế tăng vọt, không đợi hoàn toàn khép lại thương thế, hai cánh chấn kích, mở ra hư không, ngang nhiên đuổi giết Khương Thương. Khương Thương đi vào xung quanh đế thành, thôn nạp năng lượng rộng lớn, đoàn tụ chiến khu. Lần này nguồn gốc uy lực tự nhiên từ đế thành. Oanh. Dầm dầm dầm. Man Hoang Đế Tổ cùng Khương Thương điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Một tên yếu đi so với trước đó, một người thì mạnh hơn so với trước đó. Mặc dù giữa lẫn nhau vẫn tồn tại chênh lệch rõ ràng, chí ít không còn mãnh liệt như trước. Lùi cho ta. Man Hoang Đế Tổ cuồng kích bầu trời, chôn vùi chiều dâng hóa thành 9 đầu hắc ám cự long, hoành không bạo kích, chôn vùi vạn vật, không gì có thể cản. Khương Thương đạp mạnh làm dạn núi sông, hai tay cuồng kích. Hai cánh sôi trào, khí tức tự nhiên mấy vạn dặm sơn hà kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên đại mạc, như biển gầm bạo động,
cửu trọng ngập trời. Đây là chôn vùi cùng tự nhiên va chạm kịch liệt. Đây là hủy diệt cùng sinh tồn toàn diện giao kích. Tiểu tử, hôm nay ta không làm thịt ngươi, ta không phải man hoang đế tổ. Man hoang đế tổ nổ bắn ra trời cao, đánh bầu trời rách tả tơi, tinh hồng chiến khu toàn diện triển khai, hướng về hạo hãn vũ trụ, thâm không vô tận, thôn vệ lấy vô tận hư vô khí tức, hướng về hệ thống thế giới hấp thu chôn vùi chiều dâng. Sau một khắc, hắn nhanh chóng lao xuống, phía sau lưng kéo lấy vũ trụ mịt mờ, chiến khu thao túng lỗ đen vô biên, thể hiện ra cường đại đế uy không có gì sánh kịp. Lão già, bắt đầu ngươi liền bại, còn cuồng cái rắm. Khương Thương đột nhiên bạo khởi, khung trời chiều dâng bạo động, sôi trào ngập trời, liên miên bất tuyệt, cuối cùng hóa thành một bàn khung trời to lớn mấy vạn dặm, giống như tay của Thượng Thương, rung động lòng người. Toàn thân hắn căng cứng, gân xanh nổi cao, thương khung pháp tắc thi triển đến cực hạn, bỗng nhiên nắm chặt tinh thần đế thành. Gầm lên giận dữ, thiên kinh địa động, hư không gào thét, Khương Thương vậy mà ôm tinh thần di tích đánh tới hướng man hoang đế tổ. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt giống như hai viên tinh cầu va chạm cùng một chỗ, đế thành mãnh liệt lắc lư, toàn bộ cường giả ngủ say bên trong mãnh liệt bắn ngược, hư không đạo ngấn đế thành nháy mắt thức tỉnh, cộng minh cùng hư không pháp tắc thế giới. Man hoang đế tổ cuồng đến cực hạn bộc phát, cứ như vậy bị cưỡng bức ngăn trở. Lão già, người không đáng chú ý, chỉ chút bản lãnh này, đừng mẫu thân nó khoác lác. Khương Thương đánh điên cuồng, mắng càng khởi kinh, toàn thân trên dưới bao gồm cả miệng không có một chút nào nhàn rỗi, hắn chấn động hai cánh, ngang nhiên đuổi giết thâm không, tiếp tục nghênh chiến man hoang đế tổ. Man hoang đế tổ vô cùng tức giận, cưỡng ép ổn định bên trong hắc ám vô tận, chôn vùi lao nhanh, hư vô trùng kích. Hai pháp tắc cố cực hạn mà giao hòa hoàn mỹ nhanh chóng trải rộng ra vạn sợi xiềng xích, lấy hư vô làm dẫn, lấy chôn vùi là gốc, không nhìn khoảng cách trong chốc lát xé rách thâm không, che mất Khương Thương. Khương Thương giống như thừa nhận vạn cổ lôi đình bạo kích, chiến khu điêu luyện bị oanh máu thịt be bét, nhưng hai cánh hộ thể, khung trời vần quanh, quả thực chống đỡ tất cả bạo kích, giết tới trước mặt man hoang đế tổ, triển khai chính diện chém giết. Hai vị siêu cấp đế quân ác chiến kịch liệt, dẫn động hệ thống pháp tắc thế giới cuồn cuộn mãnh liệt. Không chỉ có Sơn Hà Thương Huyền đại lục nổi sóng chập trùng, Sơn Hà tám đại châu khác nhận trùng kích, chớ nói chi thương khung pháp tắc cùng hư vô pháp tắc gây nên không gian chiều cường, làm cho không gian cả thế giới đều như sóng cả vạn trượng, liên miên bất tuyệt lao nhanh. Chương 3115 điên cuồng, thôn thiên ma hoàng 1. Tinh linh đế quân thức tỉnh, rời khỏi đế thành, cưỡi trên tế đàn không gian. Nhưng tế đàn không gian cùng sinh mệnh thần điện liên hệ vậy mà gãy mất, giống như nơi đó đơn phương phong bế, lại như ở đó bị hủy. Tinh linh đế quân ý thức được không ổn, thét lên ra lệnh toàn bộ tinh linh trấn thủ đế thành, tự mình lao tới Thương Huyền đại lục. Cùng lúc đó, Khương Phàm rốt cuộc cũng xông ra cửa u thâm không, nhưng bởi vì năng lượng bạo động quá mạnh, đến mức lọt vào nhiều lần thâm không loạn lưu, cuối cùng xuất hiện vị trí là tại hải vực phía đông Thương Huyền. Đang xuất hiện giờ khắc này, hắn rõ ràng phát giác được pháp tắc oanh minh, cùng chém giết kịch liệt sâu trong Thương Huyền. Man hoang đế tổ, người lão bất tử này, chán sống rồi. Lần này ai cũng không gánh nổi ngươi. Khương Phàm nổi giận, liệt diễm ngập trời, hiện ra lăng thiên thuật, nhanh chóng hoành hành tại chân thực cùng trong hư vô, đuổi giết trong sâu nhất Thương Huyền. Khương Diễm cùng man hoang đế tổ càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh, bọn hắn từ vũ trụ giết tới Thương Huyền, từ Thương Huyền phá toái cửu trọng thiên màn. Vỡ nát vô tận thiên địa. Nhưng theo kịch chiến tiến hành, thời gian kéo dài, ưu thế man hoang đế tổ lần nữa bày ra. Hắn trung quy vẫn sống trăm vạn năm, càng từng tung hoành thiên hạ tại thời đại hồng hoang, đối với khống chế yên diệt pháp tắc cùng hư vô pháp tắc, các mặt đều nghiền ép Khương Thương tân tấn đế quân, nhất là man hoang đế tổ còn có thiên ma chiến khu mà Khương Thương tuyệt đối không có. Cứ việc Khương Thương điên cuồng bạo phát cực điểm cũng rất nhanh bắt đầu lực bất tòng tâm. U Linh Đại Đế cẩn thận chú ý chiến trường thay đổi, tân đế này biểu hiện cũng không tệ lắm, chiến trường đế cảnh rất ít có thể nhìn thấy đấu pháp hung hãn hỗn loạn như thế này, hoàn toàn chính là nương tựa theo cỗ sức điên này mà liều chết, không giống như là đế quân quyết đấu, giống như là lưu manh đánh nhau, chỉ là lưu manh này có được thực lực đế cảnh, có thể thao túng thiên địa pháp tắc. A, hắn tới. U Linh Đại Đế đột nhiên nhận ra ấn ký Dạ Nha lưu trên người Khương Phàm, vị trí tại hơn 600.000 dặm bên ngoài. Mặc dù Khương Phàm có ưu thế tốc độ, nhưng cuối cùng không phải võ giả không gian, muốn chạy tới nơi này, nhanh nhất đều muốn nửa ngày. Nửa ngày, hẳn là đủ man hoang đế tổ giải quyết Khương Thương. U Linh Đại Đế tiếp tục chú ý chiến trường trên bầu trời,
cũng tiếp tục dùng ý thức điều khiển các cường giả bên trong đế thành giữ vững mê man, về phần Thôn Thiên Ma Hoàng, hắn không để ý đến. Mặc dù Thôn Thiên Ma Hoàng tới gần bán đế, nhưng đối với Man Hoang Đế Tổ song đế mạch mà nói, không có ảnh hưởng thực chất. Nhưng, đang lúc U Linh Đại Đế coi nhẹ Thôn Thiên Ma Hoàng, Thôn Thiên Ma Hoàng lại bắt đầu điên cuồng của hắn. Lúc này tinh thần di tích trong va chạm lúc trước đã rời khỏi thế giới thật sự, phiêu đãng trong hư không. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận lại sốt ruột, mặc dù Khương Thương nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng nhiều nhất có thể chống đỡ được Man Hoang Đế Tổ bạo kích, mà Man Hoang Đế Tổ tiếp tục bộc phát, hẳn là có thể thật giết Khương Thương. Lần này khác biệt trước kia, Man Hoang Đế Tổ chuẩn bị sung túc, Khương Phàm cùng Tinh Linh Đế Quân hẳn đều rất khó đuổi tới, chớ nói chi là cánh cửa hư không. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể nhìn như vậy? Hắn đường đường là Thôn Thiên Ma Hoàng, kiếp trước huy hoàng cỡ nào, bá đạo cỡ nào, kiếp này may mắn trùng sinh, chẳng những không có huy hoàng, vậy mà đều không có phát huy qua mấy lần tác dụng ra dáng. Thôn Thiên Ma Hoàng hắn không nên như vậy. Nhưng, đó là đế quân. Nếu như hắn cũng có thể xưng đế, khống chế thôn vệ pháp tắc, thật đúng là có thể liều mạng chém giết với Man Hoang Đế Tổ. Bây giờ, ngay cả bán đế đều chưa tới. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên ảo não, từng có lúc, thần linh đỉnh phong đó chính là siêu cấp cường giả giữa thiên địa, sơ khuy bán đế càng là vinh quang chí cao vô thượng, kết quả bây giờ cũng không xứng chiến đấu. Ta mẫu thân nó trùng sinh tại thời đại chó má gì thế này? Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn Khương Thương ác chiến phía xa, cau mày, không chỉ là sốt ruột, cũng là sôi trào nhiệt huyết, hắn cũng nghĩ hung hăng đánh một trận. Làm sao bây giờ đây? Nên làm cái gì bây giờ? Thôn Thiên Ma Hoàng suy đi nghĩ lại, đột nhiên nhìn một chút đường cáp treo tinh thần dẫm dưới chân, lại hơi liếc nhìn tinh thần hình dáng, cuối cùng nhìn phía đế thành, một vòng điên cuồng cuồng nhiệt bắn ra từ đáy mắt. Mặc dù, nguy hiểm. Mặc dù, rất nguy hiểm. Mặc dù, vô cùng nguy hiểm. Nhưng, Thôn Thiên Ma Hoàng vặn vẹo uốn éo cái cổ hư vô, ngọ nguậy hư vô chiến khu, toàn thân phun trào ra điên cuồng cùng giết chóc đã lâu chưa xuất hiện. Lại không điên cuồng. Lão tử liền xưng đế. Xưng đế thì không có chơi vui như vậy. Thôn Thiên Ma Hoàng nhanh chóng rời khỏi di tích tinh thần, đứng trong hư không mênh mông. Khi nơi xa Khương Thương cùng Man Hoang Đế Tổ giết tới điên cuồng, khó bỏ khó phân, khi nơi xa mênh mông đế uy triều dâng ba động mấy vạn dặm thâm không, Thôn Thiên Ma Hoàng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng bành trướng hư vô chiến khu, hóa thành vòng xoáy hắc ám tĩnh mịch, hướng về phía di tích tinh thần lan tràn qua. Hắn muốn nuốt tinh thần. Hắn muốn nuốt đế thành. Hắn muốn thôn vệ đế ngấn, dẫn động hư không pháp tắc. Nhưng, di tích tinh thần quá lớn, nhìn tung hoành mấy vạn dặm, nhưng thật ra bị tinh thần pháp tắc áp chế, đường kính chân thực trọn vẹn trăm vạn dặm, hắn thôn vệ đến một phần nhỏ, thân thể cũng có chút không nắm được, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, không quan tâm tiếp tục lan tràn, hướng về phía toàn bộ di tích tinh thần lan tràn qua. Phạm vi thôn vệ đang nhanh chóng tăng lên, nhưng mang tới đau đớn. Như muốn từ bên trong tươi sống no bạo hắn. Mặc dù là hư vô chiến khu, nhưng không phải triệt để không có, mà là năng lượng hóa cực hạn của thân thể. Giờ phút này cưỡng ép thôn vệ tinh thần, mang cho thân thể phụ tải cực lớn. Thôn Thiên Ma Hoàng đau đớn gào thét, cơ hồ muốn hôn mê, thậm chí cảm giác mình muốn phế mất, nhưng, giống như hắn nói, lại không điên cuồng liền không có cơ hội, trùng sinh đến nay càng không có phát huy qua tác dụng cực hạn, hôm nay chính là cơ hội chứng minh mình. Chương 3121 minh xác điều kiện. Đan Hoàng nghe xong Khương Phàm giới thiệu, rung động lắc đầu. Trước đó đã từng suy đoán, Thiên Hậu dùng thời gian dài đến ngàn năm triệu hoán từ bên trong cửu u thâm không sẽ đưa tới thứ gì khác, không nghĩ tới thật như vậy. Tâm tình Thiên Hậu phức tạp, đại đế thần bí suýt chút nữa hại chết nàng vậy mà cứu vớt Khương Phàm. Cũng tương đương cứu vớt nàng cùng vạn thế thần triều bây giờ. Mặc dù lưu ấn ký lại đặc thù cho Khương Phàm, nhưng Man Hoang Đế Tổ, U Linh Đại Đế, Sinh Mệnh Nữ Đế. Tinh Linh Đế Quân càng rung động, bên trong thời gian dài đến 30.000 năm, trên thế giới này chỉ có 8 vị đế quân bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đối kháng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, cũng tính kế lẫn nhau, nhưng, luôn luôn là 8 người bọn hắn. Loại tình huống này giữ vững 30.000 năm, không phải 3 năm, 30 năm, dòng dã 30.000 năm. Bây giờ cách cục triệt để bị đánh vỡ, không chỉ có chết mấy vị đế quân, còn xuất hiện đế quân càng kinh khủng. Tinh Linh Đế Quân không phải không thích ứng tình thế hỗn loạn, mà 30.000 năm thời gian thật quá dài, mà bây giờ tình thế hỗn loạn lại quá lớn. Man Hoang Đế Tổ rất có thể bôn tập Hắc Ma Đế Tộc,
nhưng hắn điên cuồng xảo quyệt, không bài trừ những khả năng khác. Tinh linh đế quân, ngươi lưu lại bảo vệ đế thành, tận lực giúp Khương Thương khôi phục thương thế. Chính ngươi có thể làm sao? Tinh linh đế quân thật đúng là cần trấn trụ Khương Thương đang táo bạo, thương thế thật quá nặng. Trước đó điên cuồng một trận tại huyết ma, vừa mới khôi phục, lại điên cuồng tàn phá mình, nếu như không chăm chú điều trị, rất có thể lưu lại tai họa ngầm. Không có vấn đề, có liệp thần thương đây. Khương Phàm hơi chần chờ, nói. Ta còn có yêu cầu quá đáng, hy vọng các ngươi có thể đồng ý để đan hoàng vận dụng tài nguyên linh tộc các ngươi, luyện chế luyện vô hạn tạo hóa đan. Viên đan dược kia trước đó là đan dược sư phụ tha thiết mong cầu, có thể mọc lại thịt từ xương, sinh huyết thịt, thậm chí khởi tử hồi sinh, sau đó làm nếm thử trên người thôn thiên ma hoàng, hiệu quả so với mong muốn còn hoàn mỹ hơn. Thôn thiên ma hoàng chính là bằng vào viên đan dược kia còn có ma giới hoàng đồ, tái tạo chiến khu, cũng tính được là khởi tử hồi sinh. Không có vấn đề. Tinh linh đế quân không có chút gì do dự, mặc dù tài nguyên đế thành đều là tinh linh đế tộc đời đời kiếp kiếp vất vả để giành, nhưng tình huống bây giờ không có cái gì không thể dùng. Tạ ơn. Khương Phàm chân thành nói tạ ơn, cũng nhìn về hướng đan hoàng. Nếu như tinh linh đế tộc có thể khẳng khái cống hiến, ta sẽ nếm thử cải tiến đan dược, phát huy tác dụng tốt hơn. Trên khuôn mặt đan hoàng u ám thật lâu rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù bọn người Khương Phàm đều thành đế, nhưng vô hạn tạo hóa đan hơi cải tiến, vẫn có thể trợ giúp cho bọn người Khương Phàm, dù chỉ là bổ sung một phần nhỏ sinh cơ, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng. Nếu đế thành khẳng khái như thế, Bạch Hổ đế tộc, Huyền Vũ đế tộc, còn có Bắc Thái đế tộc, tài nguyên các nơi đều được chúng ta sưu tập, sư phụ, ngài không phải nên nghiên cứu đan dược quan trọng nhất kiếp trước của ngài sao? Khương Phàm một mực chờ mong rất sâu đối với năm viên đỉnh cấp thần đan đan hoàng kiếp trước luyện chế. Bây giờ tập kết tài nguyên tứ đại đế tộc, hẳn là có hy vọng. Là thời điểm luyện chế lần nữa. Đan hoàng kiếp trước vì sưu tập tài nguyên mình cần có thể nói là đã hao hết tâm cơ, hao hết nhân tình, trước trước sau sau cố gắng không biết mấy trăm năm, nhưng bây giờ tài nguyên bày ở trước mặt hắn, nên luyện. Những đan dược kia có công hiệu gì? Dạ An Nhiên rất chờ mong. Vận mệnh ban sơ của nàng chuyển hướng, cũng là bởi vì đan dược còn sót lại của đan hoàng. Một viên đan dược bay hơi 30.000 năm đều có thể thay đổi vận mệnh nàng cùng đám người Tịch Nhan, linh văn không thể nào thăng hoa cường thế thăng hoa, khó có thể tưởng tượng đan dược vừa mới luyện được nên có uy lực dạng gì. Đơn giản mà nói, chính là kích phát tổ mạch, nhưng kích phát trình độ vô cùng bá đạo. Tựa như ngao lê cảnh giới thần linh đỉnh phong, một viên thần đan có 5 phần tỷ lệ thôi động hắn đến sơ khuy bán đế. Lời này vừa nói ra, tất cả đám người đều biến sắc. Lấy tài nguyên cùng tiềm chất cự long tộc mới miễn cưỡng cam đoan vạn năm bồi dưỡng được một cự long sơ khuy bán đế, đan hoàng vậy mà chế tạo một viên có thể làm được. Thật không hổ là danh xưng đan hoàng. Đan hoàng nói xong tranh thủ thời gian bổ túc một câu. Chỉ giới hạn ở cự long, thiên long, huyền vũ, bạch hổ, các yêu tộc đế mạch, phượng hoàng không thể nào, tiềm lực cực hạn chính là đỉnh phong, ai cũng không thể đánh phá cấm kỵ này. Bọn người Kiều Hinh vừa đang kích động nhao nhao xì hơi. Bọn người Bạch Tai thì âm thầm lắc đầu, Chu Tước thật sự quá mạnh, nếu như Phượng Hoàng có thể tiếp tục biến đổi, yêu tộc khác còn có đường sống à? Đan Hoàng nói, mấu chốt bây giờ là đại vương, thần đan của ta có thể bảo đảm hắn vững bước hư hóa. Còn có thôn thiên ma hoàng, lần này nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ thật cần thần đan như thế này điều trị. Còn có thiên hậu, mặc dù không có tổ mạch, nhưng chung quy vẫn là đế mạch mới. Thần đan có thể khai phát tiềm lực chiều sâu. Đám người lần nữa nhụt chí, ý tứ đan hoàng rất rõ ràng, bây giờ tinh lực chủ yếu vẫn đặt ở thiên hậu, thôn thiên ma hoàng trên thân mấy người hư hóa, bảo đảm bọn hắn thuận lợi trùng kích đế cảnh, người khác thì cần lúc sau lại nói. Khương Phàm nhìn ra cảm xúc đám người, tiếc nuối cũng có chút cảm động, cường tộc khác nghe được cuộc chiến sát thiên thảm liệt, chỉ sợ đều sẽ kiêng kỵ khẩn trương, đám huynh đệ của hắn lại đều cố gắng mạnh lên, chỉ vì đi đến thiên khải. Nghênh chiến người giết trời. Ta hiểu tâm tình các ngươi, nhưng cuộc chiến sát thiên vô cùng nguy hiểm, đến lúc đó, ta chỉ có thể mang thần linh đỉnh phong trở lên đến thiên khải. Khương Phàm hôm nay xem như minh xác chuyện này. Chương 3122 chấp niệm của Bạch Tai. Chỉ cần có thể đến thần linh đỉnh phong liền có thể tham chiến. Cho dù đối với bọn hắn mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng đến lúc đó xem tình huống có thể làm chút phụ trợ khác. Dù sao có thể tới thần linh đỉnh phong, đều không phải kẻ yếu. Sắc mặt mọi người hơi chậm, miễn cưỡng tiếp nhận hạn chế này.
Các ngươi ở chỗ này tu luyện, Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, mang lên cánh cửa hư không, đi theo ta. Khương Phàm cần ẩn núp đến bên trong thâm không, tận hết khả năng che giấu khí tức, cái này cần cánh cửa hư không hỗ trợ. Bọn người thiên hậu đưa mắt nhìn Khương Phàm rời khỏi, lần lượt tản ra, bế quan tu luyện. Tinh linh đế quân thì mang theo đan hoàng tiến về đế thành, giới thiệu tình huống bảo khố đế thành. Tiền bối, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Bạch Tai đột nhiên giữ chặt đan hoàng, âm thanh ép tới rất thấp. Xin ngài chờ một chút một lát. Đan hoàng khẽ vuốt cằm nhìn tinh linh đế quân nói, đi theo Bạch Tai đi đến bên cạnh. Chuyện gì? Bạch Tai rất do dự, nhưng vẫn dũng cảm nói. Chờ ngài luyện ra thần đan, có thể hay không lãng phí một viên trên người của ta? Đan hoàng có chút nhíu mày, nhìn Bạch Tai nhưng không có lên tiếng. Hắn vừa rồi đã nói rất rõ ràng, muốn dẫn đầu cân nhắc bọn người thiên hậu. Mà, đó là thần đan, luyện chế không chỉ cần phải hao phí rộng lượng tài nguyên, thời gian lâu dài, mà xác suất thành công đều rất khó cam đoan. Lấy suy tính của hắn, 3-5 năm có thể luyện chế ra 5 viên coi như rất hoàn mỹ, mà 5 viên. Thiên hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Đông Hoàng Như Ảnh, Lý Dần, Đại Vương, đây là 6 người. Nếu thật sự có thể luyện ra dư thừa, hắn cũng muốn giao cho Khương Phàm và bọn người thiên hậu, dùng để bảo mệnh tại cuộc chiến sát thiên. Ta biết ta yêu cầu rất quá đáng, vô cùng quá phận. Bạch Tai nhìn thấy sắc mặt đan hoàng liền biết vị đan hoàng tôn quý này có chút không vui, không có trách cứ đã rất cho mặt mũi, nhưng hắn vẫn nhắm mắt nói. Kỳ thật thiên hậu đạt được 3 vị long thần, đã không cần kích phát tiềm lực. Mà thiên long tộc kéo dài nhiều năm như vậy, hẳn có chút tài nguyên quý giá, Hồng Hoang Thiên Long có thể mượn dùng những cái kia thì thích hợp hơn, cũng không cần thần đan. Đại vương, ta nói như vậy rất quá đáng, nhưng đế khu 2 vị đế quân kích phát, đã rất đủ rồi, có thể dùng chút đan dược thiên phẩm phối hợp, không cần thiết dùng thần đan. Bạch Tai gian nan nói tiếp dưới ánh mắt đan hoàng càng ngày càng sắc bén. Ta thật rất hy vọng có thể được một viên thần đan, kích phát chiều sâu tiềm lực của ta. Ta biết ta trước đó chỉ là thánh phẩm, có thể tới thần phẩm đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, không thể nào lại có đột phá. Nhưng, đại đế trước đó thân phong 5 vị thần vệ, cũng không thể không có một người nào làm bạn trong cuộc chiến sát thiên. Ta biết ta có khả năng, không phải thích hợp nhất, nhưng đồ đằng ta rất đặc thù, kỳ thật vẫn có hy vọng. Ta thật hy vọng ngài có thể lãng phí một viên trên người của ta, nếu như thành thì sao? Nếu như, thành đây. Ta không hy vọng xa vời có thể xưng đế, ta chỉ cần có thể hư hóa, liền có thể phát huy tác dụng. Ánh mắt Bạch Tai sau cùng biến thành khẩn cầu. Hư hóa, cũng không đại biểu chân chính xưng đế, chân chính hóa thân đế mạch, chỉ là mạnh hơn thần mạch, có được tiềm lực xông về phía trước. Cho nên, Bạch Tai không hy vọng xa vời nghênh đón thiên phạt, biến đổi xưng đế, chỉ hy vọng có thể bước lên một bước hướng về phía trước, một bước như vậy đủ để hắn có tư cách tham dự cuộc chiến sát thiên. Đan Hoàng trầm mặc. Bởi vì hiểu rõ Bạch Tai không phải loại người có tính cách vì tư lợi, mới không có trực tiếp từ chối, nhưng, thần đan thật quá quý giá, há có thể nói lãng phí liền lãng phí. Mà, thiên hậu chưa bao giờ có tân mạch, cứ việc có tổ thú khác phối hợp, cũng chưa chắc có thể thuận lợi xưng đế, biến thành đế mạch thứ 10 chân chính ý nghĩa của nhân tộc. Còn có Hồng Hoang Thiên Long mấy người đều là tồn tại vấn đề như thế này. Nhưng, đồ đằng Bạch Tai quả thật đặc thù. Là một đầu lâu. Đồ đằng ngụ ý là mục nát. Nghiêm ngặt mà nói, hủ đồ đằng xem như tử vong đại pháp tác diễn sinh, mà đầu lâu đồ đằng đen kịt kia vô cùng thần bí, một mực không có nghiên cứu triệt để là xương người cảnh giới gì. Bạch Tai khẩn trương nhìn đan hoàng, hắn từ trước tới giờ không bối rối e ngại, giờ phút này trên trán vậy mà chảy ra mồ hôi, hắn thật muốn có được thần đan, kích phát chiều sâu đối với mình. Dù sao hắn tự nhận là tiềm lực mình vẫn rất lớn, nếu như có thể hủy đi mấy khối đế cốt Bắc Thái đế quân. Từ Huyền Vũ nơi đó mời đến mấy khối đế cốt, lại có thần đan phụ trợ. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, thật có thể buông tay đánh cược một lần. Ta sẽ cân nhắc, nhưng ưu tiên không phải ngươi. Đan Hoàng có thể làm cam đoan, chỉ có những thứ này. Tạ ơn ngài. Bạch Tai thở phào, thi lễ một cái thật sâu cho Đan Hoàng. Hảo hảo tu luyện, trước tiên tăng lên cảnh giới. Cho dù muốn cho, ngươi cũng muốn đến thần linh đỉnh phong. Đan Hoàng khoát khoát tay. Không dám nhiều lời, quay người muốn đuổi theo tinh linh đế quân, nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên nhắc nhở. Tuyệt đối không nên nhắc chuyện này với bất kỳ kẻ nào. Ta không hy vọng người khác đều đuổi theo ta muốn thần đan.
Đã hiểu. Bạch Tai đưa mắt nhìn Đan Hoàng rời khỏi, quay người thẳng đến đại vương nơi đó. Khương Phàm giao toàn bộ di cốt Thiên Võ Đế Quân cùng Huyền Vũ Thái Tổ cho đại vương, chỉ phá hủy bộ phận cho Huyền Vũ khế ước của Thiên Hậu, mục đích tự nhiên là không dư lực bảo đảm đại vương tiến đến đế quân. Nhưng đại vương còn vơ vét rất nhiều bảo bối từ Huyền Vũ đế tộc nơi đó, trong đó còn có rất nhiều bảo vật. Tóm lại, đủ để đại vương đột phá, còn dư xài. Bạch Tai đánh bạc ra mặt, nhất định phải xin chút đế cốt từ nơi đó, sau đó còn muốn đi Lý Dần bên kia thử một chút. Chương 3123 kích thích. Hắc Ma Đế Thành. Khương Phàm tự mình giáng lâm đến nơi đây, trực diện Hắc Ma Đế Quân. Thương Huyền xảy ra chuyện gì? Hắc Ma Đế Quân rất cảnh giác, Thương Huyền nơi đó rõ ràng phát sinh chiến tranh, mà vô cùng thảm liệt, cách Minh Mông Đại Lục cùng Uông Dương đều mơ hồ có thể nghe được âm thanh. Man Hoang Đế Tổ trước đó chiếm lấy Huyết Ma Đế Thành, bị Khương Thương đuổi chạy, hắn không phục, thừa dịp thời điểm ta đi U Minh Địa Ngục, giết trở lại đến báo thù, tuy nhiên lại bị Khương Thương đánh chạy. Khương Phàm không để ý hung hăng khen Khương Thương một cái, chấn động Hắc Ma Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân thật sâu nhìn Khương Phàm trước mặt, Man Hoang Đế Tổ rốt cuộc phải lão tổ tông trăm vạn năm trước hay không? Vậy mà có thể bị Khương Thương Tân Đế đánh chạy, còn liên tục hai lần. Khương Phàm nói, đúng là Man Hoang Đế Tổ, khống chế yên diệt pháp tắc cùng hư vô pháp tắc, tuy nhiên con ta Khương Thương tại Đăng Thiên Kiều tiếp quản thương khung trời tắc, cũng là khống chế song pháp tắc. Hắc Ma Đế Quân hít vào từng ngụm khí lạnh, song pháp tắc. Trước mặt đế mạch, thần mạch kỳ thật hiệu quả không lớn, cho nên Khương Thương nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch tổ hợp, không đáng để lo, nhưng nếu như tiếp quản pháp tắc, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Không hổ là hài tử Chu Tước cùng tinh linh đế quân sinh ra, tiềm lực kinh người. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Là hài tử giữa ta và Thiên Nghi. Thiên Nghi nữ hoàng không phải liền tinh linh đế quân à, đều như thế. Ngươi nói cái gì? Thiên Nghi chính là... Hắc Ma Đế Quân thể hiện hơi đổi, tên ngu xuẩn này không biết. Hô hố, kích thích thật, con người Hắc Ma Đế Quân có chút phóng đại, ồm ồm nói. Thiên Nghi nữ hoàng là tinh linh đế quân chia ra, nàng chính là nàng cũng là nàng, ngươi làm Thiên Nghi, không phải làm tinh linh đế quân à. Huống chi, đế mạch, còn có thể dung nạp Phượng Hoàng truyền thừa, tiếp quản thương khung pháp tắc. Thiên phú và tiềm lực nghịch thiên như vậy. Khẳng định đến từ tinh linh đế quân, không thể nào là Thiên Nghi nữ hoàng. Phần Thiên Đế Quân, người thật sự vũ dũng. Kiếp trước chỉ là Thánh Hoàng đã có thể hưởng dụng tinh linh nữ hoàng, còn có thể để tinh linh đế quân vì ngươi sinh con. Nữ hoàng, đế quân, thay phiên cùng ngươi điên cuồng. Sớm biết ngươi anh hùng cái thế như vậy, kiếp này ta đã sớm đi tìm ngươi. Khương Phàm nhìn chằm chằm Hắc Ma Đế Quân, con ngươi cũng có chút phóng đại. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn. Đông Hoàng Toại đều đứng sau lưng Khương Phàm, giờ phút này nào chỉ là con mắt trừng lớn, miệng đều nới rộng ra. Hắc Ma Đế Quân nói xong, tùy tiện thưởng thức bọn người Khương Phàm thể hiện đặc sắc. Không sai, tên ngu xuẩn này thật không biết, nếu như thế này, lại thêm cây đuốc. Trách không được tinh linh đế quân thường xuyên nhắc đến ngươi, che chở ngươi, thì ra là phụ thân hài tử của nàng. Chúng ta bị bại không oán. Ai có thể nghĩ tới tinh linh đế quân cao quý mỹ lệ như thế vậy mà chịu sinh con cho tên con người như ngươi? Khương Phàm bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Hắc Ma Đế Quân. Ngươi nói rõ cho ta, Thiên Nghi nữ hoàng là tinh linh đế quân phân liệt ra. Có ý gì? Tinh linh mà, thiên địa chi linh, đế tộc bên trong linh tộc, siêu thoát linh tộc, nhưng vẫn thuộc về linh tộc, không thể dùng ma tộc, yêu tộc, nhân tộc bình thường mấu chốt đi bình phán, cho nên tình huống tương đối phức tạp. Nhưng ta dám khẳng định. Thiên Nghi nữ hoàng đúng là nàng phân liệt. Hắc Ma Đế Quân nói đến đây, mới đột nhiên làm bộ rất kinh ngạc. Người vậy mà không biết. Khương Phàm cau mày, tên béo da đen này rõ ràng cố ý kích thích hắn, nhưng... Thiên Nghi là tinh linh đế quân phân liệt ra, các nàng thuộc về một thể. Lúc trước hắn điên cuồng phỏng đoán, chẳng phải là thật. Lúc ấy khẳng định không chỉ là Thiên Nghi cùng hắn, vuốt ve an ủi, dù sao cũng muốn tạo nên chủ nhân Thương Huyền. Tạo nên đế mạch mới, cho nên tinh linh đế quân khẳng định cũng thử. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại cứng ngắc chuyển đầu, nhìn về hướng Đông Hoàng Như Ảnh. Được rồi, hậu cung này thật náo nhiệt, vốn cho rằng có thêm một Thiên Nghi Hoàng Phi, kết quả còn tiện thể tới một cái tinh linh đế quân. Đến lúc đó ai là Hoàng hậu, Như Ảnh nhà bọn hắn nếu như không thể nào xưng đế, đến lúc đó đều không có ý tứ để tranh. Hắc Ma Đế Quân nhìn Khương Phàm thể hiện, trong lòng thật quá thoải mái.
mặc dù ngươi lúc ấy là Phượng Hoàng, nhưng bản chất linh văn của ngươi là Chu Tước, cho nên Khương Thương hẳn cũng xem như song đế mạch. Chỉ là nhận tính đặc thù của Chu Tước kiềm chế, hắn không thể thức tỉnh Chu Tước đế mạch, nhưng đạt được thương khung pháp tắc, cũng coi như đền bù. Tinh linh đế quân đó, ngươi thật sự có phúc khí. Nàng xem như tôn quý nhất nữ tử xinh đẹp nhất giữa thiên địa. Ngươi vậy mà có thể làm cho nàng cho sinh hài tử cho ngươi. Khương Phàm cảm xúc cuồn cuộn, bụng đầy vấn đề, nhưng hắn rất rõ ràng cùng tên béo da đen trước mặt thảo luận loại chủ đề này không có kết quả gì tốt, cưỡng chế cảm xúc, nói sang chuyện khác. Hôm nay mục đích ta tới nơi này là muốn nhắc nhở ngươi, Man Hoang đế tổ rất có thể muốn giết tới. Cái gì? Thể hiện hưng phấn cứng ở trên mặt Hắc Ma đế quân. Giết tới nơi này, lão tử chiêu hắn chọc hắn. Khương Phàm nói. Khương Thương trước sau đánh lùi Man Hoang đế tổ 2 lần. Đánh cho hắn trọng thương đến sắp chết, bây giờ cấp bách cần điều trị thương thế, rất có thể sẽ chạy tới Hắc Ma đế thành của ngươi. Chúng ta tới là cùng ngươi chào hỏi, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn làm gì, giết ta, coi Hắc Ma đế tộc ta dễ ức hiếp. Hắc Ma đế quân phát ra âm thanh hùng hậu, mênh mông đế uy cuồn cuộn cung điện, đánh thẳng vào Khương Phàm cùng bọn người Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù Man Hoang đế tổ hung danh rất nặng, nhưng muốn giết Hắc Ma đế quân hắn. Nằm mơ. Bây giờ hắn nhìn lại rất suy yếu, nhưng hắn vừa mới đạp bằng Phong Đô Quỷ Thành, giết Phong Đô Quỷ Hoàng cùng tử thần, còn quét sạch quỷ giới khác, tập hợp đủ 9 tòa cánh cửa địa ngục, tính nguy hiểm tăng nhiều. Phong Đô Quỷ Thành không còn. Chương 3124 kích thích. Hắc Ma đế quân rốt cuộc cũng biến sắc, Phong Đô Quỷ Thành kéo dài 100 vạn năm, Phong Đô Quỷ Hoàng tồn tại 500.000 năm, vậy mà không còn. Tên điên kia thế nào làm được? Bây giờ hắn vô cùng tức giận. Đã mất đi lý trí, ngươi ngàn vạn phải làm cho tốt chuẩn bị. Khương Phàm nói xong, mang theo mấy người Đông Hoàng Như Ảnh muốn rời khỏi. Chờ một chút, dừng lại, các ngươi chơi cái gì? Đưa cánh cửa hư không đến Tinh Linh Đế Thành, lại về Thương Huyền trấn thủ. Thương Huyền không phải có Khương Thương sao, còn cần ngươi tự mình trấn thủ. Khương Thương mặc dù thắng, nhưng thương thế rất nặng, Đế Thành cũng nhận trọng thương, ngay cả linh hồn hư không đế quân cũng mất. Hư không đế quân chết rồi. Trước đó đã chết, bây giờ xem như biến mất. Vẻ mặt Hắc Ma đế quân nghiêm trọng lên, lão quái vật kia giống như mạnh hơn so với hắn nghĩ. Chúng ta đã nhắc nhở Long tộc, nơi đó đang toàn diện giới nghiêm. Ngươi, ngàn vạn phải sống. Chống đỡ, nếu như ta nhìn không được thì sao? Hắc Ma đế quân tức giận, nếu như Tinh Linh đế quân đạt được cánh cửa hư không trấn thủ, Khương Phàm lại trấn thủ Thương Huyền, khẳng định là gối cao không lo. Quái vật kia không dám mạo phạm, mục tiêu chỉ có thể nhắm ngay hắn cùng Long đế, nhưng trong Long tộc còn có bán đế, đế thành Long tộc càng là trước trước sau sau kinh doanh mấy chục vạn năm, kiên cố xa so với Hắc Ma đế thành, cho nên Man Hoang đế tổ rất có thể khóa chặt hắn. Khương Phàm ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là Hắc Ma đế quân, sao ngươi lại có thể gánh không được? Ngươi chỉ cần kiên trì, hắn đánh không tiến vào thì sẽ chủ động từ bỏ. Hắc Ma đế quân vội la lên. Hắn nếu bức thiết muốn khôi phục, há có thể từ bỏ ý đồ. Ngươi trước đừng có gấp, không phải ngươi mang theo cánh cửa hư không sao? Nếu đều tới, có thể giấu đi, nếu khi Man Hoang đế tổ giết tới, người ta trong ngoài giáp công, nói không chừng có thể giết hắn. Không được, Man Hoang đế tổ khẳng định cẩn thận quan sát tốt tình huống, rồi quyết định đả kích ai. Ta tuyệt đối không thể lấy mệnh Khương Thương cùng Tinh Linh đế quân mạo hiểm. Một người là con của ta, một người là nữ tử của ta. Không nên, không nên. Khương Phàm kiên quyết lắc đầu, quay người chào hỏi Đông Hoàng Như Ảnh rời khỏi. Ánh mắt Hắc Ma đế quân lấp lóe, trái lo phải nghĩ, bước nhanh đuổi theo nói. Ngươi có thể chuyển rời hư không đế thành đến Tinh Linh đế thành. Chỉ cần bọn hắn phối hợp, Man Hoàng đế tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó Long tộc không dám đi, chỉ có thể tới đây. Như thế này được không? Được, làm sao không được, như thế này quá được đi. Không được, Khương Thương trọng thương đã hôn mê, Tinh Linh đế quân không quen chiến đấu, nếu như bị Man Hoang đế tổ tiếp cận, 2 tòa đế thành đều xong. Khương Phàm nói xong, ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh mở đường hầm hư không. Hắc Ma đế quân đuổi theo ra. Chờ một chút, ngươi có thể đưa hư không đế thành cùng cánh cửa hư không đều đến Tinh Linh đế thành, ngươi ở lại nơi này. Ta không thể nào mạo hiểm, nếu như Man Hoang đế tổ cướp đi cánh cửa hư không thì sao? Khương Phàm nói xong, bọn người Đông Hoàng Như Ảnh rất ăn ý ngưng tụ đường hầm hư không bao phủ Khương Phàm.
Chớ đi, Khương Phàm, tên hồn đản ngươi, có phải muốn lợi dụng Man Hoang Đế Tổ trọng thương Hắc Ma Đế thành ta hay không? Ngươi là tên điểu nhân, ngươi cặn bã, ngươi trở lại cho ta. Trở về. Ngươi không sợ ta hợp tác cùng Man Hoang Đế Tổ? Trở về. Hắc Ma Đế Quân giống xong, kéo căng thân thể tra xét rõ ràng hư không trong năng lượng. Lúc trước hắn thật đúng là không sợ Man Hoang Đế Tổ, cùng lắm thì đánh nhau sống chết, cũng không tin Man Hoang Đế Tổ có thể giết hắn. Nhưng, Man Hoang Đế Tổ lại đánh phế Khương Thương, cả hư không đế quân đều đánh chết, bây giờ còn tế khởi cánh cửa địa ngục, thực lực tên kia, chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Hắn vẫn tự tin có thể chống đỡ được Man Hoang Đế Tổ, không đến mức bị giết, nhưng, đế thành hắn làm sao bây giờ? Hắn sở dĩ thỏa hiệp cùng Thương Huyền là muốn bảo toàn đế thành, bảo hộ đế tộc, đến lúc đó nếu như cùng Man Hoang Đế Tổ giết điên, đế tộc hắn chẳng phải gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi tùy tiện ra điều kiện, ta đều đồng ý. Hắc Ma Đế Quân đột nhiên bạo hống, thanh âm còn không có rơi xuống, hư không trước mặt vặn vẹo, Khương Phàm ngạo nghễ bước ra. Tùy tiện ra. Hắc Ma Đế Quân co rúm khóe mắt, trong lúc nhất thời vậy mà đứng hình. Khương Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn Hắc Ma Đế Quân, nếu như không phải tên này múa mép khua môi, hắn không nghĩ tới kích thích như thế này, nếu nhất định phải chơi, vậy thì xem ai chơi qua ai. Hắc Ma Đế Quân nhìn thể hiện trên mặt Khương Phàm, lập tức đã hiểu. Trong lòng thật hận uất ức đó, vài câu trò đùa suýt chút nữa đế thành đi đến diệt vong. Bệnh thiếu máu, tên này là thổ phỉ sao? Ma hoàng ta bồi dưỡng đều bị ngươi làm thịt, ta chấn tộc dùng hắc ma bia đều bị ngươi luyện, ta tính toán đế quân cướp được liệp thần thương, bây giờ bị ngươi luyện thành đế binh. Ngươi còn muốn cái gì? Bên trong tòa đế thành này của ta còn có cái gì đáng giá ngươi trao đổi? Ta chỗ này còn có chút ma nữ, ngươi có muốn hay không? Nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, tinh linh, ngươi đã tai họa toàn bộ, còn kém một ma tộc. Ta chọn 3 năm người cho ngươi. Chọn dã nhất, mạnh nhất. Ánh mắt Hắc Ma Đế Quân đầy giấy hung quang, căm tức nhìn Khương Phàm. Còn có yêu tộc. Đông Hoàng Toại vô ý thức nhìn về phía Đông Hoàng Càn. Kiếp trước. Đông Hoàng Càn nói nhỏ. Cái gì yêu? Có nhiều lắm. Đông Hoàng Càn vừa muốn cười nói liền bị ánh mắt Khương Phàm sắc bén bức bách cưỡng bức nghẹn lại. 5 người. Suy nghĩ lại một chút. Ngữ khí Khương Phàm lạnh lên. 3 người. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. 2. Không thể nào ít hơn nữa. Ánh mắt Đông Hoàng Càn chừng nhìn Khương Phàm. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Cái gì yêu? Đông Hoàng Toại nhỏ giọng tra hỏi. Chương 3125 Hắc Bàn. Ngươi là lão quang côn nhi, bình thường không nói lời nào, chuyện này ngược lại rất tích cực. Đông Hoàng Càn thuận miệng kích thích. Ám ảnh Linh Miêu, tinh nguyệt bạch giao, thuộc cấp kiếp trước, sau khi thánh cảnh thay đổi, bị hắn trả đạp. Đây là ta biết, không biết khẳng định còn có. Đông Hoàng Càn nói xong, vội vàng hướng Đông Hoàng Như Ảnh nói. Chuyện của kiếp trước, coi như nghe chuyện vui cười, đừng để ý. Ngài thấy ta vui cười rồi. Đông Hoàng Như Ảnh đối rất bất đắc dĩ với vị này thần tôn. Nói, ngươi muốn cái gì, ta nhận thua. Hắc Ma Đế Quân nhìn hằm hằm Khương Phàm, hôm nay nhận thua, sau này sớm muộn gì cũng tính trở về. Vẻ mặt Khương Phàm dần dần nghiêm túc. Điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi từ giờ trở đi bồi dưỡng truyền nhân mới, giao phó xong hậu sự, chờ tương lai cuộc chiến sát thiên bộc phát, ngươi nhất định phải chết tại thâm không vũ trụ. Hắc Ma Đế Quân gầm thét. Điều nhân ngươi thật hung ác, ta chỉ nói câu ngươi làm tinh linh đế quân, ngươi mẫu thân nó liền muốn giết chết ta. Ngươi làm tinh linh đế quân, là ngươi dễ chịu, ta dựa vào cái gì còn phải chôn cùng ngươi. Khương Phàm nói, ta không muốn bây giờ đề cập chuyện này với ngươi. Chính ngươi cứng rắn muốn ra điều kiện. Yêu cầu duy nhất của ta đối với Hắc Ma Đế Quân ngươi chính là chiến tử trong cuộc chiến sát thiên. Bên trên cuộc chiến sát thiên trong lòng đừng còn có may mắn, đừng sợ đầu sợ đuôi, đừng tham sống sợ chết. Khương Phàm có chờ mong rất lớn đối với Hắc Ma Đế Quân thực lực, Hắc Ma Đế tộc từ Hồng Hoang hưng thịnh đến bây giờ, từ đầu đến cuối chiếm lấy vị trí đế tộc, cũng đủ để chứng minh thực lực Hắc Ma tộc. Nhưng, đã trải qua cuộc chiến thiên khải, Khương Phàm thật sự không có lòng tin về sức chiến đấu chân thực của mấy lão già đã sống 30.000 năm này. Mấu chốt của vấn đề là quá coi trọng sinh mệnh mình, sinh tử của mình ảnh hưởng đế tộc ra sao, cho nên bất cứ chuyện gì đầu tiên nghĩ đến chính là mạng sống, không có vũ dũng cùng bá thế nên có.
Mặc dù Khương Phàm trước đó lợi dụng ý niệm ham sống của các đế quân để lấy được thắng lợi, nhưng tiếp đó, nhất định phải sửa lại. Cho nên, Khương Phàm nhất định phải để Hắc Ma đế quân làm tốt chuẩn bị chịu chết. Không phải quyết tâm chịu chết, mà là trực tiếp xem mình như tử sĩ, chính là muốn chiến tử ở đó. Khương Phàm không nhìn Hắc Ma đế quân dần dần phồng lên chiến khu nổi giận, nói. Cuộc chiến sát thiên còn nguy hiểm hơn so với ngươi tưởng tượng. Hồng Hoang đến nay chưa từng có một lần thắng lợi, mỗi khi người giết trời giáng lâm, thiên khải chiến trường chính là lò sát sinh. Tình huống cụ thể, chờ tháng 9 đến Thương Huyền, ta sẽ kỹ càng biểu hiện ra cho các ngươi biết. Không nói gạt ngươi, bao gồm ta ở bên trong đều muốn chiến tử ở đó, không có ý định còn sống trở về. Ngươi, nếu quả thật muốn hợp tác với chúng ta, ngươi, nếu quả như thật muốn tham dự tràng chiến dịch này, nhất định phải làm một chút chuẩn bị hiếu chiến đến chết, nếu không, ngươi có bất kỳ dấu hiệu gì lùi bước đều sẽ để cho ngươi càng chết nhanh hơn, chết không có chút ý nghĩa nào. Điều kiện hôm nay của ta chính là ngươi dùng thời gian mấy năm tiếp theo, bồi dưỡng truyền nhân mới, chấm dứt tất cả tâm nguyện chưa dứt, sau đó. Lên trời, chịu chết. Nếu như ngươi thật có thể tiếp nhận điều kiện như vậy, ta có thể cùng ngươi ký kết huyết thư, từ nay về sau, Hắc Ma tộc có thể tới Thiên Khải lên trời chứng đạo, cũng có thể đến Thương Huyền nghênh đón thiên phạt. Hắc Ma đế quân nhìn vẻ mặt Khương Phàm chăm chú lại nghiêm túc, lửa giận cùng ma huyết cuồn cuộn trong lồng ngực dần dần lắng lại. Ngươi giết trời, rốt cuộc là cái thứ gì? Tháng 9 đến Thương Huyền, ngươi trước tiên sẽ hiểu trời là cái gì? Cái gì là trời? Ta bảo cho ngươi tháng 9 đi tìm hiểu. Đi Thương Huyền, cùng ngươi một chỗ, nhìn trời. Ngươi rất lãng mạn đó. Có phải ngươi ngốc hay không? Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Ngươi nói nửa ngày, giảng cái rắm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ điều kiện ta vừa mới nói cho ta. Tháng 9, cho ta trả lời chắc chắn. Bây giờ trước tiên tinh lực đặt ở trên thân Man Hoang Đế Tổ, ta sẽ ẩn tàng trong hư không, nhưng không phải hư không nơi này, là Tân Hải Nam Bộ Hắc Ma Đại Lục. Khoảng cách 500.000 dặm, chúng ta không dùng đến nửa ngày thì có thể đuổi tới, ngươi hẳn là gánh vác được. Ngươi có cánh cửa hư không, còn cần giấu bên ngoài 500.000 dặm. Ngươi cố ý. Ta cần chiếu cố Long tộc. Mặc dù Man Hoang Đế Tổ có khả năng nhất chính là trực tiếp giết tới ngươi nơi này, nhưng cũng có khả năng buôn tập Long tộc. Khương Phàm không còn cùng hắn nói nhảm, đi theo bọn người Đông Hoàng như ảnh ẩn vào hư không, thẳng đến chỗ Tân Hải ở Nam Bộ. Hắc Ma Đế Quân đứng trước điện, mày rậm càng nhăn càng chặt. Chịu chết, nguyên nhân hắn lựa chọn thỏa hiệp chính là vì sống, tên điên kia vậy mà để hắn chết. Coi hắn là đồ đần rồi. Tân Hải, Nam Bộ Hắc Ma Đế Tộc. Đông Hoàng như ảnh. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại liên thủ khống chế cánh cửa hư không, dùng đồ đằng thôi động hư không đại pháp tắc, ẩn nấp bên trong vũ trụ thâm không. Lấy cảnh giới của bây giờ bọn hắn, phối hợp hư không pháp tắc, trừ phi Man Hoang Đế Tổ đi qua từ nơi này, nếu không rất khó phát giác được bọn hắn tồn tại. Sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn áp chế cảnh giới ba động, đứng trong bóng tối vô biên, chờ đợi Man Hoang Đế Tổ ra tay. Tinh linh đế quân. Đông Hoàng như ảnh liếc mắt nhìn Khương Phàm, phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đồng loạt lui lại mấy bước, biến mất tại chỗ, lưu không gian cho hai người. Ta, thật không biết. Khương Phàm thể hiện lập tức đắng chát, kiếp trước lưu lại trong trí nhớ thật không có tình huống vấn đề này, kiếp này cũng là sau khi nhìn thấy bộ dáng tinh linh đế quân mới sinh ra rất nhiều phỏng đoán điên cuồng, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, ai biết Hắc Ma đế quân gặp mặt đã cho hắn một cái kích thích như thế. Chàng cũng đã tự thể nghiệm, lại không biết. Đầu lâu Đông Hoàng như ảnh hư hóa, nhìn không ra bộ dáng, nhưng trong giọng nói lạnh nhạt mặc cho ai đều có thể cảm giác được. Chương 3126 giật mình. Lúc ấy ta, đừng nói nữa. Khương Phàm hạ miệng, đưa tay ngăn lại Đông Hoàng như ảnh, nhu tình nói. Chờ chuyện kết thúc, chúng ta sinh hài tử đi. Không được. Đông Hoàng như ảnh khẽ nhúc nhích vai thơm, chấn Khương Phàm lui ra ngoài. Lão Hắc bàn tử. Trong lòng Khương Phàm gầm nhẹ, không tìm một cơ hội hung hăng trừng trị hắn một trận, hắn không gọi Khương Phàm. Tinh linh đế thành cùng hư không đế thành lẫn nhau phối hợp, toàn bộ khẩn trương đề phòng, nghiêm phòng Man Hoang Đế Tổ đánh lén. Mặc dù Khương Phàm phỏng đoán mục tiêu Man Hoang Đế Tổ sẽ là Hắc Ma đế tộc, nhưng tên điên này hoàn toàn không theo mưu kế làm việc, huống chi đạt được U Linh Đại Đế hiệp trợ, chuyện gì đều làm ra được. Long đế đạt được Thương Huyền nhắc nhở, cũng toàn diện đề phòng. Mặc dù ba vị long thần bị mang đi, nhưng đế thành là xào huyệt long tộc,
trước sau mấy chục vạn năm đều không có gặp phải hủy diệt, có thể xưng nơi kiên cố nhất thế gian, Long Đế tin tưởng bằng vào mình trấn thủ, hoàn toàn có thể chống cự Man Hoang Đế Tổ tập kích. Khương Phàm ẩn nấp hư không, cẩn thận cảm giác pháp tắc ba động, chờ đợi Man Hoang Đế Tổ mắc câu. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không thấy Man Hoang Đế Tổ xuất hiện. Nếu như sinh mệnh nữ đế không có cố ý lừa dối, Man Hoang Đế Tổ hẳn là không đợi không được bao lâu tại Cửu U Thâm, sau khi đơn giản chữa trị sẽ ra ngoài đi săn. Trận đi săn này đối với Man Hoang Đế Tổ mà nói cũng sẽ vô cùng mấu chốt. Không chỉ là chữa trị thương thế, khôi phục trạng thái toàn thịnh, càng muốn dự trữ chút tài nguyên cho mình, sau đó khai chiến nữa cũng có thể kịp thời bổ sung, kịp thời chữa trị. Chắc hẳn lúc trước Man Hoang Đế Tổ mạo hiểm khống chế huyết ma đế thành, cũng là tham luyến đế huyết nơi đó. Một tháng, nên đi ra. Chẳng lẽ ta tính sai chỗ nào rồi? Khương Phàm đứng trong bóng đêm, xuyên thấu qua cánh cửa hư không, quan sát đại dương mênh mông. Chẳng lẽ Man Hoang Đế Tổ đoán được hắn sẽ bí mật phục kích, cố ý kéo dài không xuất hiện. Sau đó tiêu hao 1-2 năm, chờ bọn hắn đều buông lỏng cảnh giác, đột nhiên khởi xướng tập kích. Khả năng này không phải không tồn tại. Có thể tra được dấu vết của hắn không? Khương Phàm hỏi Đông Hoàng Như Ảnh, nếu như Man Hoang Đế Tổ khăng khăng ẩn tàng, chờ đợi thời cơ, hẳn là sẽ lặng lẽ rời khỏi Cửu U Thâm không, giấu đến trong một góc khác của thế giới. Hắn khống chế hư vô pháp tắc vô cùng mạnh, rất khó tra tìm. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, nếu như nàng xưng đế, hẳn có thể bằng vào cánh cửa hư không, dò xét Man Hoang Đế Tổ phạm vi lớn, nhưng bây giờ. Trừ phi bọn hắn di chuyển khắp thiên hạ dò xét, nhưng, nếu như Man Hoang Đế Tổ đang chờ bọn hắn làm như vậy. Chỉ cần bọn hắn rời khỏi xa xa Hắc Ma Đại Lục, lập tức khởi xướng tập kích. Lão già điên này rốt cuộc trốn ở đâu? Lấy tính cách điên cuồng vội vàng sao động của hắn, thật sẽ giấu một năm sao? Khương Phàm hơi nhíu mày lại, chăm chú suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ, càng cảm giác hắn không hiểu rõ nhiều Man Hoang Đế Tổ, chỉ biết là hắn điên cuồng, biết hắn danh chấn hồng hoang, nhưng trừ cái đó ra, bọn kỳ thật hắn cũng không có chăm chú tiếp xúc qua. Tất cả phán đoán đều là căn cứ vào mình tưởng tượng. Khương Phàm nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ. Hắn không biết Man Hoang Đế Tổ có thể ẩn nhẫn một năm hay không. Nhưng hắn biết hắn không thể nào ở chỗ này lãng phí thời gian một năm. Hắn còn muốn tìm kiếm Triệu Thanh Duẫn, hắn còn muốn dung hợp tất cả đại táng, sau đó thôn phệ di tích thanh thiên, tiếp quản truyền thừa khác. Cuộc chiến sát thiên bất cứ lúc nào có thể bộc phát, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Các nếu ngươi là Man Hoang Đế Tổ, sẽ làm như thế nào? Khương Phàm luôn cảm thấy mình bỏ sót cái gì? Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại trao đổi ánh mắt, nhún nhún vai. Bọn hắn bây giờ không tùy tiện phát biểu ý kiến, nhất là loại phỏng đoán này, không phải bọn hắn không ý nghĩ gì, mà là không dám tỏ thái độ lung tung, nếu như bị bọn hắn ảnh hưởng, Khương Phàm làm ra phán đoán sai lầm, hậu quả rất có thể là một đế tộc hủy diệt. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, cũng không có chủ ý. Từ hành vi tên điên kia mưu toan thôn phệ xí thiên giới, lại bôn tập huyết ma đế thành đến xem, rất khó tinh chuẩn dự phán hắn hành động. Lần này không chỉ có bị thương nặng, còn bị nhục nhã nghiêm trọng, ta suy đoán hắn không thể nào ẩn tàng quá lâu. Ở giữa thiên địa này, có thể làm cho hắn khôi phục, thậm chí mạnh lên, chỉ có thể là đế thành. Mục tiêu của hắn không phải Hắc Ma, chính là Long tộc. Bây giờ vấn đề là, hắn sẽ chọn ai, lại sẽ là thời gian nào? Khương Phàm quan sát biển rộng mênh mông, nhìn về Thái Sơ Đại Lục nơi xa, lại nhìn Long tộc Đại Lục phía xa xa. Sau một lát, trong lòng Khương Phàm chấn động. Ánh mắt đột nhiên lui về, từ Long tộc Đại Lục càng xa xôi trở lại tới gần Thái Sơ Đại Lục. Một ý niệm điên cuồng trước đó chưa bao giờ có ầm vang nổ tung trong đầu. Man Hoang Đế Tổ hẳn là có thể phỏng đoán đến bọn hắn sẽ tìm sinh mệnh nữ đế tìm hiểu tình huống, cũng có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ ở Hắc Ma tộc bí mật phục kích, nếu như thế này, vì sao còn muốn chấp nhất đánh lén. Hắn hoàn toàn còn có khác lựa chọn, đó chính là Thái Sơ Đế Thành. Thái Sơ Đế Thành mặc dù lợi dụng yên diệt pháp tắc đặc biệt rời khỏi thế giới, ẩn nấp đến vũ trụ thâm không, rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn. Nhưng, Man Hoang Đế Tổ cũng khống chế yên diệt pháp tắc, hẳn là có thể cảm giác được Thái Sơ Đế Quân tồn tại, hắn càng khống chế hư vô pháp tắc, am hiểu lùng bắt bên trong thâm không. Nếu như mục tiêu Man Hoang Đế Tổ là chuẩn Thái Sơ Đế Thành thì sao? Nhưng, Thái Sơ Đế Tộc nói thế nào đều là tổ tiên huyết mạch của Man Hoang Đế Tổ. Hắn thật sẽ nhắm mục tiêu ngay nơi đó. Hắn có cái gì không dám làm?
Khương Phàm đột nhiên gầm nhẹ, ngóng nhìn Thâm Không. Đúng vậy, hắn có cái gì không dám làm. Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Hai người đối mặt, đồng thời mở miệng, lại là phương hướng hoàn toàn khác biệt. Chương 3127 Thái Sơ Đế Thành. Thái Sơ Đế Thành. Sinh mệnh nữ đế. Hai người nao nao, đồng thời nhảy đến mạch suy nghĩ của đối phương tự ý nghĩ mình. Khương Phàm nghĩ tới là Man Hoang Đế Tổ vì để tránh cho bị vây săn, mục tiêu sẽ định tại Thái Sơ Đế Thành. Đông Hoàng Như Ảnh nghĩ tới là, Man Hoang Đế Tổ sẽ trực tiếp tìm tới sinh mệnh nữ đế, từ nơi đó hấp thu sinh mệnh khí thức càng minh mông, chữa trị tai họa ngầm chí mạng của mình. Khương Phàm nghe được Đông Hoàng Như Ảnh nói, cũng lập tức nghĩ đến loại khả năng kia. Đông Hoàng Như Ảnh nghe được Khương Phàm nói, cũng tự nhiên nghĩ đến loại khả năng kia. Đông Hoàng Càn nói, nếu như các người phán đoán sai lầm, mặc kệ là trở về Thương Huyền, hay giết vào Thâm Không, chờ các người trở lại, Hắc Ma Đế Tộc có khả năng không còn. Đông Hoàng toại lắc đầu, loại chuyện dự phán này thật quá khó khăn. Khương Phàm làm sơ suy nghĩ, nói, không thể nào trì hoãn được nữa. Hắc Ma Đế quân chuyển đến Long Thành, lại đi gặp sinh mệnh nữ đế. Hắc Ma Đế Thành. Cái gì, để cho ta đến Long Đế Thành trốn tránh. Ta đường đường là Hắc Ma Đế quân, há có thể đến Đế Thành khác tránh mệnh. Ta nói rõ với người một sự kiện, ta không sợ Man Hoang Đế Tổ hắn, ta chỉ sợ hắn hủy Đế Thành của ta. Hắc Ma Đế quân nghe xong Khương Phàm giải thích, lập tức giận lên. Mục tiêu Man Hoang Đế Tổ là ngươi. Chỉ cần ngươi rời khỏi, hắn nhiều nhất chút giận, không thể nào thật hủy nơi này. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn là Man Hoang Đế Tổ. Là tên điên từ đầu đến đuôi, hắn tùy tiện chút giận, là có thể hủy đế thành của ta. Ngươi sẽ không mang theo tộc nhân của ngươi, toàn tộc di chuyển. Ta mẫu thân nó còn mang nhà mang người đi đào mệnh. Sau này Hắc Ma Đế Tộc còn thế nào đặt chân tại Hắc Ma Đại Lục. Điều nhân, ta chịu đủ, ta đồng ý thỏa hiệp. Nhưng không có đồng ý mặc cho ngươi ức hiếp. Một câu, ngươi có đi hay không? Không đi. Vậy ngươi chờ xem, ta muốn đuổi bắt Man Hoang Đế Tổ, nếu là hắn tới, ngươi chờ bị trà đạp đi. Ta không thể đi theo ngươi đuổi bắt à? Sao ta phải đi Long Đế Thành trốn tránh? Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì rồi? Ngươi nói cùng ta đi. Ta nói sao? Chủ ý này không tệ. Chờ một chút. Hắc Ma Đế quân nhíu mày. Cố gắng suy nghĩ, ta nói sao? Toàn bộ Hắc Ma tộc chuyển rời đến hư không đế thành của ta, lưu lại tòa thành không? Cho dù Man Hoang Đế Tổ nghĩ muốn phá hư, cũng chỉ là phá toái tường thành. Cứ như vậy, người dũng cảm truy sát Man Hoang Đế Tổ, toàn tộc đến hư không đế thành làm khách, vẹn toàn đôi bên, không có người nào dám chế giễu các ngươi, ngược lại rất kính nể. Tốt, quyết định như vậy đi. Khương Phàm đập một bàn tay trên ngực Hắc Ma Đế Quân. Lập tức nhấc lên trận trận gợn sóng. Thấy ngươi mập quá, nên vận động. Hắc Ma Đế quân trợn mắt trừng trừng, ma khí cuồn cuộn. Đừng loạn đập, chúng ta rất quen thuộc sao. Sau khi Khương Phàm dàn xếp Hắc Ma Đế tộc đến hư không đế thành, quay về Thương Huyền Đông Nam Bộ. Nhưng, dài đến hơn một tháng chữa trị, để Khương Thương đoàn tụ huyết nhục, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng biết Khương Phàm đoán được mục đích của Man Hoang Đế Tổ, khăng khăng muốn đi theo. Khương Phàm kiên quyết không đồng ý, Khương Thương vậy mà nổi giận, muốn phá hư tại đế thành. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Khương Phàm chỉ có thể mang theo Khương Thương. Ta không rõ ràng thực lực của ngươi, nhưng Man Hoang Đế Tổ cùng U Linh Đại Đế giống như có thể uy hiếp được ngươi. Khương Phàm lần nữa gặp được sinh mệnh nữ đế. Nàng là ai? Hắc Ma Đế quân có chút nghiêng đầu, quái dị nhìn bóng dáng mở mịt mông lung phía trước. Chủ nhân sinh mệnh thần điện không phải Thiên Bảo Vũ em à? Làm sao đổi rồi? Sinh mệnh nữ đế. Khương Phàm nhỏ giọng đáp lại, ra hiệu hắn chớ xen mồm. Nữ đế, thời đại thật sự là thay đổi, A Miêu A Cẩu nào đều có thể xưng đế. Im miệng. Ngươi vừa mới còn nói U Linh Đại Đế. Ai, cái tên quỷ quáu như thế? Im miệng. Ngươi là nhân tộc hay là linh tộc? Hắc Ma Đế quân trực tiếp chào hỏi sinh mệnh nữ đế. Ngươi chờ một lúc. Khương Phàm gọi Hắc Ma Đế quân phía trước. Hắn ở trước mặt ngươi thông đồng nữ tử, ngươi mặc kệ không quản. Hắc Ma Đế quân quay đầu hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng điềm tĩnh, không để ý đến Hắc Ma Đế quân. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại lại quái dị đánh giá Hắc Ma Đế quân. Không biết có phải là ảo giác hay không, vị đế quân này từ khi rời khỏi Hắc Ma Đế thành,
càng ngày càng phấn khởi, tựa như bị nhốt mấy vạn năm, rốt cuộc thoát khốn, không chỉ có nhìn cái gì đều tươi mới, còn rất kích thích khi Khương Phàm và hắn nói chuyện phiếm. Bọn hắn đột nhiên cảm giác những đế quân này thật đáng thương. Khương Thương tùy ý đánh giá nữ đế trước mặt, mà không khách khí hấp thu sinh mệnh khí tức nồng đậm trong mảnh rừng núi này. Bọn hắn uy hiếp không được ta, lại không dám ra tay với ta. Sinh mệnh nữ đế đã hiểu ý Khương Phàm. Vì sao? Ta đã một lần nữa tiếp quản sinh mệnh đại pháp tắc, bọn hắn không giết chết được ta. Hệ thống tính mạng của bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như lại bị pháp tắc tổn thương, rất khó vượt qua thời đại này. Trước đó bọn hắn vì sao có thể buộc ngươi ở lại nơi này? Là ta muốn lưu lại. Vì sao? Ta vẫn là thái độ trước đó, hy vọng ngươi có thể từ bỏ tình cảm, tập kết tất cả tài nguyên cùng lực lượng có thể tập kết. Cuộc chiến sát thiên bộc phát đến nay trăm vạn năm, thế giới tiến hành 10 lần phản kích, đều không thể thành công, bây giờ được ăn cả ngã về không, toàn bộ hy vọng đặt đến trên người ngươi, ngươi nên có một loại tư thái siêu thoát, không nên bị cái gọi là tình cảm cản trở. Ta muốn tổ kiến chiến đội hoàn toàn có thể khống chế. Man Hoang Đế Tổ, không bị khống chế. Ngươi hẳn rõ ràng, lúc trước hắn không phải uy hiếp là Khương Thương lỗ mãng tạo thành cục diện bây giờ. Ngươi muốn ta như thế nào? Giết Khương Thương, đổi Man Hoang Đế Tổ. Hắn chỉ muốn bắt Khương Thương. Huống chi, ngươi bây giờ là chúa tể vận mệnh thế giới, phải hiểu lấy hay bỏ, phải hiểu điều hòa, phải hiểu lợi dụng mức độ lớn nhất tất cả tài nguyên thời đại hiện tại. Chương 3128 tiếp cận. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, nên khai thác thái độ càng tích cực. Khương Phàm có chút không hiểu rõ ý tưởng thật sự của nữ đế này. Chỉ là phương thức tư duy khác biệt sao? Ta một mực đang giúp ngươi, chỉ là ngươi còn chưa làm tốt chuẩn bị chân chính. Man Hoang Đế Tổ, ở đâu? U Linh Đại Đế, phải chăng đi cùng với hắn? Khương Phàm đe dọa nhìn sinh mệnh nữ đế. U Linh Đại Đế. Tên này thật phách lối. Bản ma đế đều là đế quân, hắn lại còn đại đế. Hắc ma đế quân ở bên cạnh bĩu môi, rất không cam lòng. Cái quái gì liền đại đế? Đế quân trăm vạn năm trước. Đông Hoàng Càn ở bên cạnh nhắc nhở điểm. A, à, hắc ma đế quân khinh thường lên tiếng, hỏi. Xuất hiện bên trong địa ngục. Không rõ ràng, khả năng có liên quan đi. Địa ngục từ xưa không đế, chỉ có phong đô quỷ hoàng ngụy đế cố làm ra vẻ. Hắc ma đế quân nói đến đây, lông mày đột nhiên nhíu lại. Ta kỳ thật một mực có nghi hoặc nhỏ, dằn xuống đáy lòng rất lâu, do thân phận hạn chế, không tiện cùng người thảo luận. Đông Hoàng Càn nhíu mày, ta thuận tiện sao? Hắc ma đế quân hạ giọng. Ngươi nói, tử thần vì sao gọi là thần? Món đồ kia trong địa ngục, vậy mà gọi thần. Đều gọi như vậy, ước định mà thành. Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Muốn lý do cái gì? Không gọi tử thần kêu cái gì? Tử quỷ có phải không quá đứng đắn hay không? Khụ khụ. Đông Hoàng Toại ở bên cạnh ho khan, hai vị đại ca ơi, nơi này nói chuyện chính sự đâu? Không thể chút nghiêm túc à? Ta đang chờ ngươi trả lời. Khương Phàm đe dọa nhìn sinh mệnh nữ đế, hôm nay nàng nhất định phải cho trả lời chắc chắn. Thời đại của ngươi, ngươi làm chủ, tuân theo tiếng lòng của ngươi, làm chính ngươi lựa chọn đi. Sinh mệnh nữ đế lắc đầu. Dáng người phiêu miểu dần dần mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Thâm không mênh mông, vô biên vô hạn, hắc ám như hải dương mãnh liệt đánh tới để cho người ta ngạt thở. Một tòa đế thành hùng vĩ chậm chạp hoành hành trong bóng đêm, rõ ràng bao la hùng vĩ khổng lồ, lại không một tiếng động. Đế thành chính là Thái Sơ đế thành rời khỏi hệ thống thế giới, từ trong ra ngoài khuấy động yên diệt pháp tắc, hoàn mỹ dung hợp một chỗ cùng bóng tối vô tận, nếu như không phải đứng ở gần đó. Hoàn toàn không nhìn thấy nó tồn tại, cũng không cảm giác được nó tồn tại. Thái Sơ đế quân xảo diệu duy trì lấy đế thành vận chuyển, bảo đảm không lưu lại bất cứ dấu vết gì, không làm cho khác pháp tắc dung chuyển. Dù sao Khương Phàm không phải người lương thiện, nếu quả như thật hoàn thành khống chế Cửu Châu Thập Tam Hải, không thể nào tùy tiện tha hắn, nhất định nghĩ biện pháp truy tung. Cho nên lui vào thâm không trước mặt mấy năm, thậm chí trong 10 năm, hắn nhất định phải giữ vững đầy đủ cảnh giác. Bầu không khí bên trong đế thành đều rất khẩn trương đến kiềm chế. Dù sao ai cũng không biết bọn hắn muốn ở trong bóng tối vô tận này phiêu lưu bao lâu, tương lai trở lại thế giới thì gặp phải cái gì. Bọn hắn càng không có nghĩ tới qua, đã từng làm con dân đế tộc hưởng thụ vô hạn vinh quang, lại có một ngày lưu vong vũ trụ. Nhưng đây là đế quân quyết định, bọn hắn không dám có bất kỳ bất mãn, thậm chí cũng không dám rõ ràng thể hiện ra,
chỉ có thể yên lặng chịu đựng, chờ lấy. Có vài người thậm chí hối hận, trước đó làm sao không có xung phong nhận việc, ở lại trong thế giới giấu kín phía dưới. Dù sao cũng tốt hơn phiêu lưu trong hư không tối tăm không ánh mặt trời. Ai? Thái Sơ Đế Quân đột nhiên cảnh giác, mơ hồ phát giác được pháp tắc vi diệu ba động, đang lúc hắn phải cẩn thận dò xét, cỗ ba động kia đột nhiên mãnh liệt lên, nhanh chóng tới gần hướng về đế thành. Khương Phàm. Thái Sơ Đế Quân kinh hãi, nhanh như vậy đã tìm được. Hắn rõ ràng đang cố gắng duy trì yên diệt pháp tắc. Lấy cảnh giới của hắn, lĩnh hội đối với yên diệt pháp tắc, có thêm pháp trận đế thành phụ trợ, hẳn là có thể hoàn mỹ ẩn nấp, làm sao có thể bị Khương Phàm bắt được. Không đúng. Thái Sơ Đế Quân rất nhanh đã nhận ra yên diệt pháp tắc cộng minh, giống như đang nghịch hướng cảm ứng hắn tồn tại. Chẳng lẽ là tôn nhân ma man hoang kia? Sau khi Thái Sơ Đế Quân lặp đi lặp lại cảm ngộ, xác định thân phận của người đến. Hắn tới đây làm gì? Man hoang đế tổ ngược dòng thâm không, bên trong bóng tối vô tận tới gần Thái Sơ Đế Thành, thanh chiều to lớn mà hùng hậu đột nhiên nổ tung lôi đình, vang vọng đế thành an tĩnh. Thái Sơ Đế Quân, mở cửa thành. Thái Sơ Đế Quân thông qua đế thành, dò xét thâm không minh mông, sau khi xác định chỉ có man hoang đế tổ, mới không chút hoang mang xuất hiện ở trên cửa thành. Thái Sơ Đế Thành đã phong bế, trăm năm không tiếp khách. Mời trở về đi. Việc liên quan đến vận mệnh đế thành ngươi, ngươi vẫn nên nhìn một chút mới tốt. Man hoang đế tổ bị thương cực nặng, nhưng cố nén giữ vững tư thái cao ngạo, duy trì sinh cơ minh mông. Ngươi là phụng lệnh Khương Phàm tới. Thái Sơ Đế Quân thử dò xét. Khương Phàm, phụng mệnh, ha ha, ha ha, hắn cũng xứng. Thể hiện man hoang đế tổ bỗng nhiên dữ tợn. Sát khí cuồn cuộn trùng kích thâm không hắc ám. Người bị thương rồi. Thái Sơ Đế Quân lập tức phát giác được tình thế man hoang đế tổ. Mở cửa thành, để cho ta đi vào. Nếu không, nếu như khai chiến ở nơi này, chẳng khác nào tự bại lộ quỹ tích. Man hoang đế tổ tranh thủ thời gian ngăn chặn cảm xúc, ẩn tàng thương thế chân thực. Có chuyện gì, người có thể trực tiếp bàn bạc ở chỗ này. Thái Sơ Đế Quân đứng chắp tay, thái độ lạnh nhạt. Ta nói, để cho ta đi đến. Giọng nói man hoang đế tổ như chuông đồng, vang vọng hắc ám. Ngươi tóm lại muốn cho thấy thái độ. Thái độ, ta là tổ tông ngươi. Cuồng ngạo. Thái Sơ Đế Quân gầm thét, thanh âm chấn động đế thành, pháp trận trong trong ngoài ngoài đế thành như hắc hạ uốn lượt, dây leo rắn chắc súng động, kịch liệt cộng minh cùng yên diệt lĩnh vực thế giới mênh mông. Mẫu thân của ta, hồng hoang yên diệt đế quân, ta là truyền thừa giả yên diệt đời thứ hai. Mà các ngươi đều là huyết mạch trăm vạn năm sau thức tỉnh, ta gánh chịu nổi một tiếng tổ tông của các ngươi. Man hoang đế tổ cuồng ngạo hét lớn. Chương 3129 mưu đồ. Ngươi là man hoang đế tổ trăm vạn năm trước. Ha ha, ha ha. Ngươi thật nghĩ người trong thiên hạ là đồ đần. Thái Sơ Đế Quân thật sự tức cười, cũng chỉ có huyết ma đế quân thằng ngốc kia mới xem quái vật này là man hoang đế tổ, không nghĩ tới hắn vậy mà coi mình là đế tổ. Bình thường mà nói. Đế cảnh không sống tới trăm vạn năm, nhưng nếu như cùng sinh mệnh nữ đế vây cùng một chỗ, tuổi thọ có thể kéo dài vô hạn. Sinh mệnh nữ đế, cũng là thời đại hồng hoang các ngươi. Ha ha! Thái Sơ Đế Quân khinh thường, nói láo thật sự há mồm liền ra. Thời kỳ hồng hoang, giữa thiên địa tồn tại 12 tòa cánh cửa pháp tắc, khống chế đại pháp tắc quan trọng nhất thế gian, duy trì thế giới vận chuyển, âm dương nhất định, vạn vật thịnh suy. Cánh cửa sinh mệnh chính là một trong 12 cánh cửa pháp tắc, khống chế sinh mạng thể thế gian, là được sùng là bái cánh cửa pháp tắc nhất lớn, được xưng là vạn vật chi mẫu tổ. Cũng chính là bởi vì trưởng quản, sinh mệnh, đến mức đến hậu kỳ hồng hoang, theo thế giới tùm phát triển, vạn vật quật khởi, sinh cơ bàng bạc như biển, cánh cửa sinh mệnh ngoài ý muốn dựng dục ra, sinh mệnh. Man hoang đế tổ nói đến đây, nhếch miệng lên một vòng độ cong quái dị. Thập nhị thiên môn là thế giới đại pháp tắc diễn biến ra 12 hình thái mơ hồ, để vô hình hóa thành hữu hình, để thế giới chân thực có thể sờ, thuận tiện chúng sinh lĩnh ngộ sự kỳ diệu của đại đạo. Bình thường mà nói, bọn chúng không nên xuất hiện ý thức tự chủ, chỉ có thể tuần hoàn theo pháp tắc trật tự nắm trong tay, kiềm chế lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau tiến hành diễn biến hợp lý mà bình thường. Nhưng, sinh mạng thể ngoài ý muốn xuất hiện, đầu tiên để sinh mệnh đại pháp tắc hệ thống thế giới sinh ra ba động vô cùng. Tiến tới liên lụy đến tất cả pháp tắc sinh mệnh diễn sinh, làm cho cả thế giới ở trong hậu kỳ hồng hoang xuất hiện sinh mệnh đại bạo phát, cùng tuổi thọ kéo dài. Sinh mệnh đại bạo phát, số lượng lớn sinh vật tấn mãnh xuất hiện, tiếp tục bạo tăng.
tuổi thọ kéo dài, tạo thành đỉnh cấp cường giả tiếp tục tích lũy, cùng thực lực cường giả gia tăng. Mà số lượng sinh vật bạo tăng cùng cường giả tiếp tục tích lũy, dụ phát thăng cấp thành chiến tranh thăng cấp, khích lệ chúng sinh khát vọng thực lực, kích thích dã tâm bành trướng. Cứ như vậy, liên tiếp phản ứng dây chuyền, ở trong hậu kỳ hồng hoang ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong tấn mãnh diễn biến đã dẫn phát đại quy mô nhất sau khi khai thiên tích địa, cũng là chiến tranh tàn khốc nhất. Thời gian tiếp tục, dài đến 3.000 năm. Ở trong lúc đó, nàng vừa mới sinh ra, không hiểu chuyện, càng khống chế không được cục diện như vậy, cho nên làm sai một sự kiện. Nàng trợ giúp các cánh cửa pháp tắc khác, ra đời, đã ý thức thức tỉnh, ý đồ liên thủ khống chế, nhưng, vẫn là câu nói kia, pháp tắc chính là pháp tắc, không thể nào có được ý thức, chỉ có thể tuân theo pháp tắc liên hợp diễn biến quy củ, bọn hắn cưỡng ép nhúng tay, chẳng những không có ổn định cục diện, ngược lại để cục diện mất khống chế. Đương nhiên, nàng lúc sau đã làm một ít biện pháp bổ cứu, chỉ là thật đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn thất bại. Sau khi nàng làm bố trí sau cùng, tự phong mình trong thượng thương cổ thành, muốn lợi dụng pháp trận chôn vùi cùng phong ấn nơi đó, triệt để luyện hóa hết mình, dùng cách này chuộc tội cho chúng sinh. Mà ta, chính là năng lượng chi nguyên thích hợp nhất cho chôn vùi pháp trận cùng phong ấn pháp trận, cho nên nàng mang theo ta cùng một chỗ phong ấn. Dựa theo tính toán của nàng, bố trí sau cùng hẳn là có thể để hết thảy đều kết thúc, hệ thống thế giới quay về quỹ đạo. Nhưng, phong ấn mấy năm sau, thượng thương cổ thành đột nhiên trầm luân địa tầng, có đạo âm thanh truyền vào, bại. Bọn hắn nhất định phải phong tồn thượng thương cổ thành. Nàng muốn trở lại thế gian, nhưng không có cơ hội, nàng muốn bên ngoài phóng thích nàng, nhưng bên ngoài hiển nhiên không tin nàng, thậm chí oán hận nàng. Cứ như vậy, nàng theo thượng thương trầm luân dưới mặt đất, cũng mượn nhờ ta cùng những sinh mệnh thể bị trấn áp khác để duy trì hình thái của nàng. Trăm vạn năm trôi qua, nàng bảo vệ hình thái, ta cũng bảo vệ sinh mệnh. Man Hoang Đế Tổ cứ như vậy đột ngột giải thích cho Thái Sơ Đế Quân bí mật năm đó, về phần nguyên do kỹ càng cùng quá trình phức tạp cơ hồ xem như không có nói, thậm chí có bộ phận hoàn toàn nói dối, nhưng tổ chức ra ý tứ đầy đủ để Thái Sơ Đế Quân hiểu rõ thân phận thật sự của hắn. Càng quan trọng hơn là, loại kích thích đột ngột lại mãnh liệt này có thể trong lúc vô tình bắt lấy tinh lực Thái Sơ Đế Quân, tranh thủ cho U Linh Đại Đế chút cơ hội, dù chỉ là hơi ảnh hưởng. Vẻ mặt Thái Sơ Đế Quân dần dần nghiêm túc lên. Đối với lịch sử thời kỳ hồng hoang, hắn cơ hồ không có bất kỳ hiểu rõ, khó mà phân rõ lời nói này là thật hay giả, nhưng không biết vì sao, trong tiềm thức lại có mấy phần tin tưởng. Chỉ huyết mạch mà nói, ta tính ra là tổ tông của ngươi. Man Hoang Đế Tổ đe dọa nhìn Thái Sơ Đế Quân. Nói rõ trước ý đồ đến. Thái Sơ Đế Quân khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Ta vừa giết nhi tử Khương Phàm, Khương Thương. Khương Phàm đang truy sát ta, ta cần nơi này trợ giúp. Khương Thương chết rồi. Tân tấn đế quân mà thôi, ngược lại là hắn trưởng khống thương khung pháp tắc, rất ngoài ý muốn. Hắn hẳn là hài tử giữa Khương Phàm và tinh linh đế quân, có thể tiếp quản thương khung pháp tắc, hơn phân nửa là nguyên nhân hư không đế quân cùng cánh cửa hư không. Thái Sơ Đế Quân cùng Khương Thương giao thủ qua, mặc dù là tân tấn đế quân, nhưng nhanh nhẹn dũng mãnh vũ dũng, hung hãn không sợ chết, tự nhiên pháp tắc phối hợp thương khung pháp tắc, đơn giản chính là thiên địa, pháp tắc, lại bị giết chết. Gia hỏa này thật sự là Man Hoang Đế Tổ sao? Mặc kệ nguyên nhân gì, tóm lại đã chết, mở cửa thành, để cho ta đi vào. Rất xin lỗi, ta đã quyết định rời khỏi chiến tranh thương huyền. Chương 3130 bắt đầu lộ răng nanh. Ngươi phải chờ sau khi vụ tai nạn kia kết thúc lại trở lại thương huyền. Ngươi suy nghĩ nhiều, mặc kệ ngươi giấu ở đâu, bọn hắn đều có thể tìm tới ngươi. Năm đó hư không đế quân có thể đào thoát, hoàn toàn là nhờ cánh cửa hư không, nếu không sớm đã bị xé sống. Bọn hắn, bọn họ là ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi bây giờ đứng trước hai lựa chọn, hoặc là bây giờ khai chiến cùng Khương Phàm, hoặc an vị chờ bị đám cuồng đồ kia từ trong bóng tối đẩy ra ngoài, biến thành đồ ăn. Ngươi muốn khai chiến cùng Khương Phàm, chỉ bằng chính ngươi. Không phải ta, là chúng ta. Khương Thương đã chết, Khương Phàm chỉ còn tinh linh đế quân. Khương Phàm tuy mạnh, nhưng tương xứng với ta. Tinh linh đế quân, nàng có mấy phần sức chiến đấu. Về phần Hắc Ma đế quân cùng Long đế, bây giờ chỉ là bị Khương Phàm bức bách hợp tác, nếu có cơ hội, bọn hắn tất nhiên phản loạn. Huống chi, Bạch Hổ đế quân đang giãy giụa trong thâm không, đợi thời khắc hắn trở về. Chính là thời điểm chúng ta phản kích. Thái Sơ Đế Quân cùng Man Hoang Đế Tổ rằng co hồi lâu, rõ ràng còn rất cảnh giác, vẫn rất kháng cự,
vậy mà trong bất chi bất giác giơ tay lên, ra hiệu cửa thành trấn thủ, rộng mở cửa thành. Trận nguy cơ thiên khải 3 vạn năm trước, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ta bây giờ cần khôi phục, điều động tất cả tài nguyên đế thành các ngươi để cho ta mau chóng khôi phục. Man Hoang đế tổ rốt cuộc cũng bước vào Thái Sơ đế thành, đôi mắt có chút ngưng tụ, lóe lên ý lạnh tà ác. Thương thế ngươi nặng bao nhiêu? Thái Sơ đế quân khẽ nhíu mày, đột nhiên muốn đóng cửa thành, nhưng đã không kịp, ý thức lần nữa hoảng hốt, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Ta muốn tài nguyên quý giá nhất bên trong đế thành các ngươi. Có cái gì cho ta cái đó? Ta không chỉ có muốn khôi phục, ta còn muốn mạnh lên. Nếu muốn hợp tác, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra đầy đủ thành ý, muốn chân chính tuyệt sát Khương Phàm, ngươi càng phải để cho ta trở nên càng mạnh. Đế quân các ngươi trước đó bại thật thê thảm, nguyên nhân là giữa các ngươi không tín nhiệm lẫn nhau, từng người tự chiến. Muốn nghịch chuyển càn khôn, chân chính thắng một lần, ngươi tốt nhất nghiêm túc cho ta. Man Hoang đế tổ ngẩng đầu mà bước đi vào đế thành, hít thật sâu một hơi. Có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tòa đế thành này sinh cơ mênh mông cùng năng lượng giống như uông dương. Thái Sơ đế quân sâu hít một ngụm khí lạnh, trong ý thức hiện lên suy nghĩ, muốn phản kích Khương Phàm, thật đúng là cần đế tổ điên cuồng xông pha chiến đấu. Cái này gọi là lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Nghĩ tới đây, hắn buông lỏng cảnh giác. Chúng ta trước khi rời khỏi siêu tập tài nguyên tất cả cường tộc đại lục, đầy đủ chúng ta duy trì 100 năm. Nếu không cần ở chỗ này ở lâu, có thể giao cho ngươi sử dụng. Không chỉ là tài nguyên đại lục, ta muốn dự trữ đế tộc ngươi. Ta lặp lại lần nữa, đều đến loại thời điểm này, đừng lại bảo lưu lại. Man Hoang đế tổ chấn động hai cánh, biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở bên trong Thái Sơ đại điện hùng vĩ nhất đế thành. Khi Khương Phàm phát giác được là lạ, bắt đầu di chuyển Hắc Ma đế tộc, thời điểm tiếp sinh mệnh nữ đế, Man Hoang đế tổ đã đi vào Thái Sơ đế thành, bắt đầu bế quan tu luyện. Thái Sơ đế quân mới đầu không phải rất tình nguyện, nhưng có một số việc bắt đầu liền không kết thúc được. Theo Man Hoang đế tổ nhanh chóng khôi phục, hắn đã đến trình độ không thể không cung cấp. Đều đã bỏ ra nhiều như vậy, nếu như đột nhiên từ chối, Man Hoang đế tổ khẳng định trở mặt, không chỉ có cố gắng uổng phí, còn có thể uy hiếp đến an toàn của đế thành. Cho nên, trong lúc Thái Sơ đế quân đang không ngừng kháng cự cùng thỏa hiệp, điều động tất cả tài nguyên, trợ giúp Man Hoang đế tổ trở lại đỉnh phong. Thật sự phải cảm ơn ngươi. Man Hoang đế tổ mở ra hai tay, cảm nhận được sinh cơ bành trướng phun trào bên trong thiên ma chiến khu. Không hổ là đế thành, vậy mà thật sự làm cho hắn trở lại đỉnh phong. Chúng ta lúc nào về Thương Huyền? Thái Sơ đế quân cố nén uất ức cuồn cuộn trong lồng ngực. Ngắn ngủi 20 ngày mà thôi, cơ hồ móc rỗng tài nguyên đế thành tích lũy 30.000 năm, tim của hắn thật sự đang rỉ máu. Không cần nôn nóng. Man Hoang đế tổ hưởng thụ lấy cảm giác trở lại đỉnh phong. Trận chiến Thương Huyền kia, thật sự làm hắn bị thương mệnh mạch, cảm giác suy yếu mãnh liệt để hắn như về tới trong lúc trấn áp thượng thương, ác mộng giống như cảm giác để hắn nôn nóng, tức giận, sợ hãi. Rốt cuộc cũng, khôi phục. Triệt triệt để khôi phục. Lực lượng có thể nhất làm cho người an tâm. Người muốn đến vũ trụ thâm không lùng bắt Bạch Hổ đế quân sao? Hư vô pháp tắc thích hợp nhất hoạt động ở thâm không? Đã ngươi khôi phục, nên hành động. Thái Sơ đế quân rất chờ mong Bạch Hổ đế quân có thể trở về. Trừ thực lực Bạch Hổ đế quân hung tàn cường hãn, còn có chính. So với Man Hoang đế tổ, hắn càng muốn hợp tác cùng Bạch Hổ đế quân. Bạch Hổ đế quân mặc dù tàn nhẫn bạo ngược, nhưng chủ yếu là hung, mà Man Hoang đế tổ mang đến cho hắn một cảm giác càng giống như tà. Bạch Hổ đế quân, khó tìm. Man Hoang đế tổ nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ngươi nói ngươi giết Khương Thương, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như khăng khăng lùng bắt, lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này, đến lúc đó. Thái Sơ đế quân còn chưa nói xong, Man Hoang đế tổ đột nhiên quay người, đáy mắt lấp lóe ý lạnh. Ngươi sợ, tòa đế thành này bị các ngươi kinh doanh 30.000 năm, chôn vùi pháp trận giao hòa chiều sâu cùng yên diệt pháp tắc thế giới, hai chúng ta liên thủ thôi động, tại sao phải sợ Khương Phàm hắn giết tới? Giao thủ cùng Khương Phàm, nhất định phải nắm chắc quyền chủ động. Bị động phòng ngự, khẳng định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thái Sơ đế quân nghiêm túc nhắc nhở. Ha ha, ngươi thật đúng là sợ. Khó trách các ngươi sẽ thua. Man Hoang đế tổ không khách khí mỉa mai. Chương 3131 U Linh 1. Ngươi nên xuất phát, đến thâm không tìm kiếm Bạch Hổ đế quân, mau chóng chỉ dẫn hắn trở về. Thanh âm Thái Sơ đế quân đột nhiên nhấc lên.
cao giọng thét ra lệnh. Trước đó chuẩn bị ẩn núp đến nguy cơ kết thúc, mang nửa đế thành quay về thế giới, bây giờ nếu chuẩn bị phản kích thì phải nắm quyền chủ động, càng phải mau chóng hành động. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Ví dụ như, Khương Phàm có khả năng liên hệ sâu sắc với Hắc Ma Đế quân cùng Long Đế, sâu sắc đến muốn xúi dục đều bất động. Ví dụ như, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, đều đã hư hóa đến 8 phần trở lên, sau khi đạt được tài nguyên rộng lượng lúc nào cũng có thể đột phá hàng rào, cường thế lên trời. Hắn đã chịu đủ, ngoài ý muốn, nếu muốn xuất kích liền muốn dùng thủ đoạn lôi đình. Man Hoàng Đế Tổ không có trả lời, ngược lại đi đến trước điện, nhìn Đế Thành kiềm chế. Tộc nhân của ta, đều chết tại Huyết Ma Đế Thành. Chết hết, Man Hoàng chiến tộc ngươi không có 100.000, cũng có 80.000, chết hết. Khả năng có còn sống, nhưng lại có ý nghĩa gì? Có ý gì? Thái Sơ Đế Quân không hiểu rõ quái vật tà ác này đang suy nghĩ gì. Ta rất thất vọng về bọn hắn, thật rất thất vọng. Thời đại Hồng Hoang, ta đã phát hiện vấn đề, nhưng không có đột xuất giống như bây giờ. Khuôn mặt Man Hoang Đế Tổ dữ tợn tản ra vẻ tà ác, hiện ra thất vọng nồng đậm. Giờ khắc này thể hiện, hẳn là bộc lộ tình cảm chân chính. Thái Sơ Đế Quân nhíu mày nhìn, không biết hắn nói cái gì, cũng không biết mục đích của hắn, chỉ có thể an tĩnh lắng nghe. Ta sinh ra, hoàn mỹ dung hợp đế mạch nhân tộc cùng ma tộc, có thiên ma chiến khu cường hãn, có yên diệt cùng hư vô hai đạo pháp tắc. Tại thời điểm ta kéo dài truyền thừa, đầu tiên nếm thử chính là nhân tộc. Không chỉ là linh văn nhân tộc có khả năng dị biến vô hạn, càng quan trọng hơn là nhân tộc khôn khéo và có trí tuệ. Nhưng thật đáng tiếc, lúc chôn vùi tộc nhân từ đầu đến cuối không có cho ta sinh ra ra hậu đại, kết hợp cùng thiên ma tộc lại tấp nập thành công, cũng chính là ra đời Man Hoang chiến tộc bây giờ. Man Hoang chiến tộc tăng cường càng nhiều hơn nhanh nhẹn dũng mãnh vũ dũng, cùng lực lượng hư vô của thiên ma tộc, nhưng cũng làm cho truyền thừa cơ bản định hình, không có dị biến cùng hy vọng thăng hoa, càng không có trí tuệ ta mong đợi. Ánh mắt Man Hoang Đế Tổ tuần sát đế thành, dần dần trở nên tham lam cùng tà ác. Ta nếu có thể lại bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên muốn Man Hoang chiến tộc có khởi đầu hoàn toàn mới. Từ hôm nay trở đi, chuẩn bị cho ta 300 nữ tử vừa độ tuổi tư chất thượng giai, ta muốn tái tạo Man Hoang chiến tộc. Hoang đường. Thái Sơ Đế Quân không thể nhịn được nữa, đến lúc nào rồi, vậy mà muốn sinh sôi hậu đại. Đây là cái tư tưởng hoang đường buồn cười gì? Hay là nói, các tộc thời kỳ Hồng Hoang đều đang điên cuồng sinh sôi, mở rộng tộc đàn, tăng lên lực ảnh hưởng, đến mức Man Hoang Đế Tổ tới từ thời kỳ đó rất đặt nặng vấn đề sinh sôi. Trước từ tộc nhân trực hệ của ngươi bắt đầu đi. Man Hoang Đế Tổ bây giờ sinh cơ bàng bạc, chính là thời cơ tốt để sinh đẻ. Bây giờ nguy hiểm là Khương Phàm. Vấn đề chúng ta đầu tiên gặp phải là như thế nào trở lại Thương Huyền, như thế nào giành được thắng lợi. Ngươi cũng chưa hẳn có thể còn sống sót, còn muốn chiến tộc hoàn toàn mới cái gì? Ngươi quên lời ta ban đầu nói cho ngươi à? Ta là tổ tông trên danh nghĩa của ngươi. Ngươi dám can đảm mạo phạm, nghiêm trị không tha. Man Hoang Đế Tổ đột nhiên lộ ra răng nanh, hung tợn tiếp cận Thái Sơ Đế Quân. Ngươi là man tộc, ta là nhân tộc. Ngươi là chi nhánh, ta là trực hệ. Ngươi chỉ là lớn tuổi mà thôi, không tính là tổ tông của ta. Man Hoang Đế Tổ, ta cảnh cáo ngươi. Nơi này là đế thành của ta, không cần cho thể diện mà không cần. Ngươi xưng đế 30.000 năm, có thể từng lĩnh hội chiều sâu yên diệt pháp tắc. Ngươi chỉ sợ là toàn bộ dùng trong lục đục với nhau. Nếu như ngươi đối kháng ta, chính là trận tranh đoạt chiến của yên diệt pháp tắc, ngươi tự nhận, ai có thể chân chính khống chế yên diệt pháp tắc. Nếu như không có yên diệt pháp tắc, ngươi còn có tư cách gì khiêu chiến ta? Ta nói ta là tổ tông ngươi, ngươi phải nhận cho ta. Không nhận, hôm nay ta có thể làm thịt ngươi. Man Hoang Đế Tổ rốt cuộc cũng lộ ra mục đích tà ác của mình. Hắn không phải tới tìm cầu hợp tác, mà tới tiếp quản Thái Sơ Đế Thành, hắn càng phải để Thái Sơ Đế Quân thần phục hắn. Thái Sơ Đế Quân tức giận không kiềm chế được, toàn thân cuồn cuộn đế uy, hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đen, đó là yên diệt pháp tắc lan tràn, càng sinh ra cộng minh mãnh liệt với yên diệt pháp tắc toàn bộ đế thành cùng thế giới mênh mông. Man Hoang Đế Tổ toàn bộ triển khai thực lực, một tay chỉ thiên, cường thế tranh đoạt quyền khống chế yên diệt pháp tắc. Từng luồng hắc ám chiều dâng bắn ra từ trong đại điện, từng mảnh mưa lôi đình, ảo đen từ đại điện sôi trào, cả tòa đế thành trong lúc bất chợt lâm vào trong áp bách đế uy tràn ngập đất trời, gần ngàn vạn con dân thấp thỏm lo âu, thậm chí nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhưng,
đối kháng xuất hiện đột nhiên lại mãnh liệt, kết thúc đột nhiên lại triệt để. Thái Sơ đế quân chỉ đơn giản đọ sức cùng Man Hoang đế tổ, liền rõ ràng đã đoán được chênh lệch. Nếu quả thật muốn liều chết phấn đấu, không chỉ có Yên Diệt pháp tắc toàn diện có khuynh hướng Man Hoang đế tổ, ngay cả chính hắn đều có thể nhận Yên Diệt pháp tắc phản chế. Thái Sơ đế quân cho đến giờ phút này mới biết được mình dẫn sói vào nhà. Đường đường đế quân lúc này vậy mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ trước mặt con ác lang này. Thần phục, hay tử vong? Man Hoang đế tổ đe dọa nhìn Thái Sơ đế quân. Thái Sơ đế quân gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn tự xưng là thông minh cẩn thận, vậy mà dẫn sói vào nhà. Hảo hảo ở nơi này đợi tốt bao nhiêu, tại sao muốn rộng mở cửa thành? Chẳng lẽ ở sâu trong nội tâm, vẫn rất không cam tâm trốn tránh, còn muốn về báo thù sao? Chương 3132 U Linh 2. Ta có hai điều kiện. Thái Sơ đế quân gian nan mở miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, thật giống như sâu trong ý thức có âm thanh đang dẫn dắt hắn. Trả lời trước ta, bàn lại điều kiện. Man Hoang đế tổ hừ lạnh, ngạo nghễ ngẩng đầu, quan sát Thái Sơ đế quân. Ngươi trước thỏa mãn điều kiện của ta, ta đáp lại ngươi. Ngươi cũng đã bàn điều kiện, trong lòng khẳng định thần phục. Tốt, ngươi thần phục. Ta là chủ nhân tòa thành này. Điều kiện của ta là... Điều kiện, ngươi còn dám cùng chủ nhân bàn điều kiện. Man Hoang đế tổ, đừng khinh người quá đáng. Ta đường đường là đế quân, há có thể làm nô bộc ngươi, ta nhiều nhất có thể hợp tác với ngươi, nhiều nhất. Man Hoang đế tổ không có để ý tới, cất bước đi lên bậc thang chỗ cao. Tuyển 300 nữ tử cho ta. Thái Sơ đế quân nghiến răng nghiến lợi nói. Đến lúc nào rồi? Ngươi không sợ Khương Phàm đi tìm đến. Man Hoang đế tổ nói. Hắn hẳn là giấu ở hải vực, nhìn chằm chằm Hắc Ma đế tộc. Hừ hừ, thật sự coi ta là đồ đần. Hắn sớm muộn cũng sẽ kịp phản ứng. Kịp phản ứng thì như thế nào? Người ta cùng nhau duy trì Yên Diệt pháp tắc, tương đương với triệt để biến mất khỏi thế giới này, sao hắn tìm được? Nếu như tìm tới, thật sự là nhát gan sợ phiền phức, 30.000 năm an nhàn. Trừ phát sinh cuồng ngạo cùng không ai bì nổi, các ngươi còn có cái gì? Hắn tìm tới thì như thế nào, đánh thôi. Lấy uy lực ngươi ta liên thủ khống chế Yên Diệt pháp tắc, phối hợp đế thành phòng ngự, đủ để mài chết hắn. Nếu như, hắn mang theo tinh linh đế quân, Hắc Ma đế tộc cùng Long đế. Ngươi lấy ở đâu nhiều nếu như vậy, tìm 300 nữ tử cho ta. Nơi này là đế thành cao quý, không phải trại chăn nuôi của ngươi. Thái Sơ đế quân không thể nhịn được nữa, cường thế bạo khởi, dứt khoát lao thẳng đến Man Hoang đế tổ. Mãnh liệt tức giận cuối cùng vẫn vượt lên lực lượng thần bí sâu trong ý thức. À, vậy mà có thể chống đỡ được U Linh áp chế. Gia hỏa này có chút súng khí. Man Hoang đế tổ trong lúc cười lạnh biến mất tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện ở sau lưng Thái Sơ đế quân, bạo phất trọng quyền đánh về phía đầu Thái Sơ đế quân. Toàn thân Thái Sơ đế quân chôn vùi tàn phá bừa bãi, như lôi đình nổ tung. Nhưng Man Hoang đế tổ dẫn bạo chôn vùi, hóa thành lỗ đen dẫn động hư vô, cường thế nghênh kích đồng thời thiên ma chiến khu mang theo mấy triệu tấn nặng lực đánh Thái Sơ đế quân về phía mặt đất. Thái Sơ đại điện lắc lư kịch liệt, máu tươi muốn sụp đổ từ bên trong. A! À, Thái Sơ đế quân gầm thét, điên cuồng phản kích, cùng Man Hoang đế tổ giết tới cùng một chỗ. Hai tôn đại đế chém giết kịch liệt, làm cho Yên Diệt pháp tắc bạo động gấp hai, sinh ra đả kích cường liệt đối với hệ thống thế giới. Lúc này Khương Phàm đang mang theo Hắc Ma đế quân rời khỏi sinh mệnh thần điện, rất nhanh đã nhận ra xúc động vi diệu. Đối với Khương Phàm mà nói, loại này xúc động còn không phải rất rõ ràng, nhưng Hắc Ma đế quân cùng Thái Sơ đế quân, tư thủ, 30.000 năm, đối với Yên Diệt pháp tắc ba động không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng, bọn hắn vừa muốn nếm thử khóa chặt vị trí, cỗ ba động kia vẻn vẹn kéo dài mười mấy phút liền biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Phóng thích tín hiệu cho chúng ta sao? Hắc Ma đế quân lặp đi lặp lại dò xét, kết quả thật không có. Man Hoang đế tổ tiến công Thái Sơ đế thành. Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm trọng, Man Hoang đế tổ quả nhiên đến đó, nhưng vì sao ngắn ngủi mười mấy phút liền kết thúc? Man Hoang đế tổ hẳn là còn không có khôi phục mới đúng, sao có thể tùy tiện bắt lấy đế thành? Hắc hắc, tìm được, rốt cuộc tìm được. Gương mặt Khương Thương lộ vẻ dữ tợn, thân thể mệt mỏi nổi lên sóng nhiệt sao động. Mặc dù chỉ khôi phục ba phần, nhưng hắn bức thiết hy vọng lại cùng Man Hoang đế tổ đánh một trận. Đây là lần đầu tiên chấp nhất cùng chờ mong tại một sự kiện từ khi hắn rời khỏi tinh linh đế thành đến nay, lần đầu tiên nếm thử đến tư vị, đối thủ.
có thể xác định đại vị trí khái sao? Hắc Ma Đế Quân hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Đến trong hư không thử một chút. Đông Hoàng Như Ảnh không dám hứa chắc. Thái Sơ Đế Thành. Màn Hoàng Đế Tổ cuồng chiến hơn 10 phút, trấn trụ Thái Sơ Đế Quân. Thái Sơ Đế Quân không có thất bại, mà không dám đánh, trong ý thức luôn luôn suy nghĩ lung tung, đế cấp chiến trường, nếu như hủy diệt đế thành làm sao bây giờ? Đế cảnh chém giết, nếu như kinh động đến Khương Phàm làm sao bây giờ? Pháp tắc của hắn nhận kiềm chế, chắc chắn sẽ thua, đến lúc đó kết quả mình thê thảm, toàn bộ đế thành càng không có chỗ hoàn thủ. Cho nên, còn không bằng thỏa hiệp. Cứ như vậy, sau khi cuồng dã chém giết mười mấy phút, Thái Sơ Đế Quân cố nén tức giận, lựa chọn ngưng chiến. Màn Hoàng Đế Tổ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, quan sát Thái Sơ Đế Quân. Dựa theo ta nói làm, 300 nữ tử. Thái Sơ Đế Quân giận dữ mắng mỏ. Người 30 mét, tộc nhân của ta chỉ hơn 1 mét. Màn Hoàng Đế Tổ cười lạnh. Ta đường đường là đế quân, còn không thể ngưng tụ hình thể. Tìm cho ta. Thái Sơ Đế Quân gầm thét. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải muốn tạo Man Hoang chiến tộc mới đó hứ? Man Hoang Đế Tổ đe dọa nhìn Thái Sơ Đế Quân, điềm nhiên nói. Làm theo lời ta bảo. Thái Sơ Đế Quân thở hồng hộc hổn hển, nói. Trước khi rời khỏi đại lục, ta tuyển chọn đám truyền nhân ưu tú nhất bên trong tộc ta, toàn bộ phân tán ra. Đại bộ phận nữ tử vừa độ tuổi, sau khi thụ thai phân tán đến các nơi trên thế giới, kéo dài huyết mạch đế tộc ta. Bộ phận nữ tử vừa độ tuổi khác bồi tiếp thanh niên thiên tài khác chìm vào cấm khu trong đất, chờ đợi tương lai tái xuất. Bây giờ bên trong đế thành, không có bao nhiêu nữ tử vừa độ tuổi. Cũng không có bất kỳ huyết mạch truyền nhân ưu tú nào. Ta khuyên ngươi đừng lại làm chuyện tốn công vô ích. Màn Hoàng Đế Tổ khẽ nhíu mày, đều phân tán đi ra. Gia hỏa này nghĩ đủ sâu, vậy mà làm đủ chuẩn bị. Thái Sơ Đế Quân nói. Làm chút chính sự đi. Đừng để ta xem thường ngươi, đừng để ta buồn nôn ngươi. Màn Hoàng Đế Tổ trầm mặc một lát, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra đường cong tà ác. Ta nói một lần chót, tìm cho ta 300 nữ tử. Nếu không, chính ta tự mình bắt, đến lúc đó bắt nhiều, vồ chết, bắt được người không nên bắt, đừng oán ta. Chương 3133 bị ảnh hưởng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì, đừng nghĩ ta là đồ đần. Thái Sơ Đế Quân gầm thét. Nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này khẳng định có mục đích khác. Ở đâu ra nói nhảm, ngươi không tìm, chính ta động thủ. Màn Hoàng Đế Tổ khi nói chuyện muốn biến mất. Chậm đã. Thái Sơ Đế Quân cố nén khuất nhục, dùng sức nắm chặt nắm đấm, lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Thời điểm 10 vị nữ tử đầu kỳ được chọn lựa đi đến trong điện, ai nấy đều khẩn trương, thân thể mềm mại run rẩy. Bên trong cung điện này vừa mới bạo phát cấp chiến đấu đế quân. Để toàn thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Dưới loại tình huống này, trưởng lão vậy mà phụng mệnh tìm kiếm nữ tử trong vòng 30 tuổi. Không giữ thân thế, không nhìn thân phận, không nhìn cảnh giới, chỉ nhìn tuổi tác. Cái này khiến các nàng sinh ra dự cảm không tốt. Đế quân, 10 vị nữ tử khẩn trương quỳ rạp xuống trong điện. Đây là đại điện trung ương đế tộc, nơi này là cấm khu đế quân bế quan, nơi này là nơi đế tộc thương thảo chuyện quan trọng vụ nghị hội. Các nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể lại tới đây, nhưng giờ khắc này, các nàng không có bất kỳ kiêu ngạo cùng hưng phấn gì, chỉ có khủng hoảng vô tận. Thái Sơ Đế Quân vô hạn khuất nhục, bờ môi nhúc nhích hồi lâu, mới khó nhọc nói. Lời ta nói sau đây chính là mệnh lệnh, nhất định phải kiên quyết chấp hành, không cho phép bất kỳ kháng cự gì. Vâng, 10 vị nữ tử sợ hãi lĩnh mệnh, không dám ngỗ nghịch, nhưng âm thanh đều rất thấp, toàn thân căng cứng vểnh tai. Hắn là Man Hoang Đế Tổ, chí tôn chiến tổ thời đại Hồng Hoang, nhiệm vụ của các ngươi chính là. Chính là. Thái Sơ Đế Quân trần chờ liên tục, trầm giọng nói. Phối hợp hắn, bồi dưỡng Man Hoang chiến tộc mới. A, 10 vị nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn đế quân. Lời này có ý gì? Làm sao phối hợp, cho hắn, sinh con sao? Các nàng có thể bị khẩn cấp tuyển định trong thời gian ngắn, tự nhiên đều ở trong cung điện đế tộc. Có chi thứ cũng có trực hệ. Trước khi rời khỏi đế thành, các nàng thậm chí dùng hết thủ đoạn, nắm lấy hết liên quan, miễn cưỡng bảo trụ mình ở lại đế thành, không đến mức lang thang ở bên ngoài, kết quả bây giờ. Đây là nhóm đầu tiên, phía sau sẽ lần lượt tuyển ra thêm. Thái Sơ Đế Quân chịu đựng khuất nhục rời khỏi đại điện. Đế quân! Các nàng vừa muốn la lên đã bị Thái Sơ Đế Quân đột nhiên quay lại dùng ánh mắt bức tại chỗ.
thân thể mềm mại 10 vị nữ tử run rẩy, quả thực ngồi quỳ tại chỗ. Bành! Cửa điện khép kín, lưu lại 10 vị nữ tử run lẩy bẩy. Các nàng run rẩy quay đầu, ánh mắt thuận theo bậc thang chậm rãi đi lên. Khi thấy tôn quái vật huyết sắc hùng tráng uy mãnh, cao tới hơn 300, cùng nhau thét lên, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, có chút trực tiếp ngất đi. Vẻ mặt Man Hoang Đế Tổ lạnh lùng, trước đó thật muốn chuẩn bị lưu lại chút huyết mạch, không nghĩ tới toàn bộ nhân tuyển tốt đều bị đưa đi. Trăm vạn năm trước đều không thể thành công, bây giờ những vớ va vớ vẩn này có thể thành công sao? Không quan trọng. Thử một chút thôi, có thể thành công thì tốt nhất, không thành công, cũng được. Dù sao mục đích thực sự của hắn chính là nhục nhã Thái Sơ Đế Quân, kích thích Thái Sơ Đế Quân, để Thái Sơ Đế Quân bực bội, tức giận, lo nghĩ, oán hận. Chế tạo cơ hội cho U Linh, lặng yên không một tiếng động khống chế hắn. Thái Sơ Đế Quân đứng ở ngoài điện, thật lâu khó mà bình tĩnh. Xưng đế đến nay 30.000 năm, thống ngự đại lục, quan sát chúng sinh, hắn tôn quý như là chúa tể tuyệt đối giữa thiên địa, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình của hắn ba động, cho dù đế quân khác, đều không thể không bội phục trí tuệ cùng đảm phách của hắn, nhưng bây giờ, hắn tức giận, bực bội, càng uất ức, thậm chí còn muốn hỏng bét hơn so với trước đó đại bại tại Thiên Khải. Lúc ấy sao hắn lại trời đất xui khiến mở cửa ra? Sao hắn lại không hiểu sao đưa hết tài nguyên giao cho đối phương? Sao hắn lại tiếp thỏa hiệp? Hắn đều đã cùng Man Hoang Đế Tổ đánh nhau, làm sao lại không hiểu thấu thỏa hiệp? Thái Sơ Đế Quân hoảng hốt cảm giác mình đều không phải là mình. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây mới thật sự là mình? Hắn chẳng phải không vũ dũng cùng cường đại như tưởng tượng. Thái Sơ Đế Quân có chút ngẩng đầu, vẻ mặt hốt hoảng, lúc trước chọn rời khỏi đại lục đã hạ quyết tâm rất lớn, cũng muốn đợi sau khi hết thảy đều kết thúc, lại trở về thế giới, nhưng... Đột nhiên, hắn thậm chí đều không có làm sao kịp phản ứng, vận mệnh mình cùng đế thành vậy mà giữ trong tay Man Hoang Đế Tổ, một tên điên cực đoan. Thái Sơ Đế Quân mê mang, thật chẳng lẽ chính là an nhàn quá lâu, cái gọi là nhuệ khí, vũ dũng, đảm phách các loại đều tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ muốn làm sao? Tùy ý Man Hoang Đế Tổ trà đạp tộc nhân của hắn. Tùy ý Man Hoang Đế Tổ khống chế hắn cùng vận mệnh đế thành. Nhưng, có thể làm sao đây? Thái Sơ Đế Quân tức giận bực bội một lúc, sau đó có loại mỏi mệt trước nay chưa từng có, hắn hoảng hốt lắc đầu, rời khỏi đại điện, đi đến thiên điện gần đó, nằm xuống ngủ. Trước khi ngủ mê, hắn lộ ra nụ cười mấy phần đắng chát. Đường đường là đế quân, vậy mà cũng giống như hài tử, gặp được chuyện phiền lòng thì muốn đi ngủ cùng trốn tránh. Ai? Thái Sơ Đế Quân nằm ở trên giường, ý thức càng ngày càng nặng, ý chí càng ngày càng yếu, tinh thần càng ngày càng buông lỏng, cuối cùng từ từ ngủ. Một sợi ánh sáng nhạt lấp lóe tại phần gáy Thái Sơ Đế Quân. Đó là U Linh Đại Đế. Hắn tự mình xâm nhập ý thức Thái Sơ Đế Quân. Lần lượt quấy nhiễu phán đoán của hắn, lần lượt ảnh hưởng ý chí của hắn, lần lượt kích thích hắn thỏa hiệp. Thời khắc này ngủ say chính là hắn cố tình làm. Thời khắc này ngủ say, cũng là cơ hội hắn chờ đợi. U Linh Đại Đế không phải muốn chân chính khống chế Thái Sơ Đế Quân. Đây dù sao cũng là vị đế quân, trực tiếp khống chế hoàn toàn không thực tế, nhưng chỉ cần có thể lưu lại ấn ký thì có thể kéo dài ảnh hưởng, phát huy ra tác dụng tại thời khắc tất yếu. Thái Sơ Đế Quân ngủ một giấc này trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, sau khi tỉnh lại toàn thân suy yếu không nói ra được. Loại tình huống không bình thường này để hắn vô cùng cảnh giác, nhưng bất luận như thế nào kiểm tra điều tra không được vấn đề ở chỗ nào. Cũng không thể bị hạ độc. Dạng gì độc có thể độc đến đế quân? Hoang đường. Chương 3134 Bổ Thiên. Đưa đi bao nhiêu người rồi? Thái Sơ Đế Quân rời khỏi tẩm cung, hỏi trưởng lão chờ đợi bên ngoài. 10 giờ trước vừa đưa vào một nhóm, tổng số vừa vặn đến 50 vị. Trưởng lão không dám nhiều lời, nhưng thể hiện vô cùng phức tạp. Nữ tử đế tộc cao quý của bọn hắn lại bị đưa đến bên trong Thái Sơ Đại Điện trí cao vô thượng của bọn hắn, bị quái vật không biết nơi nào xuất hiện trà đạp. Không chỉ là hắn nén giận, toàn tộc đều nén giận. Cái này mẫu thân nó kêu là chuyện gì? Không nên gấp gáp, từ từ an bài. Đế quân, nhất định phải từ ngũ phẩm linh văn trở lên sao? An bài thế này làm sao chấp hành? Đế quân, vãn bối cả gan hỏi một câu, chúng ta đây là muốn làm gì? Toàn thân trưởng lão căng cứng, hỏi xong cúi đầu thật sâu. Không nên hỏi nhiều, trấn an được cảm xúc trong tộc. Nói cho nữ hài nhi bị tuyển định, các nàng gánh vác sứ mệnh lịch sử đặc thù.
Nếu như ai có thể kéo dài huyết mạch cho hắn, người đó là mẫu thân man hoang chiến tộc hoàn toàn mới. Thái Sơ Đế Quân nói xong giơ tay lên một cái, ra hiệu đừng lại hỏi nhiều. Trưởng lão cúi đầu thở dài, nghe thật vĩ đại, nhưng ai nguyện ý hầu hạ quái vật như thế, ai lại nguyện ý làm mẫu thân quái vật. Thái Sơ Đế Quân đi đến vực sâu chôn vùi phía dưới chủ điện, khống chế pháp trận đế thành, ẩn nấp vết tích đế thành, dò xét năng lượng hệ thống pháp tắc thế giới khác. Hắn không biết man hoang đế tổ thế nào giết Khương Thương, nhưng Khương Phàm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy tháng phía trước khẳng định điên cuồng tìm kiếm thâm không. Nếu như bị lục soát, tránh không được một trận ác chiến. Nếu như vượt qua mấy tháng đầu, Khương Phàm hẳn sẽ chủ động từ bỏ, nơi này cũng tạm thời an toàn. Đông Hoàng Như Ảnh nắm trong tay cánh cửa hư không, tìm tòi tỉ mỉ bên trong bóng tối vô tận. Đối mặt với năng lực cực hạn ẩn tàng của Yên Diệt pháp tắc, bọn hắn tìm kiếm cơ hồ giống như mò kim đáy biển. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 30 ngày, 50 ngày. Bọn hắn cẩn thận quét sạch hơn 2 tháng, tất cả chiến ý cùng kích tình trước đó đều tiêu hao hầu như không còn, Khương Thương đều không chịu nổi, dứt khoát ngồi xếp bằng trong cánh cửa hư không bế quan, lĩnh hội thương khung pháp tắc. Hắc Ma Đế Quân bắt đầu bỏ cuộc nửa đường, không nguyện ý ở trong bóng tối vô tận này chẳng có mục đích tìm kiếm. Nhưng Khương Phàm hạ quyết tâm, nhất định phải móc ra man hoang đế tổ, triệt triệt để giải quyết. Yên Diệt pháp tắc của Thái Sơ Đế Quân chẳng lẽ không có nhược điểm? Khương Phàm hỏi Hắc Ma Đế Quân. Khẳng định có. Hắc Ma Đế Quân thuận miệng nói. Có nhược điểm, người không nói, là không nhớ ra được. Khương Phàm khẽ giật mình. Ta cho ngươi biết. Hắc Ma Đế Quân buồn bực ngán ngẩm. Ta mẫu thân nó xưng đế nửa năm, đều không có cùng hắn trực tiếp giao thủ qua, người nhìn giống như là biết. Khương Phàm đã không có tinh lực tức giận tên béo da đen này. Hắc Ma Đế Quân nào chỉ là dùng đầu óc đổi thực lực, quả thực là có thể đổi toàn đổi, từ thời điểm luân hồi bắt đầu điên cuồng gia tăng, thực lực cái khác toàn mặc kệ. Ngao ngao rắm, người tìm không thấy quái vật, lại trách ta. Nói. Nói cái gì? Nhược điểm, nhược điểm, nhược điểm Thái Sơ Đế Quân. Tự cho là thông minh, không coi ai ra gì. Người mẫu thân nó có phải ngốc hay không? Ta nói chính là nhược điểm Yên Diệt pháp tắc, không phải tính cách. Người vừa mới hỏi là Thái Sơ Đế Quân. Ta bắt đầu hỏi là Yên Diệt pháp tắc. Nhưng người vừa mới hỏi là Thái Sơ Đế Quân. Nói Thái Sơ Đế Quân đương nhiên là nói Yên Diệt pháp tắc, người không thể hiểu hết hàm nghĩa hay sao? Tiểu tử, người giống ai đấy? Ta sợ ngươi sao? Ta một thương đâm chết ngươi, nói. Khương Phàm tức giận vung vẩy liệp thần thương. Nàng trước kia là của ta. Sắc mặt Hắc Ma Đế Quân rất khó nhìn. Đối đãi với liệp thần thương, hắn luôn có cảm giác đặc thù như cô nương đã gả đi. Rốt cuộc có thể nói hay không? Nhất định phải lãng phí thời gian sao? Ngươi lãng phí ta 67 ngày, ta nói cái gì rồi? Không cần nói, chính ta muốn. Khương Phàm không còn cách nào khác. Từ bỏ. Chôn vùi là dung thực, là lỗ đen, là rời khỏi từ bên trong hệ thống thế giới, trên lý luận mà nói, xác thực tìm không thấy nó. Nhưng, ở giữa một ít pháp tắc tồn tại đối lập thì tồn tại phản ứng vi diệu đặc thù. Đối lập Yên Diệt pháp tắc là cái gì? Đương nhiên là tự nhiên pháp tắc. Làm cái so sánh, Yên Diệt pháp tắc là thọc cái động cho trời, tự nhiên pháp tắc chính là bổ thiên. Đối với pháp tắc khác mà nói, muốn tìm đến Yên Diệt pháp tắc, độ khó cực lớn, nhưng đối với tự nhiên pháp tắc mà nói, chỉ cần tìm tới lỗ rách kia là có thể. Ta chỉ làm ví dụ tương tự, cụ thể thao túng, muốn nhìn tự nhiên pháp tắc vận dụng như thế nào. Hắc Ma Đế Quân chậm rãi mà nói, mặc dù cái này là phỏng đoán của hắn, nhưng 89 phần 10. Bọn hắn 8 vị đế quân mặc dù không có chân chính chiến đấu qua, nhưng đều phân tích rất thấu triệt lẫn nhau, dù sao 30.000 năm thời gian quá dài, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Không phân tích đối phương còn có thể làm gì. Khương Phàm sau khi nghe xong, nhíu mày nhìn chằm chằm Hắc Ma Đế Quân. Có phải ngươi ngốc hay không? Khương Thương chính là tự nhiên pháp tắc, sao ngươi lại không để cho hắn thử một chút? Hắn đều ở nơi đó nhàn thả cái rắm đến điên rồi. Hắc Ma Đế Quân cười nhạo. Đó là nhi tử ngươi, ta dám chỉ huy. Ngươi mẫu thân nó ngược lại là nói, ta chỉ huy. Ngươi cũng không có hỏi nha. Chúng ta ra ngoài làm gì? Ngươi không thể hiện ra thái độ của mình sao? Ngay trước mặt con của ngươi cùng nữ tử của ngươi, ta há có thể đoạt đầu ngọn gió của ngươi? Nếu như ngươi nghĩ ra được, thế thì quá ưu tú, bọn hắn có bao nhiêu sùng bái? Khương Phàm xoa xoa cái trán,
có loại cảm giác uất ức lửa giận không chỗ phát tiết. Kiếp trước không có tiếp xúc qua cùng Hắc Ma Đế Quân, kiếp này càng là lần đầu tiên ở chung, nhưng bất luận kiếp trước kiếp này, trong ấn tượng đế quân đều là cao ngạo cường thế, nhất là ma tộc, hẳn là tàn bạo bá liệt, nhưng gia hỏa này. Thật sự là đổi mới nhận biết của hắn đối với đế quân, cái này mẫu thân nó là tên ngu ngốc ở đâu chui ra thì phải. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại đều hai mặt nhìn nhau, tâm tình quái dị không nói ra được. Chương 3135 người có phúc. Ta đi thử một chút. Khương Thương đứng dậy, hoạt động thân thể, rốt cuộc cũng có chuyện gì làm. Không nôn nóng, từ từ sẽ đến. Lấy tạo nghệ tự nhiên của ngươi muốn tìm được, độc, bổ thiên, chỉ sợ không dễ dàng. Khi Hắc Ma Đế Quân nói chuyện, thản nhiên liếc mắt Khương Phàm, tức chết ngươi. Không cần, về thế giới thật sự. Khương Phàm chú ý tới ánh mắt Hắc Ma Đế Quân. Vì sao, không tìm, trước không phải ngươi rất cố chấp sao? Hắc Ma Đế Quân bĩu môi. Về Tinh Linh Đế Thành, xin mời Tinh Linh Đế Quân. Khương Phàm không muốn lãng phí thời gian. Hai tháng, Man Hoang Đế Tổ không biết Thái Sơ Đế Thành thế nào, thậm chí cũng có thể rời khỏi. Khương Thương mặc dù tính cách nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng khống chế tự nhiên pháp tắc thật kém một chút, dù sao vừa mới đột phá nửa năm mà thôi, nhưng Thái Sơ Đế Quân khống chế Yên Diệt pháp tắc đã 30.000 năm, Đế Thành càng có Yên Diệt đại trận. Muốn dò xét tới đó, không biết lại phải bao lâu. Để cho ta thử một chút, nói không chừng Thái Sơ Đế Thành đang kề bên này. Khương Thương ma quyền sát trưởng, lại kích thích nhiệt tình chiến đấu. Về Tinh Linh Đế Thành. Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh, thái độ cực kỳ nghiêm khắc. Sau 8 ngày, bọn hắn trở về Tinh Linh Đế Thành, sau khi xác định thế giới không có gặp được nguy hiểm, mang Tinh Linh Đế Quân nhanh chóng lao tới hư không. Tinh Linh Đế Quân tra xét rõ ràng. Khương Thương ở bên phụ trợ. Hai vị đế quân liên thủ khống chế tự nhiên áo nghĩa tương đương với liên thủ, bổ thiên, tìm ra mảnh, lỗ rách, cơ hội tự nhiên gia tăng thật lớn. Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm trọng, đang mong đợi có thể mau chóng phát hiện. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, liên thủ khống chế cánh cửa hư không, ẩn nấp lấy hành tung bọn hắn, để tránh đánh cỏ động rắn. Nhưng, đang ở bên trong bầu không khí nghiêm túc cẩn thận này. Gương mặt mo xấu xí dữ tợn của Hắc Ma Đế Quân đột nhiên lộ ra mấy phần tươi cười quái dị, thanh âm không nhẹ không nặng, hắc hắc một câu. Một nhà ba người, đoàn tụ. Bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, đồng thời cứng đờ. Còn người Tinh Linh Đế Quân có chút ngưng tụ, bỗng nhiên quay người, chỉ vào Hắc Ma Đế Quân giận dữ mắng mỏ. Tên béo da đen, có tin ta xé nát miệng của ngươi hay không? Đôi mắt Hắc Ma Đế Quân tỏa sáng, kinh ngạc nhìn Tinh Linh Đế Quân hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến, giống như hải tử vỗ tay cười to. Ha ha, ha ha ha, ta trước đó thật đúng là không xác định, chính là cố ý kích thích người chim kia. Nhìn ngươi bộ dáng này, thật rồi, thật đúng, thật thật chính xác. Ngàn năm trước, thật sự là ngươi. Ngươi cùng Thiên Nghi thay phiên lên, hay toàn bộ hành trình đều là chính ngươi? Hay là Thiên Nghi cùng hắn mỗi ngày kích tình kích thích? Để cho ngươi cảm động lây, cuối cùng thực sự không chịu nổi, vụng trộm tới một lần. Kết quả, bên trong à nha. Ha ha. Tinh Linh Đế Quân, không nghĩ tới ngươi còn có một mặt nóng cay như vậy. Oa a a, ha ha, vui chết ta. Hắn ở chỗ này cười đến hỏng, kích động toàn thân thịt mỡ run rẩy, nhưng Tinh Linh Đế Quân, Khương Phàm, Đông Hoàng Như Ảnh, sắc mặt của ba người lại triệt để thay đổi. Hắc Ma Đế Quân, ta giết ngươi. Tinh Linh Đế Quân đột nhiên bạo khởi, đang thao túng tự nhiên chiều dâng như khai thiên tích địa, sơn hà mới sinh, mênh mông mà khủng bố, hướng phía Hắc Ma Đế Quân đập tới. Ha ha, kích thích, kích thích. Hắc Ma Đế Quân hồn nhiên không sợ, thịt mỡ toàn thân đột nhiên căng cứng, giống như áo giáp nặng nề bao trùm toàn thân, cơ thể trước đó còn to béo vậy mà nhiều hơn mấy phần uy lực oai hùng. Đối mặt với tự nhiên bạo động kinh khủng, hắn giống như tòa thiên nhạc nguy nga, lù lù bất động, chống nạnh tiếp tục cười to. Tinh Linh Đế Quân hét giận dữ, ngang nhiên giết tới trước mặt Hắc Ma Đế Quân. Khương Phàm thấy cục diện mất khống chế, tranh thủ thời gian ngăn lại Tinh Linh Đế Quân, cưỡng ép lôi kéo ra bên cạnh. Được rồi, đã đủ, trở về lại trừng trị hắn, chớ kinh động Thái Sơ Đế Quân. Tinh Linh Đế Quân tức giận vùng vẫy hồi lâu, mới miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận. Hắc Ma Đế Quân, ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta không tha cho ngươi. Hắc Ma Đế Quân cũng không sợ nàng. Nháy mắt mấy cái với Khương Thương. Sinh ngươi cùng nuôi ngươi là một người, cố
cũng không phải một người. Rõ chưa? Tinh linh đế quân lập tức quát tháo. Khương Thương, đừng nghe hắn nói nhảm, đầu óc hắn không bình thường. Khương Thương quái dị đánh giá mắt Hắc Ma đế quân, nói thầm câu. Có thể hiểu. Hiểu cái gì? Hắc Ma đế quân rất bất ngờ, tiểu tử này vậy mà không có phản ứng. Ta vây ở đế thành ngàn năm, muốn nghẹn điên rồi. Người bị vây ở đế thành 30 ngàn năm, không bình thường mới là bình thường, ta có thể hiểu được. Tiểu tử, người nói ai không bình thường? Khương Phàm vội vàng quát tháo. Người đúng là ngu xuẩn, nhất định phải chọc giận hai mẹ con bọn hắn. Tin bọn hắn đem ngươi đi nấu hay không? Tinh linh đế quân lập tức quát tháo. Ai là mẹ con? Đông Hoàng Toại âm thầm lắc đầu, hành động lùng bắt thật tốt vậy mà lộn xộn, thì ra các đế quân cao cao tại thượng náo lên cũng không khác gì người bình thường. Hắn đang muốn ra hiệu thần tôn ra mặt hòa giải, kết quả nhìn thấy Đông Hoàng Càn đang lườm con mắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một mặt hưng phấn. Xong, không cứu nổi, gặp ông này xen vào thì tình hình càng hỏng bét hơn. Sau khi rằng co một trận, bầu không khí thật vất vả bình thường lại, tinh linh đế quân đang muốn hung hăng chừng Hắc Ma đế quân một chút, ra hiệu hắn đừng có lại nói lung tung, kết quả tên béo da đen miệng bất động, con mắt lại như tên trộm loạn chuyển, vẻ mặt tràn đầy vui cười. Tinh linh đế quân suýt chút nữa lại bổ nhào qua. Khương Phàm nghiêm túc quát tháo. Chúng ta đi ra đi săn, những chuyện khác trở về rồi hãy nói. Hắc Ma đế quân vỗ vỗ bả vai Khương Phàm. Người có phúc. Khương Phàm gầm thét. Ngươi không xong rồi. Hắc Ma đế quân rung động. Trăm vạn năm trước, Hắc Ma đế quân trà đạp yên diệt đế quân, làm ra siêu cấp nhân ma. Trăm vạn năm sau, ngươi trà đạp tinh linh đế quân, làm ra siêu cấp nhân linh. Trăm vạn năm đến nay, ngươi là người thứ hai, nhất định lưu danh bách thế. Mặc dù đứa nhỏ này của ngươi so với man hoang chiến tổ kém một chút, nhưng ngươi làm là tinh linh. So sánh với thiên ma đế quân thì có lộc ăn hơn. Chương 3136 khuất phục. Khương Phàm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, từ bỏ. Gia hỏa này hoàn toàn không giống những người khác, đối với hắn là không hề tôn trọng, càng không hề e ngại. Trong lúc Hắc Ma đế quân nói liên miên lải nhải quấy rối, tìm kiếm, gian nan, tiến hành. Khương Phàm một lần muốn ném gia hỏa này về đế thành tọa trấn, thế nhưng trước đó Thái Sơ đế thành, bạo động, ngắn ngủi để Khương Phàm nghiêm trọng hoài nghi man hoang đế tổ đã trấn áp Thái Sơ đế quân. Lại hoặc đạt thành hợp tác. Cứ như vậy, hắn cần càng nhiều cường giả đánh tan đế thành, hoàn thành bao vây tiêu diệt. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho man hoang đế tổ chạy. Tại tinh linh đế quân cùng Khương Thương liên thủ thao túng, bọn hắn trải qua 17 ngày lùng bắt, rốt cuộc cũng đã nhận ra, lỗ rách, hệ thống thế giới. Từ khi phát giác vấn đề đến bắt đầu lùng bắt, lại đến bây giờ, bất chi bất giác vậy mà đi qua 3 tháng. Xác định là Thái Sơ đế thành sao? Khương Phàm lập tức ra hiệu bọn người Đông Hoàng Như Ảnh tăng cường khống chế cánh cửa hư không. Rất yếu ớt, nhưng hẳn là không sai được. Tinh linh đế quân không còn dám dò xét chiều sâu, để tránh kích thích tới đó. Khoảng cách bao xa? Thô sơ giản lược đoán chừng, bên ngoài 5 vạn dặm. Quỹ tích di động. Quỹ tích không quy luật, phương vị đại khái là đằng trước bên trái chúng ta. Tốc độ thì sao? Rất chậm, đế thành cũng không dám di chuyển nhanh chóng. Nếu không rất dễ dàng bại lộ. Hắc hắc, tiểu man man, ta tới. Hắc Ma đế quân không còn ồn ào, kéo căng chiến khu, phải đen hộ thể, oai hùng điêu luyện, đôi mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm đằng trước bên trái. Khương Thương nhúc nhích bả vai, 3 tháng lùng bắt mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng thân thể cũng đang từ từ khôi phục, đến nay miễn cưỡng khôi phục chừng 6 phần. Tinh linh đế quân thu thập cảm xúc, cũng bắt đầu sẵn sàng trận địa đón quân địch. Khương Phàm nói. Chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất, man hoàng đế tổ cùng Thái Sơ đế quân hợp tác. Bọn hắn đều khống chế yên diệt pháp tắc, tất nhiên có thể tăng cường phòng ngự cho đế thành, chúng ta nhất định phải tập kích hiệu quả phát huy đến cực hạn mới có thể bảo đảm trước khi bọn hắn đào thoát, đánh tan tường thành. Chúng ta phân 3 bước. Bước đầu tiên, toàn bộ chúng ta ngăn chặn năng lượng ba động, tách ra liên hệ cùng pháp tắc. Bước thứ hai, Như Ảnh các ngươi mang theo cánh cửa hư không rút khỏi hư không. Trở về hạ giới đại lục. Bước thứ ba, chúng ta từ từ di động, thẳng đến sau 5 ngày, phát lên tập kích. Chúng ta rời khỏi, vì sao? Bọn người Đông Hoàng Như Ảnh đang tính toán như thế nào kiềm chế hư vô pháp tắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất,
U Linh Đại Đế tiềm phục tại Thái Sơ Đế Thành. Khương Phàm một câu để mấy người Đông Hoàng như ảnh trầm mặc. Mặc dù bọn hắn không biết lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng biết bọn hắn quả thật bị U Linh Đại Đế dễ như trở bàn tay khống chế. Nếu như U Linh Đại Đế thật ở Thái Sơ Đế Thành, không chỉ có bọn hắn nguy hiểm, cánh cửa hư không đều sẽ đổi chủ. Đến lúc đó không những giúp không được gì, ngược lại có khả năng tạo thành phá hư. Theo ta nói mà làm. Ngữ khí Khương Phàm không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể để U Linh Đại Đế thao túng mấy người Đông Hoàng như ảnh. Về phần ấn ký dạ nha của mình, hắn cũng phải tự mình lĩnh giáo, dưới tình huống hết sức chăm chú đề phòng, U Linh Đại Đế như thế nào khống chế hắn, lại có thể khống chế tới trình độ nào. Các ngươi che giấu khí tức, chúng ta chuẩn bị rút lui. Đông Hoàng như ảnh không còn kiên trì, đối với Khương Phàm, nàng vẫn rất có lòng tin, trước sau hai đời chém giết đi ra kinh nghiệm lại có Hắc Ma Đế Quân, Tinh Linh Đế Quân cùng Khương Thương phối hợp, hẳn là có thể khống chế cục diện. Khương Phàm đột nhiên nhắc nhở Hắc Ma Đế Quân. 30.000 năm chơi không, đừng làm cho ta thất vọng. Hắc Ma Đế Quân ngọ nguậy bả vai, hung ác nói. Ngươi vẫn lo lắng ta đừng đột nhiên phản bội giết chết ngươi đi. Khương Phàm tranh thủ thời gian nhắc nhở Đông Hoàng như ảnh. Trực tiếp về hư không đế thành, bất cứ lúc nào xem xét tính mạng chi hỏa của ta, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đổ Hắc Ma Đế tộc cho ta. Hắc Ma Đế Quân tại chỗ nhụt chí. Không hiểu cái gì gọi là nói đùa à. Thái Sơ Đế Thành. Tại thời điểm Tinh Linh Đế Quân liên thủ với Khương Thương lấy, bổ thiên bí thuật, phát hiện, bầu trời lỗ rách, Thái Sơ Đế Quân kỳ thật đã nhận ra cỗ ba động yếu ớt kia, nhưng mấy người Tinh Linh Đế Quân, vừa chạm vào thì lui, không có cho hắn xác định cơ hội. Thái Sơ Đế Quân không có tìm Man Hoang Đế Tổ, mà thông qua pháp trận Đế Thành, cẩn thận dò xét thâm không hắc ám. 1 giờ, 2 giờ, 5 tiếng đồng hồ. Sau khi Thái Sơ Đế Quân lặp đi lặp lại dò xét, không tiếp tục phát hiện gì nhưng vẫn không có buông lỏng cảnh giác, hết sức chăm chú dò xét 3 ngày 3 đêm, lúc này mới yên lòng lại. Từ khi Man Hoang Đế Tổ tới nơi này, cách nay hơn 3 tháng, Khương Phàm nếu như tìm kiếm thâm không, cũng hẳn là biết độ khó, chỉ sợ đã rút lui. Thái Sơ Đế Quân thoáng phân thần, xem xét tràng cảnh kích tình trong chính điện phía trên, âm thầm lắc đầu, tiếp tục tọa trấn. 2 tháng sau cùng. Nếu như Khương Phàm còn không có tìm tới nơi này, hắn không lại tọa trấn. Trong chính điện, Man Hoang Đế Tổ rất táo bạo, mặc dù không ôm hy vọng, nhưng 3 tháng trôi qua, đám nữ tử này từ đầu đến cuối không có ai bụng phình, vẫn còn có chút cảm giác bị thất bại. Luyện đan sư bên trong đế thành đâu, đều tìm cho ta tới. Man Hoang Đế Tổ đột nhiên tìm tới Thái Sơ Đế Quân phía dưới. Ngươi tỉnh đi, thời đại hồng hoang không thể thành công, đương thời sao có thể chứ? Thái Sơ Đế Quân tức giận, không xong sao. Luyện đan sư thời đại hồng hoang vừa mới bắt đầu phát triển, kỹ thuật luyện đan không thành thục, đan dược cũng không có phức tạp như bây giờ. Đừng nói nhảm, tìm luyện đan sư tới cho ta. Ngươi không thể làm những chuyện khác. Chuyện gì, luyện ngươi sao? Tìm Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân bị lưu vong mấy trăm triệu cây số, bây giờ ai cũng tìm không thấy. Ta nói, đừng nói nhảm, tìm luyện đan sư cho ta. Người đây là đang sáng tạo Man Hoang chiến tộc mới, hay đang an bài hậu sự? Ngươi sẽ không phải dự cảm đến mình phải chết đi chứ? Thái Sơ Đế Quân đột nhiên hung tợn nói. Chương 3137 Hắc Ma. Hắc Ma. Trước khi nói chuyện làm việc, nên nghĩ rõ ràng ngươi có đảm lượng lại khiêu chiến ta hay không? Dám can đảm khiêu chiến, trực tiếp bắt đầu. Không dám khiêu chiến, cứ dựa theo lời nói của ta đi làm. Dưới áp bách cường đại của Man Hoang Đế Tổ, Thái Sơ Đế Quân chịu đựng tức giận cùng khuất nhục an bài các trưởng lão triệu tập luyện đan sư Đế Thành. Thái Sơ Đại Lục là siêu cấp đế tộc, số lượng luyện đan sư nơi này vô cùng khổng lồ, mà năng lực phổ biến rất mạnh, huống chi trước khi thoát khỏi Đại Lục, bọn hắn còn vơ vét mấy thế lực đan đạo cấp cao nhất Đại Lục. Thời điểm cuối cùng tụ họp lại, đan thánh vậy mà 9 vị. Bọn hắn còn tưởng rằng Đế Quân có chỉ lệnh đặc thù gì, kết quả lại là kích thích mang thai. Bọn hắn không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể kiên trì trở về luyện đan. 2 ngày sau, nhóm đan dược đầu tiên hoàn toàn mới luyện chế ra lò, được đưa đến phía trước Thái Sơ Đại Điện rộng rãi. Tiếp tục luyện, có thể luyện bao nhiêu thì luyện bấy nhiêu. Man Hoang Đế Tổ nắm qua bình ngọc, tiện tay lung lay, vừa lòng vô cùng, kiếp trước còn không có dùng qua cái đồ chơi này, hẳn là sẽ có hiệu quả. Nếu quả thật có thể thành công, Man Hoang chiến tộc hoàn toàn mới sẽ ra đời.
Thái Sơ đế quân phất tay ra hiệu, tranh thủ thời gian luyện. Càng sớm kết thúc càng tốt. Bành! Man Hoang đế tổ đi đến chính điện, cửa điện nặng nề ầm vang khép kín, tia sáng trong điện bỗng nhiên mở đi mấy phần. 300 vị nữ tử ánh mắt đờ đẫn, thân thể mềm mại run rẩy, hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn về phía quái vật xấu xí toàn thân huyết hồng. Bắt đầu! Man Hoang đế tổ nhe răng cười hai tiếng, lên tiếng hét lớn, nhưng thanh âm còn không có rơi xuống, biểu tình dữ tợn đột nhiên khẽ biến, đã nhận ra pháp tắc ba động yếu ớt. Thái Sơ đế quân phía ngoài lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước, cũng đột nhiên cảnh giác. Man Hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân theo bản năng cảnh giác, định thần dò xét. Sau một lát, sắc mặt bọn hắn kịch biến, đồng thời bạo khởi, thẳng đến Yên Diệt Thâm Uyên phía dưới chính điện. Bọn hắn tới. Bọn người Khương Phàm đang trong bóng tối lặng yên lén lút đi, bởi vì không dám đánh cỏ kinh rắn, tốc độ rất một mực chậm, cũng cực lực áp chế năng lượng. Nhưng năm ngày, tính toán không sai biệt lắm đã đến. Khương Phàm quả quyết xúc động hủy diệt pháp tắc, cũng ra hiệu tinh linh đế quân cùng Khương Thương định thần dò xét. Tại thời điểm Man Hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân phát giác ba động, liên thủ thôi động đế thành, yên diệt pháp tắc toàn diện bạo động, rõ ràng truyền đến tinh linh đế quân cùng Khương Thương nơi đó. Nơi đó, tinh linh đế quân cùng Khương Thương đồng thời đưa tay, chỉ đằng trước bên trái phía xa. Giết! Khương Phàm cực lực áp chế liệp thần thương trong chốc lát phóng thích, bên trong hắc ám vô tận, sát lục pháp tắc ầm vang bạo động, giống như đại dương mênh mông bình tĩnh đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, lại như lôi hải đang kiềm chế đột ngột dẫn bạo, sóng lớn ngập trời, vạn lôi tranh hùng, oanh oanh liệt liệt, chấn thiên động địa, ước vạn xiềng xích xiết chóc oanh động hắc ám vô tận. Liệp thần thương nháy mắt bạo kích, vỡ nát không gian, dẫn dắt xiềng xích xiết chóc cùng sát lục cuồng chiều không có tận cùng, đánh tới sâu trong bóng tối nơi pháp tắc dung chuyển. Đế thành hùng vĩ đang kịch liệt vặn vẹo, pháp trận sôi trào, pháp tắc dung chuyển, bị khủng bố lỗ đen xé rách nuốt hết. Man Hoang đế tổ cùng Thái Sơ đế quân muốn liên thủ đế thành di chuyển nhưng trước một khắc đế thành sắp biến mất, liệp thần thương giống như cự long hoành hành vạn cổ cường thế giết tới, tiếng vang ầm ầm, đế thành lay động. Ngay sau đó sát lục cuồng chiều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên bao phủ 500 dặm đế thành, ngàn vạn trọng như cuồng chiều, dung chuyển đế thành mãnh liệt nhấc lên, giống như ức vạn đạo lôi đình, nổ lên đế thành đầy trời mảnh vụn. Sát lục pháp tắc dẫn động sát lục cuồng chiều thẩm thấu bình chướng đế thành, bao phủ cả tòa đế thành. Ngàn vạn con dân bên trong lập tức đỏ lên hai mắt, bị ý niệm giết chóc xâm nhập, vung lên đổ đao với tộc nhân bên cạnh. Đi! Trong chốc lát liệp thần thương đánh đi ra, hai cánh Khương Thương sôi trào lên thương khung phong bạo, mang Khương Thương, tinh linh đế quân cùng hắc ma đế tộc đuổi giết đầu nguồn bạo tạc. Thái Sơ đế quân cùng Man Hoang đế tổ toàn lực thôi động pháp trận, cường thế ổn định đế thành đồng thời ý đồ mang theo liệp thần thương cùng một chỗ biến mất. Nhưng, Khương Thương hoắc loạn thâm không, lật tung hắc ám, kịp thời theo tới trước mặt đế thành. Oa a a, đều tránh ra cho ta. Hắc ma đế quân thôi động hắc ma cấm kỵ. Ma nghịch thương thiên, chiến khu thẳng tắp ầm vang tăng vọt, linh hồn, năng lượng, đế uy các loại, toàn phương vị sôi trào. Đến vấn đề đế cảnh đã không còn là dùng tuổi thọ đổi lấy thực lực, mà là vô số pháp tắc tế thiên đại đạo mạnh hơn, tự mình tế dâng cho trời, đổi lấy thiên địa chiếu cố, phóng xuất ra đại bạo phát không có gì sánh kịp. Hắc ma đế quân phóng tới mấy trăm dặm, tăng vọt gấp mấy trăm lần, giống như thiên trụ màu đen ầm vang đứng vững, một quyền bạo khởi, hắc ám đổ sụp, pháp tắc hỗn loạn. Quyền cương vậy mà nhấc lên đại đạo gào thét. Ầm ầm. Nương theo oanh minh giống như long trời lở đất, trọng quyền hắc ma đế quân vậy mà không nhìn yên diệt hắc động vặn vẹo, đập vào bên trên đế thành. Đế thành hùng vĩ kéo dài 500 dặm, quấn quanh yên diệt pháp tắc xung động mãnh liệt vậy mà trong chớp mắt chỉnh thể lướt ngang ra ngoài, rời khỏi lỗ đen, nghiền ép hắc ám, lùi lại hơn 3000 dặm. Lực trùng kích kinh khủng tuyệt thế dẫn phát phá hủy chiều dâng không có gì sánh kịp. Mặt ngoài đế thành còn khó khăn lắm giữ vững, mặt đất, kiến trúc, các loại bên trong. Lại trong lúc ầm vang bò đầy vết nứt, số lượng lớn con dân đắm chìm bên trong giết chóc bạo thể mà chết tại chỗ, huyết thủy nhuộm đỏ hơn phân nửa đế thành. A a a! Hắc ma đế quân bộc phát toàn diện, song quyền như chùy, chiến ý cuồn cuộn lao nhanh thâm không, cuồn cuộn năng lượng cuồn cuộn càn khôn, như là lửa giận của trời đang nhập vào cơ thể, bộc phát ra năng lượng không có tận cùng. Rầm rầm rầm. Thái Sơ đế thành lay động kịch liệt, giống như dưới cự luân đại dương mênh mông phong bạo, lung lay sắp đổ. Ngắn ngủi mấy chục quyền cuồng dã bạo kích, để bên trong cả tòa đế thành triệt để biến thành mảnh gạch ngói vụn,
ngàn vạn con dân trăm không còn một. Khi kiến trúc cả tòa đế thành đều bị phá hủy hầu như không còn, pháp trận tung hoành đế thành cũng tương đương bị đả kích hủy diệt. Chương 3138 siêu cấp chiến khu. Cút trở về cho ta. Hắc ma đế pháp, thiên nộ. Hắc ma đế quân bay lên thật cao, chiến khu to lớn giống như tuyệt thế chiến binh thiên trùy bách luyện, giống như thiên thạch trực tiếp đập xuống. Chỉnh thể hắn hóa thân thành siêu cấp trọng quyền, quyền cương oanh minh, thác nước vô biên, như là thiên, uy nhập thể, hóa thân trọng quyền của thiên. Ầm ầm, răng rắc. Đế thành bị thảm tao trà đạp lay động mãnh liệt, bức tường nguy nga phá thành mảnh nhỏ, cơ hồ muốn tách khỏi liên hệ cùng yên diệt pháp tắc hệ thống thế giới. Nương theo tiếng vang kinh thiên động địa, đế thành vậy mà ầm vang hạ xuống, từ vô tận hư vô va chạm đỉnh cửu thiên, sau đó liên tiếp phá cửu trọng thiên. Bên trong tiếng vang lớn khủng bố tuyệt luân đánh xuống đại dương mênh mông thế giới thật sự. Nơi này lại là hư vọng chi hải. Đế thành rơi xuống, liên tiếp phá màn cửu trọng thiên, tốc độ khủng khiếp, tuyệt vọng va chạm ở trong chớp mắt sụp ra hảo hãn huông dương. Đại dương mênh mông bị va chạm cực hạn vậy mà xuất hiện vết nứt, giống như hoang dã rộng lớn bị tách rời. Đế thành va chạm mặt biển không thua gì đánh vào bên trên tầng đá cứng rắn. Đế thành gào thét, chia năm xẻ bảy. Đại dương mênh mông rung chuyển, nhấc lên thao thiên cự lãng, sôi trào không dứt. Bên trong hắc ám vô tận, Khương Phàm, Tinh Linh Đế Quân, Khương Thương, đều nhao nhao ngây ngẩn cả người. Tên béo da đen này hung tàn như vậy sao? Pháp trận đế thành là rách nát như vậy sao? Cái này chính là tăng vọt thực lực gấp bao nhiêu lần? Hống hống hống! Hắc ma đế quân từ trên trời giáng xuống, đạp tan phòng ngự đế thành tàn phá, trực tiếp lao thẳng đến Thái Sơ Đại Điện. Hắc ma đế quân, người biến thành chó của Khương Phàm rồi. Thái Sơ đế quân gầm thét, phóng lên tận trời. Toàn thân treo đầy hắc ám xiềng xích giống như nguyền rủa, xiềng xích là yên diệt pháp tắc ngưng tụ, sâu chuỗi yên diệt thâm uyên. Đế quân cầm đầu, vực sâu đi theo, giống như hắc ám tà long đạp không bạo khởi, lấy ba động khủng bố hủy trời diệt đất, đuổi giết hắc ma đế quân. Nhưng, không chờ bọn hắn va chạm, Khương Phàm, cưỡi, Khương Thương từ trên trời giáng xuống. Lấy tốc độ nhanh nhẹn dũng mãnh khống chế khung trời, trước một bước giết tới gần. Thái Sơ đế quân, hoan nghênh về nhà. Khương Phàm vung tay cuồng vũ, vung lên liệp thần thương đánh ra sát lục cuồng chiều, đồng thời liệt diễm toàn thân bạo động, hừng hực liệt diễm nhấc lên chiều dâng hủy diệt, hai cỗ cực hạn pháp tắc va chạm mãnh liệt, đối diện quán chú yên diệt thâm uyên. Đi chết đi. Thái Sơ đế quân sát ý quyết tuyệt, thao túng yên diệt thâm uyên ầm ầm diễn biến, hóa thành lỗ đen tuyệt thế. Vực sâu tương đương với pháp tắc chi nguyên, trong chốc lát bạo động, không thua gì yên diệt pháp tắc bộc phát toàn diện, uy thế trong thời gian rất ngắn đạt tới cực hạn. Yên diệt thâm uyên nương theo đế thành 30.000 năm, nói là vũ khí đều không đủ. Ầm ầm, Khương Phàm giống như đột nhiên lâm vào tuyệt vọng cùng vực sâu tử vong, muốn bị hòa tan, muốn bị phá hủy, muốn triệt để xóa đi từ trên thế giới này. Nhưng, Khương Phàm không chỉ là hủy diệt pháp tắc, càng là sinh mệnh pháp tắc. Năng lượng cực đoan như thế này căn bản giết không chết hắn. Toàn thân Khương Phàm phát sáng, sinh cơ bàng bạc, ngạnh kháng chôn vùi cực hạn tàn phá, bên trong hắc ám vô tận bạo khởi liệt diễm ngập trời. Liệt diễm như đại dương mênh mông, trồng chất, kịch liệt tăng vọt, phần thiên diệt thế ba động khủng bố giao hòa cùng thế giới hủy diệt pháp tắc, dẫn phát vạn cơn mưa lửa. Chết đi cho ta, sao ngươi có thể không chết? Thái Sơ đế quân bộc phát toàn diện, cực hạn phóng thích. Muốn biến lỗ đen vực sâu thành tuyệt thế luyện lô. Nhưng, Khương Phàm chẳng những không có hủy diệt, thậm chí đều không có nhận tổn thương thực chất, ngắn ngủi một lát, thúc dục vô tận liệt diễm lấp kín như là lỗ đen vô biên vô tận, ngắn ngủi mấy hơi, hắc ám sụp đổ, chôn vùi khuếch tán, vô tận liệt diễm tràn ngập xiềng xích xiết chóc, dẫn nổ thiên hải. Đại dương mênh mông nhanh chóng bốc hơi bên dưới sóng nhiệt bạo động, mặt biển chìm xuống vài trăm mét. Khương Phàm cường thế bộc phát, không chỉ có giết ra yên diệt thâm uyên, càng đánh bay Thái Sơ đế quân, hủy diệt cùng giết chóc bạo động như sóng lớn, để đế khu hắn thẳng tắp tạm thời mất đi khống chế. Giải quyết hắn cho ta. Khương Phàm giết ra vực sâu, phóng thích liệp thần thương. Liệp thần thương phát ra tiếng vang giống như long trời lở đất, sát lục cuồng chiều sôi trào ngập trời vô tình đánh xuyên Thái Sơ đế quân. Thái Sơ đế quân không đợi ổn định chiến khu lại lần nữa tháo chạy, bị liệp thần thương bạo động sát ý tàn phá ý thức. Oanh! Liệp thần thương đè ép Thái Sơ đế quân tháo chạy hơn 1.000 dặm, xuyên thẳng vực sâu đáy biển. Cút đến xa xa cho ta! Khương Thương giáng lâm hư vọng chi hải, nhấc lên khung trời phong bạo, pháp lệnh uông dương hảo hán.
ầm ầm. Đáy biển rối loạn, đại dương mênh mông ngược dòng, vùng hải vực bị chấn áp kia vậy mà nhanh chóng di chuyển, từ hải triều đến dãy núi đáy biển, vài trăm dặm phạm vi như dung nhập hảo hãn huông dương, nhanh chóng hướng về phương xa di chuyển qua, xa xa rời khỏi chiến trường nơi này. Tinh linh đế quân theo sát mà vào, tự mình ứng phó Thái Sơ đế quân. Man hoang đế tổ. Khương Phàm khóa chặt man hoang đế tổ phía dưới, hóa thân liệt diễm chu tước, bay lên lao xuống giết tới. Man hoang đế tổ vừa mới di chuyển cung điện, bên trong cái 300 nữ tộc nhân, giữ lại còn có thể dùng. Hắn phát giác được hủy diệt chiều dâng tràn ngập đất trời, thể hiện dữ tợn, chiến khu áp chế ầm ầm phóng thích, cao tới mấy chục mét, phóng lên tận trời. Ta đến, ta tới trước. Hắc ma đế quân giống đến chấn thiên động địa, chiến khu to mọng trở nên thẳng tắp hùng tráng, mặt ngoài vằn đen như vảy đen bao trùm, như áo giáp thiếp thân, trở nên không thể phá vỡ. Hắn ầm vang rơi xuống, mang đến tràn ngập đất trời áp bách, không phải đế uy ý nghĩa bình thường, mà là chân chính áp chế, là thiên uy không có gì sánh kịp. Ngàn dặm chiến trường xung quanh như bị thừa nhận ước vạn dãy núi trọng áp. Ở vào trong thiên uy lĩnh vực như thế này, đế quân hoạt động đều sẽ nhận hạn chế, tùy tiện một động tác đều giống như đang lật tung hảo hãn huông dương, đánh nát ước vạn dãy núi, quả thực đau đớn không chịu nổi. Man hoang đế tổ vừa mới bạo khởi chiến khu ầm vang hạ xuống. Chật vật đập vào trên mặt biển, hắn cường thế dẫn bạo hư vô pháp tắc, biến mất tại chỗ. Nhưng phía dưới thiên uy như vậy, ngay cả không gian vượt qua đều bị hạn chế, mặc dù vẫn như cũ thật nhanh, nhưng hoàn toàn có thể bị Hắc Ma đế quân tinh chuẩn bắt lấy. Chương 3139 Hắc Ma tử chú 1. Bành! Cùng với khàn giọng gầm thét, Hắc Ma đế quân cùng man hoang đế tổ rắn rắn chắc chắc va vào nhau. Trọng quyền bạo kích, giống như tinh thần nổ tung. Không gian đều đang vặn vẹo, thiên hải đều đang oanh minh, khí lãng cuồn cuộn nương theo đại dương mênh mông thanh chiều chói tai cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt. Hắc ma cùng thiên ma, siêu cấp chiến khu trạng thái đỉnh phong mạnh nhất ma tộc. Gương mặt Hắc ma đế quân cùng man hoang đế tổ dữ tợn, trợn mắt trừng trừng, trong chốc lát toàn bộ bạo khởi ngập trời ma khí, lẫn nhau cường thế vén lui. Lão già, không tệ lắm. Hắc ma đế quân ổn định ngoài trăm dặm, chiến ý ngập trời. Hắc ma đế quân, ngươi vậy mà biến thành chó săn của Khương Phàm, ngươi làm ô danh ma đế. Man hoang đế tổ ổn định tại 200 dặm bên ngoài, phát ra gầm thét khàn giọng. Đừng nói nhảm, đến đây. Hắc ma đế quân ngẩng đầu gào thét, đầu lâu màu đen vậy mà bò đầy đường vân thần bí, như là dung hợp cùng thiên, mượn vô tận thiên thế. Toàn thân chiến khu hắn lần nữa cứng rắn, như là chiến binh tuyệt thế, không thể phá hủy, khó mà táng diệt. Khủng bố áp chế xung quanh tùy theo bạo tăng. Đốt ma khu ta, đốt tinh hồn ta, Hắc ma tử chú. Hắc ma đế quân hét lớn không dứt, mặt ngoài đen kịt hiện ra lít nha lít nhít huyết chú, không còn bạo khởi, mà là giao hòa chiều sâu cùng toàn thân hắn. Hắc ma tử chú khế ước sinh tử. Thời điểm ma hoàng thi triển là toàn bộ thả ra ngoài, mà Hắc ma đế quân trực tiếp chính là bản nguyên tử chú. Đụng phải liền có thể tử chú sâu thể. Đụng phải liền có thể khế ước sinh tử. Hắc ma đế quân đạp tan đại dương minh mông, dẫn bạo thiên uy, toàn thân bao quanh tử chú thảm liệt đuổi giết man hoang đế tổ. Hắn không thể phá vỡ, hắn có thiên uy giúp đỡ, hắn có thể khế ước sinh tử, hắn đơn giản chính là siêu cấp chiến binh ma tộc, đánh đâu thắng đó. Man hoang đế tổ biết Hắc ma đế quân cường hãn, chiến khu tinh hồng hiện ra áo giáp chôn vùi, giống như ở giữa thân thể cùng thế giới thật sự tạo thành vực sâu, có thể ngăn chặn tử chú xâm nhập. Hắn sôi trào chiến ý, bạo động hai cánh. Xé mở thiên uy áp bách, đuổi giết Hắc ma đế quân. Hai đại siêu cấp ma đế toàn diện đối kháng tại hư vọng chi hải, bộc phát ra kịch chiến triều dâng không có gì sánh kịp. Khương Phàm đứng ở không trung, quan sát chiến trường, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù biết Hắc ma đế quân cường hãn, đã từng nói đùa đầu đổi thực lực, nhưng đối với thực lực sau khi Hắc ma đế quân cực hạn bộc phát thật sự, cho tới bây giờ đều không có khách quan nhận biết, dù sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hắc ma đế quân ra tay. Nhưng bây giờ, quá kinh khủng. Cái tên béo da đen này thực sự quá kinh khủng. Khương Phàm đều thật muốn nói, đầu đổi thực lực đổi quá mẫu thân nó đáng giá. Khương Thương đều không có nghĩ đến gia hỏa tinh thần không bình thường chiến đấu vũ dũng nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, chiến khu cường hãn, cực hạn áp bách, nguy hiểm tử chú, đều rất thích hợp chém giết gần người. Chiến đấu như vậy, nhìn thật sự kích thích. Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh. Khương Thương, phối hợp tinh linh đế quân. Khương Thương chau mày. Mục tiêu của ta là man hoang đế tổ.
nơi này trong thời gian ngắn không kết thúc được, tuyệt đối không nên để Thái Sơ đế quân chạy, nhanh đi. Khương Phàm lợi dụng cơ hội Hắc Ma đế quân dây dưa Man Hoang đế tổ, tỉnh lại 6 đạo ấn ký thủy tổ, lấy bản thân thôi động, tạo nên ra 6 tôn liệt diễm chu tước bên trong liệt diễm ngập trời. Thủy tổ truyền thừa, kỳ thật chính là Khương Phàm xé rách mình, phóng thích huyết nhục linh hồn cùng liệt diễm, lợi dụng ảo diệu niết bàn tạo nên ra chu tước chiến khu, sau đó thông qua ấn ký mang theo ý thức chu tước trong lịch sử, tương đương với tỉnh lại con rối, biến thành cá thể độc lập. Cho nên nói, Khương Phàm tạo nên con rối phân thân càng mạnh, thực lực phân thân càng mạnh. Giống Khương Phàm xé rách bản thân tạo nên phân thân này, không thể nghi ngờ đều đến vấn đề bán đế, thậm chí mạnh hơn so với bán đế. 6 tôn liệt diễm chu tước nhấc lên liệt diễm ngập trời, che mất bầu trời mênh mông, trên thân bọn chúng khuấy động hủy diệt ấn ký, đưa tới hủy diệt pháp tắc hệ thống thế giới. Tại thời điểm Hắc Ma đế quân cùng Man Hoang đế tổ giết hừng hực khí thế, Khương Phàm thao túng 6 tôn thủy tổ chu tước diễn biến ra siêu cấp luyện trận tung hoành 3000 dặm, hoàn thành phong khốn cực kỳ quan trọng. Khương Phàm thì cảm ngộ nhật nguyệt tinh thần, thiên địa không gian, hạo hãn huông dương cùng địa tầng diễn biến càn khôn đại táng. Bởi vì thời gian sung túc, ý thức hắn phóng đại vô hạn, nhật nguyệt tinh thần quét sạch vũ trụ, thiên địa sóng không gian lan mấy chục vạn dặm, đại dương mênh mông bao phủ cả tòa hư vọng chi hải, lấy đế cảnh xin mời thiên uy, toàn bộ hư vọng chi hải cùng không gian cũng bắt đầu ba động. Ý thức thể Khương Phàm siêu thoát bản thể, vô hạn phóng đại, như toàn bộ hư vọng chi hải đều thuộc về nạp đến ở trong tay. Mà hải chiều xung quanh còn khuấy động mê mụ hỗn độn, tinh hà sáng chói lao nhanh, mặt trời cùng ánh trăng trầm hơn. Thần bí khó lường, mênh mông vô ngần. Man Hoang đế tổ đã nhận ra không trung phun trào ba động hủy diệt, cuồng dã đánh lui Hắc Ma đế quân, gào thét thiên địa. U Linh đại đế, ngươi còn đang chờ cái gì? Khương Phàm thoáng cảnh giác, nhưng không có mảy may phân thần. Giống. Hắc Ma đế quân cưỡng ép ổn định, bạo tẩu đại dương mênh mông, lại lần nữa đuổi giết Man Hoang đế tổ. Mặc dù so với Man Hoang đế tổ thiếu đi một đầu đế mạch, thiếu đi đạo pháp tắc, nhưng hắn tiếp dẫn thiên uy thực lực nổ tung, tương đương với siêu cấp bộc phát gấp 5 lần trở lên, cũng không phải Man Hoang đế tổ muốn vén lui thì có thể vén lui. Thậm chí Hắc Ma đế quân vô cùng bất mãn đối với mình đang biểu hiện, đây cũng không phải thiêu đốt thọ nguyên đơn giản như vậy, làm không tốt là muốn mệnh. Đều như vậy, vậy mà không đả thương được Man Hoang đế tổ. Càng là bất mãn, càng là táo bạo, thiêu đốt huyết nhục tinh phách càng khủng bố hơn, thực lực cũng càng bộc phát. Ầm ầm. Hắc Ma đế quân đánh ra trọng quyền, thiên uy áp bách toàn diện thăng cấp, vậy mà không thể tưởng tượng nổi động lại thiên địa. Chương 3140 Hắc Ma tử chú 2. Man Hoang đế tổ vừa muốn hất ra lại bị sinh sinh áp chế, giống như thời gian cùng không gian đều ở xung quanh ngừng lại lưu động. Sắc mặt hắn kịch biến, huyết mạch thiêu đốt, thực lực bạo động, nương theo gầm thét khàn giọng, hai cánh hư vô thôi động chôn vùi chiều dâng, cuồng dã chấn mở thiên uy áp chế. Nhưng Hắc Ma đế quân đã giết tới gần, bạo khởi trọng quyền dẫn dắt toàn thân tử chú, ầm vang bạo khởi, như lôi đình tàn phá bừa bãi, như đế binh xuất kích. Răng rắc, trọng quyền Hắc Ma đế quân đánh đổ sụp lồng ngực Man Hoang đế tổ, tà ác tử chú giống như tử thần kêu to, tràn vào trong đó, cưỡng ép khế ước sinh tử. Man Hoang đế tổ kinh hồn gầm thét, không quan tâm thôi động hư vô pháp tắc rời khỏi chiến trường, đồng thời dẫn động chôn vùi chiều dâng sâu thể. Tại thời khắc sống còn này, Man Hoang đế tổ đầy đủ hiện ra lực khống chế đăng phong tạo cực của hắn đối với hai pháp tắc, vậy mà cưỡng ép xé rách ra số lượng lớn huyết nhục giữa không trung, chôn vùi số lượng lớn tử chú trên thân thể. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn có bộ phận lưu lại ở trong thân thể, quấn quanh đến linh hồn. Chết! Hắc Ma đế quân lấy tinh phách làm dẫn, khế ước sinh tử. Ông! Con người Man Hoang đế tổ ngưng tụ, đầu bỗng nhiên hoảng hốt. Linh hồn tại thời khắc này suy yếu đến cực hạn, như là thật muốn bị xử tử. Đế cảnh khế ước của Hắc Ma đế quân, không chỉ là diệt sát linh hồn, mà là muốn tế dâng linh hồn đế quân cho thế giới, hồn về thế giới, thể về tự nhiên. Linh hồn Man Hoang đế tổ nhanh chóng suy yếu, nhưng, đế tổ trung quy vẫn là đế tổ, một phần nhỏ tử chú không đến mức thật giết chết hắn. Tại thời điểm linh hồn sắp chôn vùi, một cỗ hồn uy minh mông nháy mắt bộc phát, cưỡng bức xua tán đi tử chú. Hắc Ma đế quân thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng tế thiên pháp tắc tiêu hao quá lớn, hắn gánh không được, quả quyết hướng về nơi xa rút lui. Bản đế phế đi hắn nửa cái mạng, Khương Phàm, giao cho ngươi. Hắc Ma đế quân cưỡng ép lúc rút lui, 6 tôn liệt diễm chu tước bạo kích tốc độ cao nhất,
lấy Lăng Thiên nhanh chóng mở ra không gian, tuyệt thế luyện trận trải rộng ra 3.000 giảm tấn mãnh áp xúc. Khương Phàm định thần quan sát đến tình huống Man Hoang Đế Tổ, thời khắc chuẩn bị dẫn bạo luyện trận. U Linh Đại Đế. Man Hoang Đế Tổ đau đớn gào thét, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng linh hồn cực độ suy yếu, ý thức đều trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Khương Phàm hết sức chăm chú, gắt gao tiếp cận Man Hoang Đế Tổ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, Man Hoang Đế Tổ mãnh liệt lắc đầu, ý thức bỗng nhiên rõ ràng, không chần chờ chút nào, hắn thao túng hư vô pháp tắc, trùng kích hiên diệt pháp tắc, mưu toàn cưỡng ép di chuyển. Nhưng, Hắc Ma Tử Chú vừa rồi muốn để hắn hồn quy về thế giới, đến mức để liên hệ giữa hắn cùng thế giới pháp tắc đều yếu đi rất nhiều. Giờ phút này mãnh liệt bộc phát, vậy mà không thể rời khỏi. Cũng chính tại thời khắc này, sáu tôn liệt diễm chu tước nhận chỉ lệnh Khương Phàm, toàn bộ bạo khởi, kịch liệt phóng thích. Mặc dù khoảng cách còn có hơn 700 dặm, nhưng đối với chiến trường đế cấp mà nói đã không tính quá xa. Sáu tôn liệt diễm chu tước vỗ cánh gáy to, trong chốc lát dẫn động hủy diệt pháp tắc. Mênh mông đại dương 700 dặm, 700 dặm hủy diệt luyện trận biến thành thẩm phán pháp trường. Hủy diệt pháp tắc nhận dẫn dắt, tràn ngập đất trời rơi xuống, che mất 700 dặm đại dương mênh mông, bạo kích lấy Man Hoang Đế Tổ. Hủy diệt. Đây là cực hạn đại pháp tắc, hủy trời diệt đất, vạn vật táng diệt. Man Hoang Đế Tổ lọt vào thảm liệt bạo kích, chiến khu cứng cỏi ra chóc thịt bong. Ngay sau đó, sáu tôn chu tước lần lượt phóng thích, liệt diễm bạo động, vô biên vô hạn, tăng lên hủy diệt pháp tắc tại thời khắc này tăng vọt gần gấp đôi. Khương Phàm nắm lấy cơ hội, thả ra càn khôn đại táng. Hải vực minh mông hư ảo bỗng nhiên trầm tĩnh, tất cả năng lượng đến từ đáy biển cùng uông dương hội tụ ở không trung. Không gian thiên địa tùy theo sụp đổ, triệt để chôn vùi, cắt đứt tất cả không gian vết tích, sau đó chính là nhật nguyệt tinh thần dẫn động thế giới tai biến, đánh thẳng vào đại táng chiến trường. Đầu tiên là Hắc Ma Tử Chú, lại là hủy diệt thẩm phán, sau đó sáu tôn thủy tổ chu tước toàn thể tự bạo, cuối cùng càn khôn đại táng hầu hạ. Man Hoang Đế Tổ cùng Khương Thương đánh hai trận, đều không có trải qua quy cách đãi ngộ cao loại này. Khương Thương mặc dù cũng là niết bàn, phục vụ hắn no mây mẩy. Nhưng món ăn như tự bạo sáu vị Khương Phàm thêm càn khôn đại táng siêu hào hoa, vẫn để hắn ăn quá no. Ầm ầm, toàn bộ hư vọng chi hải đều sụp đổ, địa tầng đứt gãy, hải dương biến mất, thiên địa vỡ vụn, xuyên suốt vũ trụ hư vô. Ngay cả tinh linh chiến trường xa xa đều nhận vô tình trùng kích, tinh linh đế quân liên thủ với Khương Thương duy trì tự nhiên lĩnh vực chia 5 xẻ 7, yên diệt hắc động bên trong cực lực chống cự bị vô tình tan rã, ba vị đế quân toàn bộ bay tứ tung ra ngoài. Man Hoang Đế Tổ phải chết. Khương Thương quả quyết hất ra nơi này, khống chế thương khung pháp tắc, giết tiến hắc ám thâm uyên xa xa. Nhưng, trong vực sâu hết thảy đều sụp đổ, pháp tắc căn bản không có cách thi triển, chớ nói chi thao túng khung trời, nhưng Khương Thương chưa từ bỏ ý định, huy động hai cánh mạnh mẽ đâm tới, tìm kiếm Man Hoang Đế Tổ bên trong bóng tối vô tận. Ngàn vạn coi chừng, không nên bị hắn kéo lấy chôn cùng. Tinh linh đế quân hô to, quay người tiếp tục đối kháng Thái Sơ đế quân. Man Hoang Đế Tổ, không cần rơi uy danh của ngươi. Thái Sơ đế quân giận dữ đứng dậy, ngang nhiên nghênh kích tinh linh đế quân. Nhưng, trên người hắn còn cắm liệp thần thương, bất luận như thế nào xua đuổi đều bức không ra khỏi thân thể. Liệp thần thương điên cuồng thôn hấp lấy đế huyết hắn, càng bộc phát thảm liệt sát lục cuồng chiều, kích thích ý thức của hắn, để hắn hỗn loạn, điên cuồng, chật vật. Khương Phàm thả ra càn khôn đại táng vô cùng khủng bố, cũng mang đến cực độ suy yếu. Trọn vẹn hai tôn bản thân, phối hợp bất diệt thiên thể bàng bạc sinh cơ, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Man Hoang Đế Tổ, còn sống không? Sự kiêu ngạo của ngươi có thể tiếp nhận ngươi chạy trốn 3 lần hay không? Sau khi Khương Phàm khôi phục, giết tiến vào vô biên trong bóng tối. Hắc ám như vực sâu, ánh sáng đều không chiếu vào được, năng lượng đều bị tiêu hao, pháp tắc càng bị vô tình cắt đứt. Đây chính là chỗ kinh khủng của tự nhiên táng diệt. Khương Phàm cái gì đều không nhìn thấy, nhưng có thể thông qua bất diệt thiên thể cảm nhận được sinh mệnh tồn tại. Rất nhanh, một cỗ ba động sinh mệnh yếu ớt truyền đến. Chương 3141 ta, Man Hoang Đế Tổ phiêu đáng ở trong vực sâu hắc ám, cơ thể rách dưới, treo giải rác huyết nhục, xương cốt đều trở nên ảm đạm, tựa như là một bộ tử thi vừa móc ra từ trong phần mộ, vô cùng thê thảm. So với Khương Thương nổ hắn hai lần lúc trước đều muốn nghiêm trọng hơn xa. Càn khôn đại táng hội tụ tất cả ảo diệu của ba loại đại táng tự nhiên, đồng thời tiến hành thăng hoa. Cho nên, thời gian ăn mòn đặc hữu của Sơn Hà đại táng,
cũng phát huy hiệu quả ở trên người hắn. Sinh cơ của Man Hoang Đế Tổ bị thương nặng, vừa mới khôi phục nguyên khí tại Thái Sơ Đế Thành, đến nơi đây lại toàn phế đi. U Linh Đại Đế, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Man Hoang Đế Tổ có loại bất an mãnh liệt, cực lực tỏa ra sự sống, mưu toan mau chóng khôi phục. Nhưng, sinh cơ của hắn đã bị thương nặng trong trăm vạn năm chấn áp, còn lâu mới có được tốc độ khôi phục như thời đại hồng hoang. Nếu như chỉ là thương thế bình thường, không có vấn đề gì cả, nhưng bị thương nghiêm trọng như vậy, muốn khôi phục là quá khó khăn. U Linh Đại Đế, trả lời ta biết ngươi ở chỗ này, trả lời ta. Nếu như ngươi dám tính toán ta không tha cho ngươi. Man Hoang Đế Tổ khàn giọng gầm thét, dần dần có loại bất an mãnh liệt. Lúc này, phía trước đột nhiên bạo động liệt diễm, đốt thấu hắc ám, Khương Phàm cường thế giết tới. Man Hoang Đế Tổ, đây không phải là thời đại thuộc về ngươi, ngươi bày sai chỗ rồi. Man Hoang Đế Tổ khàn giọng gầm thét, giận dữ phản kích, đồng thời gào thét với thâm không. U Linh Đại Đế, ngươi và ta liên thủ mới có thể khống chế thế giới, chỉ bằng chính ngươi. Ngươi làm không được. Bành bành bành. Khương Phàm cùng Man Hoang Đế Tổ chém giết kịch liệt trong bóng đêm. Móng vuốt như câu, hai cánh như đao, đây đều là siêu cấp vũ khí mà Khương Phàm thiên trùy bách luyện. Cơ thể Man Hoang Đế Tổ rách dưới, nhưng chung quy vẫn là cơ thể thiên ma, nhấc lên cuồng lực ngập trời, ngạnh kháng Khương Phàm, không đến mức bị đánh đến nỗi không hề có lực hoàn thủ. Khương Thương rất nhanh đã tìm đến nơi đây, nhưng nhìn hai bộ chiến khu giết tới cùng nhau trong bóng tối, vậy mà lại nhét không lọt vào được. Nơi này sụp đổ vô cùng khủng bố, cơ hồ không cảm giác được pháp tắc tồn tại, chỉ có thể là bọn hắn ở nơi đó đối kháng chiến khu cùng kỹ nghệ chém giết chiến đấu. Mà Khương Phàm hiển nhiên chính là muốn ở chỗ này ngăn chặn Man Hoang Đế Tổ, cho đến khi mài chết hắn. Nếu không rời khỏi mảnh không gian sụp đổ này, nói không chừng Man Hoang Đế Tổ sẽ có thể thao túng hư vô pháp tắc chạy mất. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì đây? Khương Thương sốt ruột, mặc dù rất không phục Khương Phàm, nhưng không thể không thừa nhận cái tên gia hỏa bách chiến xưng đế này vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Chém giết khó bỏ khó phân giống như vậy, rất có thể thắng bại là ở trong lúc thoáng qua. Hắn cùng Man Hoang Đế Tổ chém giết hai lần đều là thảm bại, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đối thủ mình nhận định chết ở trên tay người khác. Nhưng, không xen tay vào được. Khương Thương vung hai cánh, vòng chiến vòng quanh kịch liệt, vòng rồi lại vòng, mắt thấy Man Hoang Đế Tổ đang dần dần bị Khương Phàm áp chế, trong lòng càng ngày càng sốt ruột. Không được, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Man Hoang Đế Tổ bị Khương Phàm giết. Đối thủ của ta, chính ta giải quyết. Ánh mắt Khương Thương lấp lóe, lộ ra cái miệng đầy răng nanh, thể hiện anh tuấn bởi vì nội tâm nóng nảy mà trở nên dữ tợn, hắn duỗi đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm răng nanh mình, lặng lẽ tới gần chiến trường. Nếu không xen tay vào được, vậy thì cưỡng ép nhúng tay. Nếu như cưỡng ép quấy nhiễu, để Man Hoang Đế Tổ chạy mất thì phải làm sao bây giờ? Vậy thì để hắn chết bất đắc kỳ tử ở chỗ này đi. Khương Thương nhìn hai người càng ngày càng gần, ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Khi Khương Phàm cuồng dã lật tung Man Hoang Đế Tổ, vào thời khắc mấu chốt đuổi sát giết tới, Khương Thương đột nhiên bạo phát, đón nhận hai người. Man Hoang Đế Tổ, mệnh của ngươi là của ta. Khương Thương không có chút do dự gì, hắn muốn lập tức niết bàn ngay trước Khương Phàm và Man Hoang Đế Tổ, hoặc là kéo lấy lão tử của hắn cùng kẻ địch, đồng quy vu tận. Ầm ầm, quá đột nhiên. Khương Phàm đang đặt toàn bộ tinh thần chú ý trấn áp Man Hoang Đế Tổ. Thật không nghĩ tới hài tử sẽ ở trong bóng tối đột nhiên giết ra. Đang muốn quát tháo hắn không cần vướng bận, kết quả hắn lại ngao lên phát nổ. Man Hoang Đế Tổ chú ý tới Khương Thương, nhưng thật không nghĩ tới tên điên này lại trực tiếp phát nổ ngay trước mặt lão tử hắn. Không gian sụp đổ đang khôi phục bị cường quang vô tận lấp đầy, ánh sáng cuồn cuộn, bành trướng đến bạo động, như là thế giới đang diễn biến, khai thiên tích địa, sơn hà cẩm tú, vạn linh sinh sôi, nhưng ngay sau đó, thiên băng địa liệt, tự nhiên sụp đổ, hủy diệt sụp đổ khủng bố tuyệt luân, muốn để mọi thứ bên trong phạm vi tan thành mây khói. Khương Thương không để ý việc mình suy yếu, không để ý thương thế của mình, hắn gào thét cường thế tiến hành niết bàn trong cơn cuồng nhiệt. Hắn là đế cảnh, lại còn là đế quân tự nhiên, nháy mắt phóng thích, dung chuyển thâm không sụp đổ, đánh thẳng vào thế giới bên ngoài, dung chuyển cả tự nhiên pháp tắc. Không chỉ có để hư vọng chi hải đã bị phá thành mảnh nhỏ lần nữa bị trọng thương. Ngay cả Huyền Vũ Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục, Hắc Ma Đại Lục ở gần đó đều hứng chịu tới trình độ trùng kích khác nhau. Đứa nhỏ ngươi đây muốn giết phụ thân sao?
Khương Phàm bị tạc phá thành mảnh nhỏ, hai tay tàn phá, hai chân bay tứ tung, nội tạng cũng bay cả ra ngoài. Bạo tạc với khoảng cách gần như vậy, thật muốn hủy diệt cả hắn, mà năng lượng bạo tạc lại mãi tiếp tục không dứt, khủng bố tàn phá khắp nơi, không ngừng tàn phá cơ thể rách dưới của hắn, giống như là muốn trực tiếp biến thành vụn thịt. Cũng may bất diệt thiên thể đầy đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, chiến khu rách dưới nhanh chóng trùng sinh, cưỡng ép chống cự lại bạo tạc kéo dài. Ta lặp lại lần nữa, nói một lần chót. Mẫu thân nó, Niết Bàn là để các ngươi dùng bảo mệnh, không phải dùng để giết địch. Đám điên các ngươi, là tên điên từ đầu đến đuôi đều điên. Chương 3142 ai là bên thắng? Chiến khu trọng thương của Man Hoang Đế Tổ triệt để tan thành từng mảnh, đầu vung lấy xương sống cùng một cái cánh tay xương, gào thét bay lên trong thủy triều bạo tạc. Hắn lên cơn giận dữ, vô cùng tức giận. Lúc trước chinh chiến Hồng Hoang, nghênh chiến qua vô số cường giả, đương nhiên bao gồm cả Chu Tước cùng Phượng Hoàng, giết không chết, nhưng lúc đó Niết Bàn là bảo mệnh, mẫu thân nó. Ai lại lần lượt nhào tới tự bạo? Nhất là tên điên này, muốn lôi kéo cả lão tử hắn cùng chết sao? Lão già, sao ngươi lại còn không chết? Khương Phàm, đừng đụng hắn, hắn là của ta muốn tự tay giết hắn. Hồn nguyên của Khương Thương theo bạo tạc xông ra khỏi phạm vi sụp đổ, giáng lâm đến giữa thiên hải, cường thế tụ tập chiến khu hoàn toàn mới. Đáng chết, tên kia còn đang ngao ngao, còn chưa có chết, ngoan cường như thế sao? Khương Phàm kích phát bản thân, phối hợp với bất diệt thiên thể nhanh chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đón lấy thủy triều bạo tạc, đuổi giết Man Hoang Đế Tổ. Man Hoang Đế Tổ đang tiếp lấy triều dâng tăng vọt chạy khỏi nơi này, cuộc chiến này không có cách nào đánh, thật không có cách nào đánh. Hắn kịch liệt bay lên, không ngừng cảm ngộ yên diệt pháp tắc cùng hư vô pháp tắc. Nhưng càn khôn đại táng đánh ra phạm vi sụp đổ này với hệ thống thế giới đã cắt đứt pháp tắc liên hệ yếu ớt thật vất vả muốn sinh ra trước đó, kết quả lại bị một trận bạo tạc của Khương Thương đảo loạn nơi này, liên hệ vi diệu đã triệt để gãy mất. U Linh Đại Đế, ngươi ở đâu? Tới đây cho ta, cái kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi, ngươi chết không yên lành. Man Hoang Đế Tổ cảm giác bị tính kế càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn thực sự không nghĩ ra chỗ đó có vấn đề. U Linh Đại Đế theo hắn đến Thái Sơ Đế Thành, mang ý nghĩa đồng ý lại hợp tác một lần, vì sao lại đột nhiên đổi ý rồi? Chỉ cần U Linh Đại Đế ảnh hưởng đến Khương Phàm, trận chiến này hôm nay còn có thao túng không gian cực lớn, nói không chừng có thể giết Khương Phàm. Khương Phàm mở ra hắc ám, xuất hiện ở trước mặt Man Hoang Đế Tổ, nhìn siêu cấp nhân ma chỉ còn đầu lâu cùng xương sống, lại cười lạnh một tiếng, quả quyết xuất kích. Xem ra đồng bạn của ngươi đã vứt bỏ ngươi rồi. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, bao phủ hắc ám, hóa thành hàng tỷ liệt diễm chu tước, lít nhít nhào về phía Man Hoang Đế Tổ, đồng thời càn quét khác toái cốt thịt nhão trong bóng tối, sau đó diễn biến thành tuyệt thế luyện lô. Giống giống, Man Hoang Đế Tổ bi phẫn gầm thét, nhưng đúng vào lúc này, ý thức đột nhiên kịch liệt hoảng hốt, không đợi kịp phản ứng đã bỗng nhiên lâm vào hắc ám, khung xương rách dưới còn muốn giãy giụa đã lập tức mất đi sức lực, mặc cho liệt diễm nuốt hết, bị nhiệt độ cao phần diệt khủng bố tàn phá. Khương Phàm không cho Man Hoang Đế Tổ cơ hội, toàn lực thôi động liệt diễm, điên cuồng luyện hóa, muốn luyện bộ hài cốt tồn tại trăm vạn năm này, thành một viên siêu cấp đế tủy. Nhưng, sau một tiếng gào thét kia của Man Hoang Đế Tổ, vậy mà lại không có động tĩnh, cũng không giãy giụa nữa. Khương Phàm không biết tình huống như thế nào, nhưng tuyệt đối không chịu dễ dàng buông tha, hắn tiếp tục kéo lấy luyện lô sông ngang mấy vạn dặm, xuất hiện ở trong thế giới thật, tại một khắc xuyên suốt hủy diệt pháp tắc này. Luyện lô tăng vọt uy thế, bộ hài cốt phiêu đãng bên trong kia bắt đầu nhanh chóng nóng chảy. Cùng lúc đó, chiến trường xa xa cũng xuất hiện chuyển hướng. Thái Sơ Đế quân bị Liệp Thần Thương xuyên qua, ý thức càng ngày càng hỗn loạn, thế công cũng càng ngày càng táo bạo, giống như là như bị điên. Sau khi Hắc Ma Đế quân giết qua phối hợp với Tinh Linh Đế quân trấn áp, rốt cuộc hắn cũng bắt đầu hỗn loạn, cũng bị Hắc Ma Đế quân bộc phát kéo đầu xuống. Linh hồn Thái Sơ Đế quân đột nhiên gầm thét lên, toàn thân hiện ra ba động khủng bố. Hắn muốn tự bạo, tản ra. Sắc mặt Hắc Ma Đế quân đại biến, quả quyết rút lui. Đều là tên điên Khương Phàm kia làm hư tập tục, mẫu thân nó, thời điểm trước đó ai sẽ tự bạo, đều là chiến tử, huống chi lại là vấn đề đế cảnh. Liệp Thần Thương phát giác được ba động, cũng rút ra khỏi chiến khu Thái Sơ Đế quân, phá vỡ tự nhiên lĩnh vực, rời khỏi thật xa.